Đạo Vô Cương trong chốc lát cũng không rõ ràng, Long Diệp Thiên có biện pháp gì, chỉ có thể nhíu mày một cái. Các ngươi trước mắt ngôi tượng Phật này, liền là cả lòng đất không gian kết giới tâm trận chỗ, nói cách khác, ngôi tượng Phật này mới là thần ấn chân chính người bảo vệ. Diệp Thần nhìn về phía tượng Phật ánh mắt tràn đầy theo dõi ý, cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ muốn từ tượng Phật trên mình tìm được thần ấn đầu mối. Đây chính là sau cùng biện pháp, các ngươi hai cái cùng liên thông tượng thần nghiêng về kia phương chính là thần ấn chủ nhân. Tộc trưởng, ngài cái phương pháp này phải chăng hơi quá mạo hiểm. Đạo Vô Cương có chút do dự mở miệng, hắn rõ ràng đã là nho tổ đệ tử, trong tay cũng có tín vật, lúc này cùng Diệp Thần cùng đi tiếp nhận như vậy khảo hạch, thật sự là để cho hắn có chút buồn bực. Ngươi không dám, còn không cùng Long Diệp Thiên mở miệng, Diệp Thần dẫn đầu nói. Rõ ràng là ngươi cùng cửu điên lão cẩu ăn cắp tìm thần cổ bàn, hôm nay nhưng là trả đũa. Tốt lắm, lão phu đã nói qua, bỏ mặc các ngươi ở bên ngoài có cái gì ân oán, nếu riêng mình đều cầm đồ đến tìm lão phu, đó chính là cùng thần ấn có duyên phận. Như vậy khảo hạch, vô luận đối với các ngươi ai tới nói, đều là được bằng phẳng. Đó là tự nhiên, đa tạ tiền bối, Diệp Thần gật đầu liên tục. Thần ấn tộc lại cùng nho tổ có tầng quan hệ này. May mà hắn lấy được rồi tìm thần cổ bàn, nếu không, liền khảo nghiệm cơ hội cũng không lấy được. Hừ, Đạo Vô Cương hừ lạnh một tiếng, nhảy tới trước một bước, ngưng mắt nhìn ngôi tượng Phật này. Được, nếu các ngươi hai người đều đồng ý, vậy liền bắt đầu đi. Lấy một trụ nhang thời gian làm hạn định, tượng Phật thiên chuyển giống ai, vậy thần ấn liền cho người đó. Giờ phút này, màu vàng sậm tượng Phật trên tản ra kinh khủng thần hồn lực, bao phủ tại chỗ tất cả người. Như là phải đem tất cả mọi người thần niệm mất đi nơi này như nhau. Diệp Thần và Đạo Vô Cương không khỏi được trong lòng âm thầm thán phục, không nghĩ tới thần ấn lấy được còn cần khắc phục cái này một cửa ải khó. Hai nhân tâm bên trong đều là rất rõ ràng, bây giờ tình cảnh chỉ có lấy được màu vàng sậm tượng Phật đồng ý mới có thể chân chính có cơ hội tiếp xúc tới thần ấn, mà muốn có được tượng Phật đồng ý, rất rõ ràng cũng chỉ có ở thần hồn lực lần trước tranh cao thấp. Diệp Thần thần hồn mặc dù khủng bố, nhưng dẫu sao trẻ tuổi, mà Đạo Vô Cương cái này cấp bậc cường giả khác, thần hồn hiển nhiên cũng là không kém gì mình. Hai người suy nghĩ sâu xa chốc lát, không khỏi được đồng thời ngồi xếp bằng xuống, đều là bắt đầu dùng mình thần hồn thử nghiệm cùng tượng thần bắt được liên lạc. Đạo Vô Cương, Diệp Thần cùng tượng Phật ba cổ thần hồn lực hòa vào nhau chung một chỗ, không ngừng biến ảo hình thái, nhưng bỏ mặc hai người cố gắng thế nào cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tượng Phật bao gồm thần hồn lực. Ngay tại hai người rằng có lúc đó, bỗng nhiên một cổ sen lẫn hạo nhiên chi khí tiếng sấm từ bầu trời mật vân bên trong truyền ra, ngay sau đó tiếng sấm hóa hình lại biến đổi là màu vàng kim bóng sáng nhanh chóng dung nhập vào Đạo Vô Cương thần hồn lực bên trong. Đây lại là Phật đạo tiếng sấm. Diệp Thần hơi sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đạo Vô Cương tu lôi đình lực lại tinh đi vào như vậy bước, tương truyền sấm xét đạo tổ dạy chính là khởi nguyên từ Phật giáo tiểu lôi âm tự hạo nhiên tiếng sấm. Ngàn vạn năm hạo nhiên tiếng sấm cuối cùng chuyển hóa thành lôi đình lực. Diệp Thần trong lòng thầm kêu không ổn, như thế tới một cái Đạo Vô Cương lôi đình lực dĩ nhiên là ở trường tranh đấu này bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đúng như dự đoán, ở Đạo Vô Cương đem lôi đình lực phát huy đến trình độ cao nhất từ đó sinh ra hạo nhiên tiếng sấm đồng thời, hắn thần hồn lực một cách tự nhiên cùng màu vàng sậm tượng Phật thần hồn lực sinh ra từng tia nhỏ xíu đồng tình, tựa như cùng là bổn nguyên kêu gọi vậy. Ngay sau đó tượng Phật sinh ra kinh khủng thần hồn lực vậy dần dần hướng Diệp Thần phương hướng bước tới. Hừ, Diệp Thần ngươi còn phải kiên trì sao? Ở thần thức của ta lực ra chỉ xuống, không bao lâu nữa ta liền có thể hoàn toàn đạt được tượng Phật đồng ý, ngươi hay là buông tha đi. Đạo Vô Cương dứt lời cũng sẽ không chú ý Diệp Thần, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Bất quá, Đạo Vô Cương vẫn không có chút nào buông lỏng dáng vẻ. Hắn ngón tay ở đó nho tổ tín vật trên hơi rạch một cái, một đạo nhỏ nhẹ nho tổ hơi thở chỉ như vậy hỗn hợp ở hắn lôi đình lực trong đó. Tượng Phật tựa hồ bị vậy nho tổ hơi thở cảm giác, hướng về phía Đạo Vô Cương thiên chuyển càng ngưng tụ. Thấy vậy, Diệp Thần chán cũng đầy vải lên tầng 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 mồ hôi mịn. Làm thế nào? Diệp Thần lúc này cũng là nóng nảy vạn phần, một khi Đạo Vô Cương thật đạt được tượng Phật đồng ý, vậy hiện tại trả hết thảy đều đưa hóa thành phí công. Đừng nói là thần ấn, có thể từ nơi này đi ra ngoài đều là hy vọng xa vời. Lúc này Diệp Thần chỉ có nghĩ đến hướng khí linh đại sư Phong Thiên Thương nhờ giúp đỡ.
ở vô số luân hồi mộ địa đại năng bên trong, trừ Hoang lão cái đó không đáng tin cậy ra, có thể có câu thông khí linh chỉ có Phong Thiên Thương. Ngươi thằng nhóc này, ngày thường có chuyện tốt cho tới bây giờ không nghĩ ta, hiện tại gặp nạn ngược lại là nhớ tới lão phu tới. Phong Thiên Thương ngược lại là nhanh chóng làm ra đáp lại, nhưng là cái này đáp lại bên trong tràn đầy đều là u oán cảm giác. Để cho Diệp Thần không khỏi lúng túng chắt lưỡi cười xòa nói, Phong tiền bối, ta có thể hay không đạt được thần ấn, liền xem ngài. Cuối cùng không có ngài mà nói, ta liền tìm thần cổ bàn cũng không tìm được à. Hừ, thằng nhóc ngươi coi như là có lương tâm. Phong Thiên Thương tiếp tục nói, thằng nhóc ngươi chỉ biết là xem người ta xứ chút thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ là quên ngươi huyền thể hóa linh thần thông và bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyết mạch. Diệp Thần ngay tức thì nghĩ tới điều gì, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là, đem linh lực đổi thành làm lực tính, nhưng sau đó hồn thể đổi thành. Lại đem lực lượng đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Nhưng còn chưa đủ. Đúng rồi, Phong tiền bối, luân hồi huyết mạch đối với thần hồn lực có chút bổ sung. Diệp Thần cho tới bây giờ không biết, luân hồi huyết mạch lại có như vậy tác dụng, hắn đã từng nhiều lần cháy luân hồi huyết mạch, ngay tức thì tăng lên căn nguyên thực lực, vượt cấp chống lại cường địch, không nghĩ tới câu thông khí linh lại cũng có tác dụng. Người thằng nhóc này ngày thường nhìn như nhanh trí, làm sao lúc mấu chốt lại có chút ngu dốt. Phong Thiên Thương có chút buồn cười nhìn Diệp Thần, luân hồi huyết mạch trấn áp vạn vật, bất kỳ có linh tính đồ, gặp phải luân hồi huyết mạch cũng sẽ cúi đầu xưng thần. Diệp Thần sáng tỏ, hắn luân hồi huyết mạch đúng là vô cùng là mạnh mẽ, đã từng cho dù là cổ long nhất tộc, gặp phải cũng sẽ không nhịn được quỳ bái. Giữ hồn lực đồng thời, người vận chuyển luân hồi huyết mạch, sử dụng luân hồi huyền bi, tự nhiên có thể cầm vậy tượng Phật thần hồn hấp dẫn tới đây. Được, đa tạ tiền bối. Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp sử dụng 6 đạo nguyên phù, không chỉ như vậy, cùng đối ứng luân hồi huyền bi vậy đồng loạt vờn quanh quanh thân. Trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia, độc bia, ám bia, ma bia. Đám người bia lực, hội tụ toàn thân. Ở 6 lớn nguyên phù và luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi pháp uy lực, nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Ở Phong Thiên Thương dưới sự chỉ dẫn, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch, cũng cùng cái này một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng năng lượng hội tụ vào một chỗ. Vô cùng ngang ngược năng lượng một cổ não hội tụ tiến vào thần hồn bên trong, giống như lưới gà như nhau, quấn quanh ở tượng Phật bên trên. Nguyên bản cũng sớm đã thiên chuyển hướng đạo vô cương tượng Phật, lúc này mà lại ở màu đen kia lưới gà quấn quanh dưới, một chút xíu hướng Diệp Thần thiên chuyển. Đạo vô cương nguyên bản tình thế bắt buộc diễn cảm, đột nhiên mặt mũi trợn tròn, nhìn về phía Diệp Thần diễn cảm tràn đầy uy hiếp. Ngươi sử dụng cái gì đường ngang ngõ tắt? Lại ngay tức thì đoạt đi tượng Phật tất cả thần hồn lực. Diệp Thần âm thầm cười một cái, không chút nào để ý đạo vô cương sủa điên cuồng, đối với hắn mà nói, không có gì so thắng được khảo nghiệm quan trọng hơn. Đạo vô cương tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, ngón tay bắt pháp quyết, cổ xưa đường vân ở hắn ấn đường tránh tốc, mạnh mẽ nho tổ hơi thở đang một chút xíu tạm thực tượng Phật thiên chuyển. Vô cùng vô tận lôi đình lực, lấy vô cùng là minh mông tư thái, bao phủ ở tượng Phật. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này, đã muộn. Long Diệt Thiên hai mắt mở ra, một nén nhang thời gian đã đến, kết quả đã ra. Xem ra, ở tượng Phật liên thông bên trên, Diệp Thần tăng thêm một bậc. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, thậm chí còn hơi có chút khiêm tốn hướng đạo vô cương chắp tay. Tộc trưởng, hắn dùng lừa gạt. Đạo vô cương bất mãn la lớn, từ đầu tới đuôi tượng Phật này đều là thiên chuyển hướng ta, ở cuối cùng này một cái chớp mắt. Lại đột nhiên liền chuyển hướng hắn. Đạo vô cương, chúng ta bằng bản lãnh của mình, chẳng lẽ ý ngươi là, ta ở tộc trưởng mí mắt phía dưới còn dám ăn gian? Diệp Thần, tượng Phật này rõ ràng đã lựa chọn ta, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, ván này, ta không phục. Diệp Thần toát ra một loại lãnh đạm thần thái, của ngươi còn đã từng là Đông Cương vực vương, lại liền này cùng độ lượng cũng không có, nho tổ chọn ngươi làm đệ tử, thật là mắt bị mù. Không cần cãi vả, tượng Phật nếu là thần bảo vệ ấn tồn tại, hắn lựa chọn sẽ không ra sai. Long Diệp Thiên sâu kín nói,
So với đạo vô cương tàn nhẫn thí sát, Diệp Thần hiển nhiên phù hợp hơn tâm ý của hắn. Kết quả nếu đã xuất, không muốn lại tranh chấp, thần ấn thuộc về Diệp Thần. Như thế trăng công không bình, đạo vô cương lửa giận tràn ra, hắn bảo vệ cái này thần ấn vạn năm có thừa, cái này thần ấn tộc tộc trưởng lại muốn đem cái này thần ấn giao cho Diệp Thần. Ta không phục. Đạo vô cương gào thét, nửa người trên áo quần toàn bộ nổ tung, vô tận lôi đình lực từ hắn thân thể bên trong xuyên qua ra, cái gì không gian quy tắc, thực lực gì áp chế, lúc này hắn cái gì cũng không để ý. Ngươi có gì không phục, tượng Phật một mực thần bảo vệ ấn, tượng Phật nếu lựa chọn Diệp Thần, vậy cùng ngươi chính là không có duyên phận. Long Diệp Thiên nể tình đạo vô cương là nho tổ đệ tử, trong lòng còn có một chút thiện niệm, không muốn tổn thương hắn. Vô số sấm chớp mưa bão lực, từ trong hư không hạ xuống ra, đạo vô cương lại chẳng ngó ngàng gì tới sử dụng cấm kỵ phương pháp, cưỡng ép đột phá cái này quy luật đối với hắn trói buộc. Màu bạc sấm chớp mưa bão quấn quanh ở hắn thân thể bên trên, giống như một cái điện quang cự long, chiếm cứ ở trên người hắn. Diệp Thần, âm lệ thanh âm từ đạo vô cương trong miệng gào thét ra. Quát to một tiếng, vậy vô tận thần uy lôi đình, hóa là một phiến phiến vảy rồng, tạo thành một đạo đồ sộ hình cự long bóng người, tốc độ vô cùng là kinh người hướng Diệp Thần đi. Oanh oanh oanh, chỉ gặp vậy cuồng bạo sấm sét lần lượt đánh vào ở Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần sát kiếm vậy lần lượt hung hãn vô cùng chém ra. Không có bất kỳ chiêu thức cùng công pháp, thuần túy lực lượng đối kháng. Như vậy ngang ngược công kích, cho dù là đứng bên cạnh Long Diệp Thiên đều cảm giác được một chút áp lực vô hình. Lôi đình cự kiếm, thiên diệt bách luyện. Đạo vô cương khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra một chút thần sắc quỷ dị. Dũng mãnh sấm sét ánh sáng ngay tức thì bao trùm toàn bộ hang bên trong. Vô tận sấm sét lam mang đang đùng đùng lóe lên trong đó. Thậm chí có trực tiếp bổ ngang ở đó tượng Phật bên trên, chỉ bất quá to lớn như vậy thần uy, đối mặt tượng Phật, lại không có một chút rung chuyển. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hắn bây giờ biết cửu điên tại sao bại trận, cái này đạo vô cương thực lực có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Thần, nơi đây hạn chế thực lực không riêng gì bởi vì linh khí, còn bởi vì là đất để trận pháp. Nếu như ta không đoán sai, dưới mắt ngươi như vận dụng hồng mông đại tinh không kết hợp với lòng đất trận pháp, cũng có thể miễn cưỡng áp chế đạo vô cương thực lực. Diệp Thần ngẩn ra, chợt khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, được. Hồng mông đại tinh không, cho ta trấn áp. Nếu đạo vô cương là sử dụng cấm thuật mới thi triển ra tuyệt đối thực lực, hôm nay hắn liền muốn dùng cái này 33 hồng mông cổ pháp, đem hắn tu vi áp chế. Diệp Thần hơi thở bùng nổ, vung tay lên, một phiến khoáng đạt tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời, trong nháy mắt cắt đứt đạo vô cương sấm sét sáng bóng. Mảnh tinh không này, nhấp nhô vô tận hồng mông cổ khí, có từng hạt tròn ngôi sao to lớn, yên tĩnh lơ lửng. Nhìn kỹ lại, lúc đầu viên kia viên to lớn tinh thần, lại có thể đều là in hồng mông cổ pháp phù lục, vô tận hồng mông thiên uy trấn áp, làm người ta rung động. Diệp Thần thả ra hồng mông đại tinh không, so với lúc ban đầu hình thức ban đầu, hiện tại có thể nói là ra cái quy mô. Ở hồng mông lớn tinh không dưới áp chế, đạo vô cương cảm giác được mình tu vi hơi thở, thật vất vả trở về, lúc này lại bắt đầu từng tầng đánh mất. Cái này phiến hồng mông đại tinh không, vẫn còn có áp chế người tu vi hiệu quả. Diệp Thần phần thiên tự tại trời, diễn hóa ra hồng mông đại tinh không, uy áp lại là đáng sợ. Hắn ánh mắt lãnh khốc. Giống như hồng mông nắm giữ, sát kiếm cuồng chém, lần nữa giết hướng đạo vô cương. Một kích này, hội tụ hồng mông lớn tinh không khí thế, đặc biệt bá đạo. Ở sử dụng một kích này thời điểm, Diệp Thần cảm thấy cả người gân cốt, cũng đang đau nhức co quắp, thừa nhận cực lớn thống khổ. Hồng mông đại tinh không mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn thi triển, vậy phải chịu đựng to lớn gánh vác. Diệp Thần cắn răng chịu đựng, chém thẳng đạo vô cương. Tựa như toàn bộ hồng mông thế giới quy luật, toàn bộ tinh không thiên uy, đều ở đây trên tay hắn. Đúng cầm sát kiếm, lại tựa như biến thành trong suốt, có từng tầng một tinh không thần quang vần quanh, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt. Ở nơi này hồng mông lớn tinh không dưới áp chế, đạo vô cương chỉ cảm giác được mình tựa hồ là bị gắn gông xiềng, thực lực lần nữa được hạn chế. Lôi đình thiên thần hàng lâm. Sẽ ở đó lớn trên tinh không, vô số lôi đình lực lần lượt thay nhau ngang dọc. Vậy minh mông sấm sét thần lực, ở đạo vô cương sau lưng điên cuồng ngưng tụ, ngay chớp mắt, một tôn to lớn bao la,
có chừng mấy ngàn trượng cao sấm sét thiên thần hư ảnh liền xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. To lớn sấm sét thiên thần bên trên bộc phát nhiều sấm sét màu xanh ra trời điện mang, ngay tức thì hóa là mênh mông sấm sét màu xanh ra trời quy luật, điên cuồng đụng vào Diệp Thần trên tinh không luân bàn về tinh nguyệt. Vậy vô biên mênh mông sấm sét bao phủ hơn nửa tinh không, rất nhanh đem bên trong hóa là một cái mười phần to lớn màu xanh ra trời cũi. Diệp Thần lúc này tay cầm sát kiếm, sát thần thái độ, cũng là không chút do dự chém giết cái này màu xanh ra trời cũi. Hồng mông đại tinh không tạm thời không phá, đạo vô cương tu vi thì sẽ một mực bị áp chế. Giết! Vậy tôn to lớn sấm sét thiên thần, nháy mắt tức thì uy thế bạo tăng, hai tay nắm chặt sấm chớp mưa bão thế, đã toàn bộ hướng Diệp Thần đánh ra tới. Diệp Thần sát kiếm còn không có đến gần, vậy uy thế kinh khủng cũng đã truyền tới, để cho hắn sắc mặt sợ hãi thay đổi. Vậy sấm sét thiên thần liền đứng trước mặt của hắn, trong tay sấm chớp mưa bão phụ ở hắn ngón tay bên trên, tiếp tục đánh ra liền tới đây. Đủ rồi, ở ta thần ấn tộc ngang ngược, cũng nên có cái hạn độ. Lau một cái mênh mông màu xanh linh khí, bọc lại vậy sấm sét thiên thần ngón tay, sau đó vô số linh lực nhập vào cơ thể mà qua, sấm sét thiên thần chỉ hóa là mảnh vỡ. Đạo vô cương gặp Long Diệp Thiên ra tay, biết lại không đánh chết Diệp Thần cơ hội. Nguyên bản nhìn ngươi là nho tổ đệ tử, chẳng muốn cùng ngươi xé rách ra mặt, không nghĩ tới ngươi lại như vậy coi thường ta thần ấn tộc khảo hạch. Long Diệp Thiên giận dữ nói. Đạo vô cương nhìn đã hoàn toàn xé rách mặt Long Diệp Thiên, sâu kín nói, xem ra ngươi lão thất phu này là thiết tim phải giúp Diệp Thần. Nếu ta không có thể được, vậy thì hủy đi. Vô cùng ngông cuồng ý niệm ở đạo vô cương trong lòng tùy ý gầm to, vậy thần ấn nếu hắn không có được, người đó đều không phải lấy được. Long Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt vậy lập tức có vô tận ngọn lửa thiêu đốt. Trên hư không, Diệp Thần và đạo vô cương lạnh lùng đối lập. Muốn lưu lại ta, thì phải xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Hai người đồng thời ra tay, đạo vô cương nhất định không phải là đối thủ, lúc này cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắn hai tay bên trong xuất hiện một đạo bùa chú, hắn đem bùa chú dán vào trên người mình, khí tức cả người ở nơi này bùa chú mới vừa dán lên lúc đó, tan biến không còn dấu tích. Là nho tổ thủ đoạn. Long Diệp Thiên nhìn cái phim này đổi, không nghĩ tới đạo vô cương chạy trốn cực kỳ lanh lẹ, không chần chờ chút nào. Vốn chính là tiểu nhân hèn hạ, Diệp Thần lãnh đạm nói đến. Đã như vậy, ngươi lại cùng ta trở về đi thôi, Long Diệp Thiên nói xong. Bàn tay lần nữa xoay ngược lại, vậy trên vách đá cửa xuất hiện lần nữa. Tộc trưởng, đạo vô cương trời xanh tính hàn lạnh âm hiểm, Diệp Thần chậm rãi đem hắn đối với cửu điên hạ độc sự việc nói, hôm nay ngươi xuất thủ cứu bảo vệ cùng ta, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận thần ấn tộc. Hừ, chỉ bằng hắn. Long Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, như vậy làm người, tâm tính như vậy, hắn thật sự là không rõ ràng, vì sao nho tổ sẽ thu hắn làm đệ tử. Vô luận như thế nào? Xin tộc trưởng lưu tim. Đạo vô cương trước khi rời đi vậy độc như bò cạp tàn nhẫn thần sắc, để cho Diệp Thần mơ hồ cảm thấy hắn sẽ có kéo nhau trở lại một ngày, hắn phải nghĩ biện pháp thông báo cửu điên mới được. Nếu tượng Phật đã lựa chọn ngươi, vậy ta chờ ngày mai cử hành thần ấn nghi thức, đem thần ấn chính thức giao cho ngươi, từ nay về sau, đem ngươi đảm đương nổi bảo vệ nó trách nhiệm. Diệp Thần gật đầu một cái, tộc trưởng yên tâm, Diệp Thần nhất định tuân thủ cam kết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền hướng huyết thần phương hướng đi. Huyết thần dĩ nhiên là cảm giác được cái gì, đứng lên đi tới Diệp Thần bên người, sắc mặt vui mừng, lấy được rồi. Còn không có, bất quá đã thông qua khảo nghiệm, ngày mai tộc trưởng đem cử hành thần ấn nghi thức, đem thần ấn chính thức giao cho ta. À, người nọ đâu, huyết thần nghi ngờ nhìn cửa này sau lại người thứ ba đi ra. Hắn đã rời đi. Diệp Thần một mắt hướng huyết thần nháy mắt liền một tí, tỏ ý trở về rồi hãy nói. Tốt lắm, ta sẽ để cho Hạc lão cho các ngươi an bài một nơi chỗ ở, lại chờ đợi ngày mai nghi thức đi. Long Diệp Thiên xua tay một cái, cả người lần nữa ngồi xếp bằng ở nồng nặc kia linh thạch bên trên, oánh oánh lục mang đem hắn bao ở trong đó. Huyết thần và Diệp Thần xoay người rời đi hang động, Hạc lão đã ở ngoài động chờ. Hai vị, bên này. Hạc lão ánh mắt cũng không thân thiện, mặc dù tộc trưởng đã quyết định phải đem bổn tộc thánh vật giao cho Diệp Thần, nhưng vậy ý vị này bọn họ đem cử tộc rời, vì vậy, đối với Diệp Thần bọn họ hai người, hắn thật sự là không cách nào dành cho lương thiện thái độ.
Diệp Thần cũng không thèm để ý Hạc lão vậy có chút địch ý ánh mắt, nếu Long Diệp Thiên đã đáp ứng, hắn dĩ nhiên là không cần lo âu. Chỉ bất quá đạo vô cương cuối cùng vậy âm độc nhãn thần, để cho Diệp Thần cảm thấy như vậy tiểu nhân nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Diệp Thần, mới vừa ta cảm giác được, ở nơi này thần ấn tộc, tựa hồ có vật gì đang hấp dẫn ta, thật giống như cùng ta trí nhớ có liên quan, hai người mới vừa đi vào hang động bên trong, huyết thần hướng Diệp Thần nói. À, cái này thần ấn tộc ở đặc thù quy luật đạo này nguyên có rất sâu thành tựu, có lẽ bọn họ bên trong là có biện pháp khôi phục ngươi trí nhớ. Diệp Thần con mắt lóe lên, nếu như huyết thần có thể khôi phục trí nhớ, như vậy hắn thực lực có lẽ lại có thể nâng cao một tầng. Ừ, ta đi một lát sẽ trở lại, chính ngươi chú ý. Huyết thần nói, đã bước dài liền đi ra ngoài. Một ngày sau, thần ấn tộc lớn trên quảng trường, nơi có người mặc gia thú tộc nhân, đã toàn bộ tụ tập chung một chỗ, mỗi người bọn họ chán ở giữa, cũng trói một cây màu đỏ thụ mang, tựa hồ là tượng trưng cho cái gì ý nghĩa. Long Diệp Thiên một tiệc trắng tinh trường bào, ở nhóm người này thân mặc gia thú trong tộc nhân gian, lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Hắn ánh mắt tựa hồ đặc biệt nhu hòa nhìn chăm chú cái này trên quảng trường to lớn lập trụ, phía trên kia cũng là một cái tượng Phật, như bọn họ hôm qua ở hang động trong khảo nghiệm nhìn thấy giống nhau như đúc. Cùng ngươi cùng người tới đâu? Hạc lão có chút cảnh giác nhìn Diệp Thần, tựa hồ huyết thần mất tích để cho hắn vô cùng là để ý. Hắn vốn vô tình thần ấn sự việc, muốn một người khắp nơi xem, Diệp Thần lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nhìn về phía Hạc lão, đến giờ liền sao? Hạc lão gật đầu một cái, Long Diệp Thiên đã sớm có nói trước, hắn là tuyệt đối sẽ không vâng lời tộc trưởng, lúc này chỉ có thể đúng lúc đem Diệp Thần đưa đến quảng trường bên trong. Hạc lão dẫn đầu đi đến Long Diệp Thiên bên người, tiến tới hắn bên tai thấp giọng kể cái gì. Long Diệp Thiên chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái, tỏ ý Hạc lão không cần lo lắng, bên kia hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay. Đất vàng hậu thiên, thần minh phù hộ tộc, hôm nay ta Long Diệp Thiên, tôn nhân quả trước. Đem ta thần ấn tộc thánh vật giao cho Diệp Thần, nhìn hắn có thể gánh vác bảo vệ trách. Long Diệp Thiên một tay đặt ở ngực, một cái tay chỉ về phía chân trời, ánh mắt nghiêm túc nhìn vậy lập trụ trên tượng Phật. Tất cả tộc nhân giống vậy chắp hai tay, đặt ở ngực, mỗi cái người nhìn về tượng Phật thần sắc tràn đầy kính sợ. Thần minh khoan hậu, phúc tới thần ấn. Dư ta lấy tim, dư ta lấy khí, dư ta lấy linh, dư ta lấy ấn. Chỉ về phía chân trời ngón tay phụ lên một tầng huỳnh màu xanh mang khí, giống như một viên đèn sáng, đem vậy tượng Phật gương mặt chiếu sáng. Thần minh khoan hậu, phúc tới thần ấn. Tất cả thần ấn tộc người, cùng hô, thanh âm giống như một đạo Phật triện, ở toàn bộ thần ấn tộc minh mông trên đất vang vọng. Bá bá bá. Long Diệp Thiên ngón tay bên trong có căn nguyên máu tươi rỉ ra, dung nhập vào lục quang kia bên trong, cùng nhau thấm nhuần vậy tượng Phật. Tượng Phật miệng tựa hồ ở lục quang này thấm nhuần hạ, lấy được dinh dưỡng vậy, lại hơi dương ra. Tất cả thần ấn tộc người thấy dị tượng này, rối rít quỳ sụp xuống đất, được quỳ bái đại lễ. Diệp Thần không nói gì, yên lặng đứng ở Long Diệp Thiên bên người, nhìn kỹ tượng Phật này. Nhảy! Vô tận màu xanh lá cây nhỏ có thể chảy vào tượng Phật bên trong, đúng cây lập trụ cũng dính vào một tầng huỳnh mang, ti ti lũ lũ hướng xuống quấn vòng quanh. Trực tiếp nối liền trước sâu trong lòng đất. Hiển nhiên, linh khí này lại là trực tiếp trùng điệp đến thần ấn tộc lòng đất. Một đoàn hình dạng như xanh biếc thanh long linh khí, từ vậy tượng Phật bên trong ngưng tụ ra hư ảnh, năm móng huy động, theo cái này ấn linh khí thuận duyên địa phương, gào thét đi. Ha ha ha, lúc đầu thần ấn nơi này. Đột nhiên, một đạo lạnh như băng âm độc thanh âm vang lên, hư không dẫy dụa, đạo vô cương thân hình đứng ở trong hư không. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Thần. To gan, lại dám phá hoại ta thần ấn tộc truyền ấn nghi thức. Hạc lão hai cánh tay mở ra, trên mình cáo trắng da thú bên trong vậy một chút màu đỏ thắm quang, đã mặc đâm về phía đạo vô cương. Không nghĩ tới đạo vô cương chính diện cướp đoạt không có thành công, lại dự định trực tiếp ra tay cướp đoạt. Long Diệp Thiên lúc này đang lấy tự thân nguyên khí máu tươi liên thông lòng đất thần ấn, lúc này không tỉ vết ra tay. Diệp Thần mắt gặp Hạc lão bước vào hư không, vậy không hàm hồ, dự định bạo khởi giúp hắn giúp một tay. Chậm đã, Long Diệp Thiên thanh âm nhưng vào lúc này truyền vào Diệp Thần thức hải bên trong. Tiếp thu thần ấn, cũng không chỉ là mang đi nó, còn muốn tiếp thu nó truyền thừa, để cho hắn nhận chủ. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên biết,
thần ấn bên trong vẫn còn có truyền thừa, thậm chí còn có thể cùng hoang ma thiên kiếm vậy, có thể nhận chủ. Không cần lo lắng Hạc trưởng lão, hắn có thể kéo. Long Diệp Thiên tựa hồ là đối với Hạc trưởng lão vô cùng là yên tâm, mi sắc không có biến hóa chút nào, giống như là ở trình bày một kiện không quan hệ chút nào sự việc. Được, Diệp thần gật đầu, nếu bọn họ đối với người mình như vậy có lòng tin, mình nếu là cưỡng ép ra tay, há không giống như là ở quét hắn mặt mũi. Diệp thần đứa nhỏ, ngoan ngoãn đem thần ấn giao cho ta, ta có thể cân nhắc tha ngươi Đông Cương vực tiểu nhân tình. Đạo Vô Cương hiển nhiên cũng không có đem Hạc lão coi ra gì, thành thạo thoát khỏi vô số răng khắp nơi đao mang, nhưng kỳ quái chính là, hắn thậm chí không có chủ động công kích, chỉ là đơn thuần né tránh. Diệp thần mắt gặp hắn hành động cổ quái, vội vàng thấp giọng nói, tộc trưởng, hắn giống như là đang trì hoãn thời gian, chú ý có bẫy. Long Diệp Thiên liếc mắt một cái Đạo Vô Cương, lúc này chính là liên thông thần ấn thời kỳ mấu chốt. Diệp thần sáng tỏ, thần ấn ở nơi này thần ấn tộc không biết phong tồn nhiều ít năm, muốn đến nếu như không thông qua vậy bảo vệ tượng Phật, coi như là Long Diệp Thiên đại khái cũng là không có cách nào trực tiếp bắt được thần ấn. Bỏ mặc Đạo Vô Cương đánh được tính toán gì, chỉ cần hắn Diệp thần ở chỗ này, liền kêu Đạo Vô Cương chỉ có tới chớ không có về. Chỉ là, huyết thần tiền bối giờ phút này cũng không biết ở nơi nào, nếu là có hắn ở đây, thì có thể làm cho hắn trực tiếp bắt lại Đạo Vô Cương. Hội tụ thành thanh long vẻ linh khí, lao nhanh trước trong lòng đất di động, vô tận đất vàng thấp thoáng dưới, càng khi đến phương, lại phơi bày ra huỳnh lục quang trạch, cái này đất bùn hiển nhiên cũng đã dị hóa. Thanh long cuối cùng di động đến lòng đất một nơi không gian, đó là một khối lục giác cột cửa, mỗi cây cột trên cũng chạm trổ vô tận huyền diệu bí văn, mà ở đó trụ đỉnh bên trên, nạm vô cùng là sáng chói 6 viên bảo châu. 6 viên bảo châu tản mát ra 6 cái huỳnh quang trù mang vậy linh khí. Toàn bộ hội tụ ở một chút, mà vậy một chút bên trên, một khối thần ấn thánh vật đang trôi lơ lửng ở trên đó. Vậy đoàn huỳnh quang lục mang nhờ vuốt thần ấn, mà từ thần ấn trên mình, thì lưu chuyển ra vô thượng bạc lục quang trạch, vô cùng mạnh mẽ quy luật oai, còn có vậy oánh oánh lục mang tinh thuần linh khí. Được tới toàn không uổng thời gian. Ngay tại lúc này, hai đạo có chút bùn xình thân hình, dưới đất chui lên, nhìn về phía vậy thần ấn ánh mắt tràn đầy tham lam. Không nghĩ tới cái này cái gọi là thần ấn tộc đặc thù linh khí, lại là xuất xứ từ tại thần ấn. Nhưng nếu không phải Đạo Vô Cương thực lực bị đè, nho tổ lão nhân ra ông ta cũng sẽ không để cho ta ngươi hai người thật xa tới địa phương chuột. Nguyên bản trên mặt bùn lầy vẻ, đã ở thanh niên này người mở miệng nói chuyện ngay tức thì, vận công xua tan, khôi phục hắn gò má trắng nõn. Hắn hai người lúc này trang phục nhất trí, chính là nho tổ đệ tử tử, tóc thật cao buộc lên. Không có chút nào xốc xếch chỗ. Nếu linh khí này, sẽ áp chế người ngoại lai thực lực, vậy chúng ta liền phá cái này truyền linh khí cột đá, hoàn toàn đoạn tuyệt đất này để linh khí sản xuất. Thanh niên kia dứt lời, trong tay xuất hiện một chuôi sấm sét giao điện, mấy bước đạp dậy, đã phi thân đến cột đá trước. Bình bịch bịch, trong tay hắn giao điện lấy vô cùng lao nhanh bá đạo lôi đình lực, hung hăng đụng vào cột đá bên trên. Giống như là hai chuôi vô cùng là bền bỉ khí vật đụng vào nhau, văng tung tóe ra vô hạn sao hỏa. Lửa kia tinh tràn ra, có bay tới vậy cột đá vòng sáng bên trong, ngay tức thì liền bị vô thượng thần ấn lực, hóa là phấn vụn. Thanh niên sắc mặt đông lại một cái, may mà bọn họ không có thời gian đầu tiên đi lên cướp đoạt thần ấn, nếu không, cái này bá đạo như vậy thần ấn khả năng, há chẳng phải là sẽ đem hắn hai người ngay tức thì cắt nhỏ. Sư huynh! Trụ đá này độ bền bỉ cực mạnh, tạm thời tới giữa không cách nào phá bể. Nguyên bản đứng ở sau lưng hắn hơi lùn một chút nam tử hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói tránh ra, ta tới. Hắn trên mình tựa hồ quấn vòng quanh vô tận sấm sét bạo lực, vậy cuồn cuộn thiên lôi ở hắn đỉnh đầu giống như là mở một miếng cửa sổ trên mái nhà, từ trong đem vô cùng bá đạo thần uy toàn bộ hạ xuống. Hắn hai tay bên trong, hội tụ ra một đoàn cực lớn sấm sét quang cầu. Vậy quang cầu bên trên đều là tràn đầy sấm sét bùa chú, mỗi một đạo bùa chú cơ hồ đều là hủy diệt lực cực mạnh bá đạo lôi lực ẩn chứa trong đó. Lòng đất nguy hiểm trong hoàn cảnh, liền liền sư đệ của hắn cũng đánh hơi được một cổ diệt vong mùi vị. Phá cho ta! Vậy một đoàn to lớn quang cầu, chỉ như vậy đánh về phía một cây cột đá. Rào! Quang cầu trên tràn ngập mãi mãi uy nghiêm lôi đỉnh pháp tắc, một kích toàn lực dưới, cột đá ầm ầm sụp đổ. Nguyên bản chống đỡ thần ấn một cái màu xanh lá cây huỳnh quang linh khí trù mang,
giống như vết nứt vậy, toàn bộ rớt xuống mặt đất bên trên. Không tốt, có người ở phá hoại lòng đất linh mạch. Xa ở trên mặt đất Long Diệp Thiên, lúc này khóe miệng phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt ngay tức thì thảm trắng, nhìn về phía Đạo Vô Cường ánh mắt tràn đầy oán phẫn. Cái gì? Diệp Thần cả kinh thất sắc, nhìn về phía Long Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy gánh kinh. Bỏ mặc nhiều như vậy. Long Diệp Thiên giống như là hạ định quyết định gì đó như nhau, vốn là một tay, lúc này đã đổi thành hai tay, quanh thân máu tươi không cố kỵ gì vậy toàn bộ phun ra hướng tượng Phật. Diệp Thần, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ thúc giục thần ấn thích hợp, một khi thần ấn xuất hiện ở tượng Phật nóc, người lấy nhanh nhất tốc độ đi trước cướp đoạt. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu, khó trách Đạo Vô Cương đi mà trở lại, nhưng lại một mặt trì hoãn thời gian, nguyên lai là tìm người giúp. Ha ha ha, Long lão đầu, ngươi không đem sư phụ ta coi ra gì, cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình, nguyên bổn chính là ta nho tổ thần điện đồ, để cho ngươi nghiêng muốn tặng cho cái này kẻ ác. Vậy thì nên nghĩ đến ngươi thần ấn tộc có hôm nay kết quả. Đạo Vô Cương khóe miệng toát ra một chút thị huyết sát ý, trong tay sấm chớp mưa bão cự kiếm, hung hãn đánh vào Hạc lão trước ngực bên trên. Lão bất tử nên sớm một chút đầu thai, không phải ở chỗ này ngăn cản đường bố. Hạc lão thân hình bị vậy tràn đầy lôi đình pháp tắc lực cự kiếm, té ra trăm trượng xa, chật vật rơi trên mặt đất, ói ra liền một ngụm máu tươi. Trắng như tuyết cáo trắng da thú, lúc này máu tươi đầm đìa. Tổn thương ta trưởng lão, giết cho ta, thần ấn tộc người đàn ông trung niên khỏe mạnh thấy vậy, sắc mặt đại biến, từng cái trong tay lục mang trường đao bộc lộ quan điểm, hướng Đạo Vô Cương liền chém tới. Long Diệp Thiên trong ánh mắt lộ ra một chút bi thiết tình. Nhưng là giờ phút này hắn lại không thể phân tâm cứu, so với tộc nhân, thần ấn an toàn càng trọng yếu hơn. Sâu trong lòng đất vậy hai người nho tổ đệ tử, lúc này đã phá hư ba cái cột đá, bọn họ khí huyết linh khí vậy bởi vì phá hoại cột đá mà biến mất hơn nữa nhanh chóng. Hơn nữa bọn họ cách thần ấn thật sự là quá gần, theo thời gian trôi qua, bọn họ thực lực tu vi vậy một chút xíu bị áp chế. Sư huynh, không thể kéo dài được nữa. Nếu không chúng ta căn bản không cách nào phá xấu xa toàn bộ lòng đất cột đá, cũng chỉ cắt đứt không được linh khí lan tràn. Hơi lùn nam tử gật đầu một cái, hắn không phải là không biết, chỉ có thể nói tiếp tục. Hai người miễn cưỡng hợp kích, một đoàn lại một đoàn sấm chớp mưa bão quang cầu, hướng cột đá đập tới, nguyên bản một cái quang cầu liền có thể đập gãy cột đá, lúc này đã cần ba cái thậm chí là càng nhiều hơn quang cầu, mới có thể xem đập ra vết rách. Cái này hai mặt người biến sắc được vô cùng là thảm trắng, bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra từ nho tổ nơi đó cầu thần đan nuốt xuống, thực lực ngay tức thì có tăng lên. Bình bịch bịch, tất cả cột đá ầm ầm ngã xuống, vậy cột đá trên 6 viên sáng chói đá quý, ở trong một cái chớp mắt này ầm ầm bể tan tành, trong đó chảy ra vô cùng vô tận xanh biếc linh dịch. Lòng đất khe hở ngay tức thì bị linh dịch này bổ túc, hai người kia bị cuốn vào linh dịch này thủy triều bên trong. Tạm thời tới giữa ở nơi này đậm đặc trong linh dịch, lại không đứng vững. Cùng lúc đó, Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong tiểu hoàng bóng người bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngẫu nhiên hóa là một đạo bóng sáng, biến mất vô ảnh vô tung. Còn chưa cùng Diệp Thần dùng thần thức theo dõi trên tiểu hoàng, nó đã biến mất ở sâu dưới lòng đất. Đáng chết, lúc này tiểu hoàng làm sao rời đi? Hắn không phải hẳn đang ngủ say sao? Giờ khắc này, Diệp Thần có chút lo lắng. Diệp Thần, đột nhiên, Long Diệp Thiên thanh âm vậy vào lúc này truyền tới, tiếp ấn. Trong nháy mắt, Diệp Thần dĩ nhiên là không để ý tới Tiểu Hoàng, tung người một cái, đã lật tới trên hư không, đưa tay ở đó tượng Phật đỉnh đầu bắt đi. Thần ấn đâu, nho tổ đệ tử thật vất vả phân ly đến cột đá bên trên, lại dĩ nhiên biến mất thần ấn bóng dáng. Là kêu gọi thuật, Long Diệp Thiên gọi về thần ấn, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, cho nên thần ấn đã rời khỏi nơi này. Thấp lùn nam tử nhíu mày một cái, xem ra bọn họ sẽ trễ một bước. Sư huynh, ít nhất chúng ta phá hư cái này thần ấn tộc lòng đất linh khí, nơi này linh khí đem tại ngoại giới ăn thông, từ nay về sau, ở không có thực lực gì hạn chế nói một chút. Hừ, người lấy là Đạo Vô Cương còn sẽ để cho cái này thần ấn tộc có sau này. Đi thôi, đi giúp chúng ta một tay chung sư huynh. Hai người mới vừa rời đi sâu trong lòng đất. Tiểu Hoàng hai con ngươi ác mộng thân thể cũng đã xuất hiện ở đây linh dịch đại dương bên trong. Hai tròng mắt của nó như cũ đóng chặt, nhưng miệng cũng đã dương ra, không cố kỵ gì nuốt cái này vô cùng là thuần túy linh dịch.
vô số lực lượng ở linh khí này bên trong tràn vào nó trong cơ thể, hóa là đỏ xanh lưỡng sắc quang mang, ở nó huyết mạch bên trong di động. Ngoại giới. Ha ha ha, ta khôi phục thực lực. Đạo Vô Cương thần thái sáng láng, trong tay lôi đình cự kiếm hóa hình mười mấy lần, trực tiếp đem vậy người trước gục ngã người sau tiến lên thần ấn tộc người đánh bay ra ngoài. Liên tiếp hai lần sát vũ mà về, để cho hắn cũng không có mặt mũi đối với Nho Tổ, lúc này cũng là liếm mặt xem Nho Tổ mượn hai người sư đệ tới giúp hắn giúp một tay. Thần ấn là ta. Cậy mạnh bá đạo thần ấn, từ Đạo Vô Cương trong miệng gầm thét, không có thần ấn tộc người ngăn cản, hắn phá vỡ thương không, trực tiếp hướng Diệp Thần và Long Diệp Thiên chính là một kiếm. Diệp Thần mới vừa bắt được thần ấn, lại không nghĩ rằng cái này thần ấn lại nặng nề như vậy, liền liền hắn cường hãn như vậy luyện thể oai, đều đang có chút mất sức. Diệp Thần, luyện hóa thần ấn, để cho nó nhận chủ. Mau! Long Diệp Thiên trong tay vậy xuất hiện một chuôi chiều rộng ba tấc, dài hai thước đại đao, ở trong tay hắn linh lực tưới dưới, ngay tức thì biến hóa. Phía trên vốn có chút mơ hồ hoa văn, giờ phút này nhưng nhìn rõ ràng, cái này đao, là bọn họ toàn bộ thần ấn tộc nhất trí cao vô thượng thần ấn cổ đao, truyền thuyết từng đi theo tổ tiên trải qua chiến trường, chém chết địch nhân vô số. Ở thần ấn tộc đặc thù linh khí thấm nhuần dưới, ra vốn là máu tanh bạo lực khí, còn nhiều hơn quy luật lực. Kiếm cùng đao va chạm. Sắc bén mà nhọn tiếu minh tiếng va chạm, ở toàn bộ hư không hóa thành từng đạo võ đạo minh âm, chấn quỹ trước màng nhĩ của mọi người. Các ngươi thần ấn tộc vậy dựa vào sinh tồn linh khí, đã bị ta hai người chặt đứt, các ngươi đem lại không linh khí nguồn. Hai đạo cùng Đạo Vô Cương giống nhau như đúc cười nhạt, từ trong hư không truyền tới. Long Diệp Thiên nhìn hai người lối ăn mặc, thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới đường đường Nho Tổ đệ tử, hiện tại đều là làm chút gà gáy chó trộm sự việc, ta cũng thay Nho Tổ mất mặt. Hừ, bất quá là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong tay hai người đồng thời cái hiện ra một chuôi lôi đình cự kiếm, không hẹn mà cùng hướng Long Diệp Thiên chém tới. Đạo Vô Cương khóe miệng lộ ra lau một cái châm chọc mỉm cười, nhìn về phía vậy ngồi xếp bằng ở trên quảng trường Diệp Thần, Long Diệp Thiên vừa chết, cái kế tiếp chính là ngươi. Long Diệp Thiên giờ phút này vậy quay đầu nhìn một cái Diệp Thần, muốn để cho Diệp Thần tiếp nhận hoàn chỉnh thần ấn ý thức, còn cần một đoạn thời gian. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải chống đỡ nữa. Thần ấn vạn linh bảo. Vô số thiên địa linh khí, từ đất đai, gò núi, hang động rối rít ngưng kết ra, giống như từng viên một giọt nước nhỏ vậy, lấy vô cùng là chợt tốc độ bồng bềnh đến Long Diệp Thiên trước mặt. Bàn tay hắn mới vừa nâng lên, vô số giọt nước nhỏ ở hắn hướng dẫn dưới, toàn bộ hóa là đầy áp linh khí uy năng nạn lụt giọt. Tất cả giọt nước bên trong, lưu chuyển ti ti lũ lũ màu bạc quy luật ánh sáng. Rào 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 rào. Tất cả giọt nước giống như là chân trời từng hạt tròn sáng chói tinh thần, tản ra vô cùng là chói mắt oánh oánh lục quang, chậm rãi thăng nhập giữa không trung bên trong. Ung ung. Vô số giọt nước quang cầu ở cự kiếm kia dưới sự uy áp vỡ ra, vô số linh khí bao quanh quy luật lực, toàn bộ nổ tung, một cái tiếp theo một cái, toàn bộ trong hư không vô số ánh sáng chỉ như vậy lẫn nhau che giấu, bổ sung. Đạo Vô Cương và ngoài ra hai người Nho Tổ đệ tử, vội vàng lắc mình né tránh. Hừ, ba cái Nho Tổ đệ tử, cũng không quá như vậy. Xem ra Nho Tổ cũng bất quá là đồ có kỳ danh. Long Diệp Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thua thiệt hắn năm đó còn kính trọng Nho Tổ chính là tông sư một phái, hôm nay xem ra, cũng không quá là hành vi tiểu nhân. Lại dám làm nhục ta sư phụ. Vậy thấp lùn nam tử mặt lộ sắc giận, nguyên chính là cái này thần ấn tộc lật lọng, không đem bọn họ Nho Tổ thần điện coi ra gì. Lúc này lại dám ngay trước mọi người nhục mạ sư phụ, tất nhiên không thể bỏ qua. Người sở trường sử dụng linh khí đúng không? Ta đây muốn xem, người cái này thần ấn tộc còn có nhiều ít linh khí cung cấp ngươi sử dụng. Đạo Vô Cương dữ tợn nói, toàn bộ thân thể huyết mạch lần nữa lưu chuyển ra màu bạc sấm sét cuồng uy, giống như đồ đằng như nhau, hóa là to lớn sấm sét du long, quấn quanh ở bên trên cự kiếm. Vậy sấm sét du long trên mình mỗi một phiến miếng vảy, tựa hồ cũng có thể thấy lưu chuyển lôi đình pháp tắc, vô tận sấm chớp mưa bão ẩn núp trong đó. Sấm sét du long kiếm. Ba người cùng hô lên, ba chuôi to lớn lôi đình cự kiếm, quấn vòng quanh giống nhau như đúc sấm sét du long, ầm ầm dâng trào hướng Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên trường đao hóa là vô số hư ảnh, có ngang dọc bãi hạp thái độ, canh giữ ở mình trước người. Bành!
ba cái sấm sét du long sấm sét oai, đem từng đạo đao mang đánh tan băng tán, hóa là một đạo bụi bậm rơi trên mặt đất bên trên. Nhưng mà, không chỉ là ba cái sấm sét du long, mà là lấy ba ba vô tận, sáu sáu vô cùng tư thế, ba cái biến thành sáu cái, sáu cái biến thành vô số điều, vậy dương nanh múa vuốt sấm sét du long, xuyên phá tầng tầng đao mang, cuối cùng cắn xé ở Long Diệp Thiên đầu vai. Cho dù chân chính đối với hắn sinh ra tổn thương chỉ còn lại duy nhất một cái, nhưng cái này ba người đồng nguyên công pháp gia trì, cho dù là Long Diệp Thiên, cũng là cấp khó đối phó. Long Diệp Thiên bàn tay thay đổi, một đạo lạnh như băng quy luật ý quấn quanh, đem chiếm cứ ở trên người hắn sấm sét du long đánh ra 10 trượng xa. Hừ, Long lão đầu, người bây giờ biết, cùng chúng ta Nho Tổ Thần Điện đối nghịch, là dạng gì kết quả đi. Vậy thấp lùn nam tử ôm trước bả vai, tựa hồ không có lại tiếp tục tấn công ý. Cùng hắn phí lời gì, giết hắn, cướp thần ấn. Đạo vô cương trong lòng không có một chút lấy hơn địch quả không đành lòng, ở hắn trong mắt không có gì so đoạt được thần ấn quan trọng hơn. Sư huynh, sư phụ từng có nói, nếu như thần ấn tộc tộc trưởng Lạc Đường biết trở lại, có thể lưu hắn một cái mạng. Vậy thấp lùn nam tử lộ ra lau một cái nắm chắc phần thắng mỉm cười, ở hắn xem ra, chỉ cần Long Diệp Thiên còn có mấy phần lý trí, liền nhất định sẽ cúi đầu nhận sai. Long Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn một cái uy nghiêm kinh khủng đầu vai, còn đang chảy xuôi trước máu tươi, lộ ra lau một cái bị ý nụ cười. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Long Mỗ ở chục nghìn năm trước ánh mắt mù qua một lần, lại lầm cầm Nho Tổ làm chí tôn đại năng, cái này vạn năm sau đó, Long Mỗ có thể lại cũng sẽ không mù. Hồ đồ ngu xuẩn, lão quỷ, chịu chết đi. Đạo vô cương trong tay lôi đình pháp tắc lực, hội tụ thành từng chuôi lưỡi dao sắc bén, lóng lánh vô cùng ngang ngược sạch bóng, giống như mũi tên như nhau, dễ như bỡn hướng Long Diệp Thiên đi. Thần minh ban phúc, đốt ta tinh hồn, phá. Long Diệp Thiên trên mình lưu chuyển ra vô tận huyết mạch linh lực, đôi mắt đỏ thẫm, cả người máu tươi lực ở hiến tế tượng Phật sau đó, lần nữa hừng hực bốc cháy, hóa là một đạo huyết mạch tấm thuẫn, ngăn ở hắn và Diệp Thần trước người. Vô số sấm sét mũi tên, xuyên thấu ở huyết mạch tấm thuẫn bên trên, mỗi một chuôi mũi tên xuyên thấu qua, Long Diệp Thiên sắc mặt liền vô ích một phần. Tộc trưởng, vô số thần ấn tộc tộc nhân phát ra bi thương tiếng gào, có thanh niên mưu toan lấy thân xác ngăn cản, còn chưa tiến lên, thân thể đã mình đầy thương tích, lại không sức sống. Diệp Thần vẻ mặt bi thương, hắn thần thức từ tiếp xúc tới thần ấn trong nháy mắt, cả người liền đã đều bị thần ấn bao phủ. Vô số huỳnh quang lục mang giống như dây leo như nhau, đem Diệp Thần thần thức bao ở trong đó, Diệp Thần biết, muốn luyện hóa thần ấn, để cho nó nhận chủ, đây là phải đi qua trạm kiểm soát. Diệp Thần đã đồng thời mở sáu đạo nguyên phù, bát quái thiên đan thuật cũng ở đây sau lưng hắn bàng bạc ra, cho cùng hắn liên tục không ngừng khí huyết lực. Tranh đoạt từng giây từng phút là Diệp Thần hiện đang toàn lực ứng phó, cho dù thần thức không cách nào thoát khỏi, nhưng là hắn ngũ giác mở hết. Bên tai đạo vô cương tiếng ầm ỉ âm, một mực vang khắp ở hắn vùng lân cận. Vậy âm ngoan cuồng vọng thanh âm, để cho hắn ba lần bốn lượt tim không yên, hận không được nổ lên đối với bọn họ ba người ra tay. Cái gì Nho Tổ đệ tử, cũng là một đám âm hiểm xảo trá tiểu nhân, đối với thần ấn tộc những thứ này lánh đời nhiều năm người, chút nào không lưu chỗ trống. Diệp Thần thậm chí có thể ngửi được vậy vô tận mùi máu tanh. Hắn nghe được Long Diệp Thiên có chút vậy không chịu đựng được gào thét, vô tận cháy huyết mạch lực, để cho hắn không nhịn được than nhẹ lên tiếng, ba vị cường giả hợp lực, lại cầm Long Diệp Thiên bức bách đến tình cảnh này. Diệp Thần càng cuống cuồng, vậy vô số dây leo liền làm sao vậy chém không ngừng, hắn vậy thần thức trong hư ảnh to lớn sát kiếm, đang tiếp liền không ngừng chém trước trói buộc hắn lục mang. Ngạch gian đã lộ ra tầng tầng mồ hôi mỏng. Diệp Thần, ổn định tâm thần. Long Diệp Thiên thanh âm truyền tới, cho dù gặp đầy trời sấm chớp mưa bão công kích, hắn thấy Diệp Thần thời khắc này thần sắc, không khỏi có chút lo âu, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Phá cho ta! Diệp Thần thần thức tay cầm sát kiếm, hủy diệt đạo ấn tầng 6, phụ vô tận quy luật lực, lấy dễ như bỡn thái độ, đem vậy bọc lại hắn huỳnh quang lục mang chia làm hai. Ánh sáng tản ra trong nháy mắt, lộ ra căn nguyên thần ấn. Diệp Thần trong bụng một hồi mừng rỡ, thành. Hắn đưa tay, sắp bắt được đạo này thần ấn căn nguyên. Diệp Thần, một đạo vô cùng là tiếng trầm thấp, từ vậy thần ấn bên trong truyền tới, tản ra phong cách cổ xưa thanh âm tang thương. Diệp Thần trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này thần ấn lại có ý thức tự chủ.
Diệp Thần. Tựa hồ là không có cảm giác được Diệp Thần trả lời, vậy thần ấn ở giữa ý thức, lần nữa hô. Ta ở. Diệp Thần vội vàng trả lời, hắn chỉ hoãn một phần, Long Diệp Thiên liền nguy hiểm một phần. Ngươi là luân hồi huyết mạch, cũng không phải là ta thần ấn căn nguyên huyết mạch, đạo thanh âm kia có chút hàn lạnh, tựa hồ đối với một điểm này cực kỳ bất mãn. Ta là luân hồi huyết mạch, Diệp Thần thản nhiên nói, cái này thế gian ngang dọc mãi mãi, luân hồi huyết mạch có thể trấn áp hết thảy, thần ấn giao cho vãn bối, há chẳng phải là vừa gặp hắn sẽ. Ta đến cảm thấy ngươi bất quá là con nít chưa dứt sữa, không có tư cách nắm giữ thần ấn. Vậy thần ấn ý thức trải qua lục mang lưu chuyển, tạo thành một đạo màu xanh biếc bóng sáng, giơ tay nhấc chân tới giữa hiển nhiên là hình người. Thần bảo vệ ấn mấy chục ngàn trở tượng Phật đều đã xác nhận ta có tư cách, người bất qua thần ấn bên trong đông lại ý thức, có mấy chục ngàn năm chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, hôm nay cũng không có lập trường chấm điểm ta. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như cái này thần ấn ý thức không tốt câu thông. Hắn không dự định lại cùng hắn lãng phí thời gian, bầu trời hoàng tuyền đồ đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn tùy thời chuẩn bị dùng hoang ma thiên kiếm, đem hoàn toàn thu nạp và tổ chức. Miệng ra cuồng ngôn, ta mặc dù là khí linh, nhưng cũng biết báo ân. Người có thể biết cái này thần ấn tộc dựa vào sống sót chính là cái này trùng điệp không ngừng linh khí. Hôm nay người thứ nhất là phải đem linh khí ngọn nguồn lấy đi, người là đang bức bách bọn họ di chuyển toàn bộ tộc quần. Diệp Thần bỗng nhiên mới rõ ràng người giữ cửa vì sao như vậy bài xích hắn gặp tộc trưởng, mà Hạc lão lại vì sao một mực mặt âm trầm. Ta không biết, không quá ta hiện tại nếu biết. Tự nhiên sẽ lại khác tìm một khối linh khí 10 phần đậm đà địa phương, để cho bọn họ sinh tồn. Diệp Thần ở trong đầu nhanh chóng lật xem, có thể đi Nam Tiêu Cốc, Trương Trước Kiện làm người quả cảm trượng nghĩa, nếu như hắn tới tiếp ứng thần ấn tộc, thì không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa có tộc trưởng Long Diệp Thiên che chở, bọn họ vậy lại cũng không cần tị hiềm lạc hư cung, có thể thoải mái, đường đường tránh tránh mở cửa nạp đệ tử, rộng mở cửa phòng, nghênh đón khách khứa bạn bè. Một câu ngươi không biết, sẽ để cho chúng ta toàn bộ thần ấn tộc người rời đi cố thổ. Thần ấn khí linh hiển nhiên không hề dự định lúc này thả qua Diệp Thần, giọng hùng hổ dọa người. Diệp Thần trong tay sát kiếm sử dụng, nhưng ngươi thật vì ngươi thần ấn tộc người muốn, lúc này nên lập tức nhận chủ, ta sớm một khắc thoát khỏi tinh thần này cũi, thần ấn tộc liền thiếu một người chết. Khí linh thay đổi thân thể, lộ ra giữ tợn thái độ. Giờ khắc này, nó tựa như không phải khí linh. Mà là một tôn mang theo vô tận lửa giận sát thần. Luân hồi mộ địa bên trong phong thiên thương cũng là phát giác cái gì, thần sắc ngưng trọng, nếu như hắn không đoán sai, cái này khí linh đã là loại hình thái đó. Diệp Thần, gặp nguy hiểm. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha tương đương yêu các ngươi sao sao đát. Khí linh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tiếp tục nói. Nhưng nếu không phải ngươi, đem vậy đám tặc nhân dẫn nhập ta thần ấn tộc. Tộc ta há sẽ gặp này tai họa ngập đầu. Thần ấn khí linh hai tròng mắt chỗ chỗ, thấm ra hai đạo vô cùng là đọng màu đen chỉ đường, mang quỷ dị uy hách, đánh về phía Diệp Thần thần hồn. Diệp Thần sát kiếm hoành thả, sáu đạo nguyên phù cực nhanh xoay tròn, hóa là một đạo giam cầm, thay hắn ngăn trở lôi đình này vạn quân thế công. Diệp Thần, người lấy là người có thể chống cự liền sao? Vậy khí linh thâm độc thanh âm truyền tới. Cùng đồng thời là một đạo lại một đạo điên cuồng thần hồn thế công đánh tới đây. Diệp Thần thậm chí có thể nghe được giam cầm thanh âm tan vỡ, hắn hai tròng mắt nâng lên, nhìn về phía vậy hình dáng khá nhỏ khí linh. Hừ, ở nơi này thần ấn trên thế giới, ta chính là quy luật, không có ai có thể chiến thắng ta. Diệp Thần trong lòng một hồi lạnh như băng, hắn cũng không có cảm giác được thần ấn khí linh có bao nhiêu thực lực, nhưng là đúng như theo như lời hắn, ở nơi này thần ấn trên thế giới. Tất cả chiêu thức ở tiếp xúc tới hắn sau này, đều có không thể nghịch chuyển giảm bớt. Nếu ngươi là tượng Phật chọn chúng người, ngươi yên tâm, ta cũng không sẽ quá mức hà trách ngươi. Khí linh đột nhiên chuyển tính vậy nói. Ta thân là thần ấn khí linh, nhờ có thần ấn tộc nhiều năm như vậy bảo vệ, mới vừa nuôi xuất thần trí. Mà ngươi, cũng như cơ duyên này có thể tiến vào ta thần ấn tộc, như vậy thứ nhất, mọi chuyện khó mà lưỡng toàn. Ta nơi này có hai cái lựa chọn. Ngươi xem ngươi muốn chọn cái nào. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía cái này khí linh. Ở vô tận thong thả trong năm tháng, thần ấn chứa đựng vô số năng lượng, cái này thần ấn tộc màu xanh lá cây linh khí, chính là trong đó một loại. Một, ngươi lựa chọn mình,
ta sẽ mượn thần ấn bên trong uy lực cực lớn, đem ngươi một cổ đưa vào thái thượng thế giới. Cái thứ hai đâu? Diệp Thần thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này hai mà, chính là ngươi cái gì cũng không có được, để cho ta một thần ấn lợi dụng cuối cùng này năng lực, đem toàn bộ thần ấn tộc tộc nhân, toàn bộ giải cứu. Diệp Thần mặt mũi có chút giãy giụa nhìn một cái ở bóng người bên ngoài, thần ấn tộc người không sợ chết, từng cái canh giữ ở Long Diệp Thiên trước người. Hết thảy các thứ này cũng là vì hắn. Thái thượng thế giới, hắn có lòng tin, sớm muộn đều có thể bằng vào mình lực lượng bước đến thái thượng, không cần thần ấn trước thời hạn giúp đỡ. So với hư vô này mờ mịt thái thượng thế giới, thần ấn tộc người càng cần hơn cái này vô thượng năng lượng, mang bọn họ rời đi nơi này, mở lại cuộc sống mới. Ta chọn cái thứ hai, Diệp Thần la lớn, để cho hắn trơ mắt nhìn những thứ này thần ấn người vì hắn mà chết, hắn chân thực không nhẫn tâm. Lựa chọn cái thứ hai. Khí linh thanh âm tựa hồ có chút quái dị, tựa như cũng không tin Diệp Thần là thật tâm lựa chọn cái thứ hai. Không sai. Diệp Thần khẳng định nói, chỉ cần có thể cứu thần ấn tộc người, quá lên cái gì cũng không trọng yếu. Cùng lúc đó, Long Diệp Thiên khí huyết đôi không, huyết mạch tấm thuẫn rốt cuộc hóa là mảnh vỡ, hắn không có những thứ khác thủ đoạn, ngăn cản đạo vô cương. Trên mặt vết máu một phiến. Thần sắc có chút lạnh như băng nhìn thi thể đầy đất. Bọn họ có hôm qua đến tìm ta thỉnh cầu qua thần thông binh pháp. Có chính là ta từ nhỏ xem đến lớn đứa nhỏ, có vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Long Diệp Thiên thanh âm trầm thấp, đôi mắt đỏ thẫm, mái tóc dài phiêu sái, thân hình một đốn nhất đốn hướng đạo vô cương ba người đi. Lão này sẽ không phải là điên rồi sao? Cái đó tử hơi cao một chút thanh niên nói. Hừ, quản hắn thật điên vẫn là giả điên. Xiết đầu xuôi đuôi lọt, thấp lùn thanh niên nói. Mặc dù Nho Tổ từng tỏ ý để cho bọn họ cứu Long Diệp Thiên một mạng, nhưng là phản bội bọn họ người, giữ lại cũng là như nghẹn ở cổ họng, còn không bằng một đao giết. Xiết hắn, thần ấn ở Diệp Thần trên mình. Đạo vô cương thanh âm lãnh khốc vang lên, tựa hồ ẩn giấu vô số sát ý, trong hư không vô số sấm chớp mưa bão nổ ầm tới. Một đóa vô cùng là thật lớn sấm sét đám mây. Chỉ như vậy xuất hiện ở Diệp Thần và Long Diệp Thiên đỉnh đầu. Thần ấn tộc liền nếu như vậy tan biến ở trên tay ta sao? Long Diệp Thiên ngưỡng mặt thét dài, vô cùng thương hại vẻ xuất hiện ở mặt hắn gò má bên trên. Tất cả thần ấn tộc người lúc này trên mặt vẻ mặt đều là vô cùng lòng chua xót cùng bi thương. Bọn họ thần bảo vệ ấn mấy chục ngàn năm, có lẽ đã từng lấy mạng đổi mạng nhuệ khí còn nữa, hôm nay nhưng cũng sớm đã biến thành một ít ràng buộc cùng không thôi. Long Diệp Thiên xoay người nhìn về phía Diệp Thần khoanh chân bóng người, hắn có thể làm đều đã làm, quãng đường còn lại, cũng chỉ có thể để cho Diệp Thần mình đi. Bất quá cái nhìn này, lại để cho hắn có chút giật mình, Diệp Thần hai tròng mắt đã mở ra, lộ ra hai đạo huỳnh quang màu xanh con mắt. Tia sáng này lực, lại để cho hắn như vậy quen thuộc. Là thần ấn. Long Diệp Thiên kêu lên một tiếng, xem ra Diệp Thần đã thành công luyện hóa thần ấn. Bọn họ thần ấn tộc có lẽ còn có hy vọng. Diệp Thần yếu ớt đứng lên, bóng người có chút quỷ mị, cùng trước kia cởi mở tự nhiên khác hẳn không cùng. Nho Tổ đệ tử, một cái hai cái ba cái đều đang là. Diệp Thần vừa mở miệng, Long Diệp Thiên sắc mặt liền đọng lại, hiện đang khống chế Diệp Thần thân xác ý thức, cũng không phải là Diệp Thần. Mà là thần ấn khí linh. Diệp Thần, không muốn đùa bỡn hoa chiêu, đàng hoàng cầm thần ấn giao ra, cái đó Trương gia bé gái. Ta có thể lưu nàng một cái mạng, cung cấp ta tiêu khiển. Đạo vô cương thanh âm âm nhu từ trong hư không truyền tới, vậy nhìn bằng nửa con mắt cùng giễu cợt, để cho ở luân hồi mộ địa bên trong Diệp Thần, hận không được lập tức đem hắn lột ra rút gân. Không nghĩ tới, vạn năm không gặp, Nho Tổ thu học trò tiêu chuẩn, đều ở đây cùng ngày câu hàng à. Thần ấn khí linh nói chuyện nói khoác mà không biết ngượng lại không có chút nào lưu trắng, mười phần trần chuồng. Sấm sét vạn quân. Ba đạo to lớn lôi thần hư ảnh, xuất hiện ở trong bầu trời, đạo vô cương ba người toàn bộ chắp hai tay, bày ra một bộ thần Phật thái độ. Vậy trăm trượng cao lôi thần hư ảnh, quanh thân tản ra sấm sét cuồng bạo lực, tựa hồ thì phải đem toàn bộ hư không sấm chớp mưa bão quy luật, toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này như nhau. Vô số lôi đình pháp tắc, tản ra chí cao vô thượng màu bạc chói lọi, ùng ùng công kích xem Diệp Thần. Nhưng giờ phút này, một đoàn vô cùng là đậm đà thiên địa linh khí. Lúc này giống như nước sạch trâu như nhau, bảo vệ ở Diệp Thần quanh thân. To lớn lôi thần hư ảnh,
từ phương hướng khác nhau đụng đi qua. Vậy mới vừa giơ lên bàn tay, lúc này ở mây sấm dưới sự trợ giúp, hình thành một khối vô cùng là to lớn quang cầu. Quang cầu trên mình tựa hồ lưu chuyển vô số quy luật đường vân, tản ra màu bạc trắng thần quang, lộ ra từng đạo vô cùng là sáng chói chói mắt thần uy lôi đình. Diệp Thần vô căn cứ cầm một cái huỳnh quang trường đao, thân đao giống như bích ngọc vậy, cẩn thận xem xét, ở giữa còn có sóng gợn dấu vết. Trường đao giận chém vào vậy quang cầu bên trên, trực tiếp đem vậy quang cầu chia làm hai. Ầm ầm, vỡ thành hai nửa quang cầu, từ trong hư không rơi xuống, rơi trên mặt đất, đập ra một đạo sâu rãnh sâu. Dưới đất này chính giữa, vô số thần ấn tộc người phát hiện dưới đất này lại vẫn khác có càn khôn, nhìn về phía Long Diệp Thiên tràn đầy mong đợi. Tất cả tộc nhân, cùng ta cùng nhau lui đến trong quảng trường tim. Long Diệp Thiên hô, hắn trong thần hồn, đã sớm lấy được Diệp Thần giải thích, lúc này vội vàng mạnh chống một hơi, cảm cho đòi tộc nhân tụ lại tới đây. Hạc lão giờ khác này ở tộc nhân đỡ dưới, vậy đi tới cái này trên quảng trường, nguyên bản liền mặt tái nhợt gò má, lúc này càng là một bộ tùy thời té xỉu hình dáng. Hừ, muốn chạy, thấp lùn nam tử lớn tiếng trách mắng, bọn họ giao cho ta, bảo đảm một cái người sống không lưu. Diệp Thần không tiếng động ngoác ngoác thần giác, trong miệng tự lẩm bẩm. Khôn xây hồn pháp, thần ấn vạn vật, chui được không đổ, thương khung mà sống. Diệp Thần trong tay kết ấn, một khối phong cách cổ xưa mà huyền diệu trận pháp, xuất hiện ở đây đồ sộ sân rộng bên trên, đem toàn bộ thần ấn tộc người vây quanh bao phủ trong đó. Ngăn cản hắn. Đạo vô cương hô, hắn giờ phút này mặc dù còn không rõ lắm rõ ràng Diệp Thần kết quả muốn làm gì. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra ngăn cản Diệp Thần quyết định. Được. Ba người sấm sét thiên thần hư ảnh, đồng loạt đạp phá hư không, hướng Diệp Thần đánh thẳng tới. Trong bàn tay lòng cuồng bạo nguyên lực, chút nào không keo kiệt liền hướng Diệp Thần gào thét đi. Hừ. Diệp Thần khinh thường vuốt khóe miệng, thần ấn bên trong mênh mông mạnh mẽ linh lực, hóa thành từng đạo huỳnh quang bích lục lưới gà, đem vậy ba đạo lôi đỉnh thiên thần hư ảnh vây quanh bọc lại. Cùng đồng thời, vô số màu bạc thần hồn sóng trùng kích, vượt qua lôi đỉnh hư ảnh, trực tiếp hướng vậy sau lưng đạo vô cương ba người đi. Giờ khắc này, vậy ba người thân thể tựa như dừng lại. Ba người cùng trong chốc lát, cảm thấy toàn bộ tâm thần rung động, tạm thời tới giữa lại có chút hoảng hốt, cũng đứng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Thần đã hoàn thành thần chú ngâm sướng, vậy quảng trường tới giữa trận pháp, mỗi một đạo phù văn cũng tản ra vô thượng căn nguyên khí, ngang dọc ở phía trên xanh biếc linh khí, đánh vào hướng hư không. Hư không ở đó từng đạo linh khí đụng dưới, lại bị đụng ra một chút kẽ nứt. Phá không, quanh quẩn. Hư không bể ngay tức thì, vô số thanh minh thần điểu gào thét xông về quảng trường trận pháp, lấy thân xác là thành lũy, xây dựng dậy một tòa bền chắc không thể phá được lồng chim. Vô số thanh mang thần quang bao phủ ở lồng chim bên trên, toàn bộ mặt đất đang rung động, toàn bộ hư không đang bị chống đỡ được càng ngày càng lớn. Vô số thanh minh thần điểu càng bay vượt cao, chim qua sau này, thần ấn tộc người vậy biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất từ tới không có ở cái này thế gian tồn tại qua. Đây là thần tích à? Thần thức bị kẹt ở luân hồi mộ địa Diệp Thần, tự lẩm bẩm. Trước hắn còn đang suy nghĩ khí linh sẽ dùng dạng gì phương pháp, cầm thần ấn tộc người toàn bộ đưa đi. Không nghĩ tới là ở đạo vô cương mí mắt phía dưới, sử dụng như vậy thần tích, ngang ngược trận pháp lực, vô biên thanh minh thần điểu. Cho dù là toàn bộ thần ấn tộc sau khi rời đi, vậy rung động bầu trời thiên địa dị tượng, nhưng thật lâu không tiêu tan. Cái này hoặc giả chính là thái thượng thế giới lực lượng đi. Thanh minh thần điểu biến mất tại hư không, đồ lưu đầy trời đậm đà dị tượng, tỏ rõ mới vừa phát sinh hết thảy. Bị Diệp Thần xít sao nắm chặt ở lòng bàn tay thần ấn, tóe ra vô tận u quang, xuyên thủng cái này hư không, tựa hồ là ở đưa mắt nhìn thần ấn tộc rời đi. Diệp Thần một hồi choáng váng đầu hoa mắt, thần thức đã lần nữa lấy lại thân thể nắm quyền trong tay. Diệp Thần! Thần ấn khí linh thanh âm yếu ớt liền rất nhiều, mới vừa rồi to lớn trận pháp đối với hắn tiêu hao cũng là vô cùng là thật lớn. Nếu như khí linh nhận chủ, mượn Diệp Thần lực lượng, có lẽ nó sẽ không có như vậy chán trường tư thế, chỉ tiếc, nó lúc ấy cũng không nhận chủ. Đa tạ! Diệp Thần yếu ớt xúc động, thần ấn tộc không có bởi vì hắn diệt tộc. Cùng hắn mà nói đã là vô cùng may mắn, chỉ là Long Diệp Thiên thương thế rất nặng,
hy vọng hắn có thể sớm ngày nghỉ ngơi lấy sức, lại thuộc về đỉnh cấp. Ngươi làm rất tốt, lúc này khí linh không có trước hùng hổ dọa người dáng điệu, giọng nói vô cùng là yếu dần thậm chí mang một chút tán thưởng. Diệp Thần nghi ngờ, trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ cái này lại cũng là một đạo khảo nghiệm. Ngươi đoán không sai, ta trước để cho ngươi lựa chọn, trên thực tế là thần ấn cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Khí linh giọng thong thả, thân thể nho nhỏ ở thần ấn bên trong tự có qua lại, lộ ra mấy phần thế ngoại cao nhân hình dáng. À! Diệp Thần trong bụng sáng tỏ, nếu như nói trước khi tượng Phật khảo nghiệm là dò xét nhân quả dấu vết, xem là ai cùng cái này thần ấn càng cái cơ duyên, vậy mới vừa khảo nghiệm chính là đối với Diệp Thần tâm tính khảo nghiệm. Nếu như mới vừa ngươi lựa chọn hạng thứ nhất, chỉ vì mình mưu tư lợi. Khí linh hai tròng mắt bên trong oánh oánh lục quang đột nhiên tản mát ra hai đạo ánh sáng sắc bén, nhìn về phía Diệp Thần. Vậy sẽ như thế nào? Hừ, như vậy thần ấn liền sẽ trực tiếp tan vỡ, mà ta, đem sẽ thu hoạch thần ấn bên trong ẩn chứa tất cả năng lượng, tại chỗ xóa bỏ ngươi. Diệp Thần khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới cái này thần ấn lại như vậy quả quyết. Cuối cùng này một đạo khảo nghiệm lại là lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc. Trước vậy bàng bạc vô hạn năng lực, quả thật có thể đánh sụp vẫn giết hắn năng lực. Bất quá, nếu ngươi đã thông qua cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, tự nhiên trở thành ta thần ấn chủ nhân. Khí linh dứt lời, toàn bộ thân thể văng tung tóe, tạo thành bạc ánh sáng màu trắng, giống như sao rơi như nhau, từ thần ấn trung lưu quay lại ra, trực tiếp chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh oanh oanh! Toàn bộ thần ấn tộc mặt đất bắt đầu kịch liệt rung rung, tất cả kiến trúc đang lấy một loại kiểu hủy diệt tư thái nhanh chóng hóa là phấn vụn, mà ở đó đổ rơi ngay tức thì, vô số linh khí từ trong đó dạo rực ra. Trong suốt thấu lượng linh khí, hóa là từng luồng minh mông thiên địa chân nguyên, nhanh nhẹn lượn lờ hướng Diệp Thần thân thể đi. Toàn bộ thần ấn tộc chỗ đứng căn bản là cái này thần ấn ngưng tụ cao nhất linh khí, chí thuần tới tinh chân nguyên linh khí, tựa hồ phải đem toàn bộ lòng đất toàn bộ nhín thời giờ như nhau. Không tốt, đây là thần ấn ở nhận chủ. Đạo vô cương trong lòng trầm xuống, Diệp Thần trước ở hắn mí mắt phía dưới sử dụng cái này kinh thế hãi tục trận pháp, lợi dụng vậy thần ấn tộc linh khí, hắn lấy là Diệp Thần đã đem thần ấn bỏ vào trong túi. Hôm nay xem ra, mới vừa bất quá là hắn mượn lực mà thôi, lúc này mới thật sự là thần ấn nhận chủ ý thức. Cắt đứt hắn. Ba người vô tận mạnh mẽ lôi đình lực hội tụ nơi tay, hóa là một đoàn đoàn xanh màu bạc sấm sét quang cầu. Lóe lên làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Đi chết đi. Nguyên bản lưu chuyển ở Diệp Thần trên thân hình vô số chân nguyên linh khí, lúc này lại hóa là một đạo to lớn thanh minh thần điểu hư ảnh, chắn Diệp Thần trước người. Thần ấn khí linh ở vọt vào Diệp Thần thân thể nháy mắt, liền dẫn cường đại thần hồn chân nguyên quy luật, một lần lại một lần cọ rửa Diệp Thần cường hãn huyết mạch cùng với thân thể. Ngang ngược thần hồn đánh vào, cho dù có vô tận linh khí tiến hành khai thông thấm nhuần, Diệp Thần vẫn còn là mặt mũi hơi nhíu, cả người ẩn nhẫn trước to lớn đau đớn. Sốt cuộc, màu máu đỏ luân hồi trong huyết mạch, loáng thoáng có màu bạc thần hồn quy luật dấu vết, mới chậm rãi bình phục lại. To lớn kia thanh minh thần điểu cũng đã lộ ra đèn cạn dầu tướng, tuy lấy gió voi lực nhiều lần ngăn cản thần uy lôi đình, thế nhưng ba người dẫu sao là nho tổ đệ tử. Cố nhiên vậy hai vị tới giúp hơi có vẻ nhỏ, bất quá cũng không nó một cái biến thành thần điểu có thể chống đỡ. Linh thể hư không phiêu tán, dần dần ở trong hư không hóa là vô hình bóng sáng. Đạo vô cương sắc mặt âm trầm, hắn cũng muốn xem, Diệp Thần còn có biện pháp gì ngăn cản bọn họ ba người hợp lực nhất kích. Sấm sét bạo tổn thương quyền. Hắn tay trái nắm quyền, giống như mang ngọn lửa cháy vậy, xanh màu bạc sấm sét quang uy quấn quanh ở nắm đấm của hắn bên trên, vô tận lôi đình pháp tắc đem hắn một quyền này bao quanh, giống như lôi thần cơn giận, sắp lật toàn bộ thương khung. Diệp Thần lúc này trạng thái, đang tiếp thụ thần ấn sau khi nhận chủ, tu vi lại leo lên tới thủy nguyên ba tầng thiên, lúc này toàn thân khí huyết lực đã đạt đến đỉnh đỉnh. Đi qua vậy thần ấn khí linh lấy linh khí và quy luật xông lên soát, hắn cảm thấy cả người thoải mái, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cuồng lực. Diệp Thần bàn tay bọc lại tràn đầy khí huyết lực cùng với quy luật, chính diện chống lại vậy sấm sét bạo tổn thương quyền. Một quyền một trường. Toát ra kinh khủng ánh sáng, một cổ bá đạo mạnh mẽ suối vàng thánh uy bạo phát ra. Đạo vô cương thực lực cũng là 10 phần khủng bố, vậy một cổ ngập trời lôi đình lực, ở nắm đấm của hắn bên trên lóe lên, lấp lánh ánh sáng bạc, lần nữa chụp đánh về phía Diệp Thần.
Diệp Thần lần nữa nâng bàn tay lên, nhưng trong lòng thì thấp thỏm vô cùng, hắn có thể cảm giác được thần ấn ánh sáng đang đổi được ảm đạm. Nếu như thần ấn năng lượng dùng hết, như vậy đồng thời đối mặt Nho Tổ ba vị đệ tử, vậy thật là ra đầu tê dại. Diệp Thần, thần ấn năng lượng cơ hồ hầu như không còn. Thần ấn khí linh thanh âm vang lên, đạo vô cương mạnh mẽ, để cho Diệp Thần mỗi một đánh đều cần toàn lực ứng phó. Hôm nay còn sót lại linh lực đã còn dư lại không có mấy. Ta biết, Diệp Thần thân thể bị vậy sấm chớp mưa bão khí, trực tiếp quăng ra mười mấy trượng, nặng nề rơi trên mặt đất bên trên. Nguyên bản Diệp Thần quanh thân lục mang khí, lúc này đã đổi được càng ngày càng mỏng manh, dần dần tiêu tán. Ngươi cũng không cần tiếc nuối, hôm nay thần ấn vừa đã nhận ngươi làm chủ, ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, chỉ phải có đầy đủ thời gian và tài nguyên, liền có thể khôi phục. Nghe lời nói này, Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn trước còn lo lắng, thần ấn sẽ hay không bởi vì linh lực khô kiệt mà văng tung tóe, có khí linh lời nói này, hắn yên tâm rất nhiều. Ha ha ha, làm sao, thần ấn năng lượng đã toàn bộ tiêu tán, lại không thủ đoạn đi. Đạo vô cương liều lĩnh cười, hắn đối mặt Diệp Thần từ đầu đến cuối còn có một chút cảnh giác, dẫu sao cầm ra vậy làm người ta khủng bố hít thở khó khăn nhìn bằng nửa con mắt, đến nay cũng để cho hắn vô cùng sợ hãi. Mặc dù Nho Tổ đã sớm chỉ ra, đó bất quá là một đạo thần niệm ý thức, nhưng là kinh khủng như vậy thần niệm, ai biết Diệp Thần có còn hay không? Hai vị sư đệ, hợp lực đánh chết người này. Đạo vô cương vừa nói, một lần hướng hai người khác phương hướng đi. Diệp Thần nhìn xem vậy hoang vu thần ấn tộc, trong lòng vội vàng la lên huyết thần, động tĩnh lớn như vậy, vô luận cái này vị tiền bối thân ở nơi nào, chắc có thể cảm nhận được cái này to lớn chập chờn đi. Nhưng vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ huyết thần ngủ say? Đạo vô cương hét lớn một tiếng, trong bàn tay sấm sét ánh sáng đổi được càng kinh khủng hơn, ngang ngược lôi đình cự kiếm đè ép xuống, có một cổ cuồng bạo mà kinh khủng lực lượng bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần rên lên một tiếng, tuất đất nguyên phù quanh quẩn ở Diệp Thần trước người, tạo thành một đạo thần minh khôi giáp, bảo vệ ở toàn thân. Khôi giáp kia bị đánh vào sau đó, hủy diệt đạo ấn liền ở thoáng qua tới giữa hiện ra. Rất miễn cưỡng chặn lại cái này đạo vô cương lôi đỉnh cự kiếm. Không trung sấm sét phát ra nổ thật to tiếng, lóe lên ánh sáng màu bạc. Phốc! Diệp Thần sát kiếm chính diện chống lại trước vậy lôi đỉnh cự kiếm, mà ẩn núp ở hai bên hai người Nho Tổ đệ tử nhưng vào lúc này, đánh ra hai quyền vô cùng cái uy năng cuồng bạo lực. Diệp Thần, cảm thụ ngươi ác mộng đi. Từ vậy sấm sét căn nguyên chi địa trở về. Đạo vô cương đã tuyên bố nhất định phải đem Diệp Thần và Cửu Điên bằng thây vạn đoạn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không có chút nào nói nhảm, lớn nhấc tay một cái, tám bộ phù đồ tháp nhô lên, các loại Phật quang long khí, không ngừng nổ tung, ùng ùng hướng đạo vô cương chân áp xuống đi. Đạo vô cương nhìn Diệp Thần vậy Phật quang long khí tháp lớn, sóng mắt hơi chuyển động, không có thần ấn tộc linh khí hạn chế, hắn lần này khí huyết đạt tới đỉnh cấp, mặc dù Diệp Thần cái này nhìn như tùy ý nhất kích. Ẩn chứa trong đó vô cùng đậm đà uy năng, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là thế không thể đỡ. Sấm sét thiên thần. To lớn kia sấm sét thiên thần hư ảnh, ở vô số sấm sét bổn nguyên thấm nhuần hạ, hình thành một tôn trăm trượng cao to lớn sấm sét thiên thần. Hắn hơi cong chỉ một cái, trực tiếp một chút ở đó tám bộ phù đồ tháp phần đáy. Lại chậm rãi đem vậy tám bộ phù đồ tháp trực tiếp sơ lên. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái. Đối mặt đạo vô cương, hắn phải toàn lực ứng phó. Hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Thái thượng thiên ma thể phát động, trong cơ thể trình độ cao nhất ma khí thúc dục, toàn bộ dung nhập vào Phật tháp bên trong, lộ ra tán loạn thái độ, lần nữa hung hăng đè ở vậy sấm sét thiên thần hư ảnh bên trên. Sấm sét cự môn, ngút trời lưỡi dao sắc bén. Hai người khác đem vô tận sấm sét căn nguyên đồng loạt rót vào đến đạo vô cương gọi tới sấm sét thiên thần bên trong, cuồn cuộn sấm chớp mưa bão lực, ngưng tụ ở trong đó, tản ra vô thượng thần uy lôi đình. Ngút trời cuồn cuộn mây sấm, phù lượn quanh ở sấm sét thiên thần hư ảnh bên trên, lộ ra ti ti lũ lũ thân thể. Thiên tiên cá chép sao, cho ta xua tan. Diệp Thần mi mắt như đuốc, bàn tay ra voi tiên khí dâng trào, hóa thành từng cái cá chép, hạ xuống. Suy suy suy, ở ra tượng thiên tiên cá chép vờn quanh hạ, vậy tàn phá bừa bãi sấm sét mây mù, trong nháy mắt bị làm tan rã, bị đánh vào được tán loạn, tạm thời tới giữ lại không cách nào ngưng tụ chung một chỗ. Thái thượng thiên ma đạo, tám bộ phù đồ khí,
thiên tiên cá chép sao, cái này ba loại thật là thuộc về hoàn toàn bất đồng thần thông. Diệp Thần tiện tay lấy, tiên ma Phật ba pháp đồng tu, nước chảy mây trôi, không câu nệ thoải mái, không có chút nào mâu thuẫn, biểu dương ra hùng hậu võ đạo nội tình. Đạo Vô Cương khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu thần thái, đối mặt Diệp Thần ba đạo dung hợp, chỉ như vậy sao? Tốt lắm, ta kiên nhẫn là có hạn. Đạo Vô Cương thanh âm lạnh như băng truyền tới, nhìn về phía ngoài ra hai vị sư đệ, một kích giết chết. Cái khác hai người nho tổ đệ tử trong mắt sắc bén lóe lên, động thủ, đem hắn lột ra rút gân. Một tích tắc này, ba tên nho tổ đệ tử vừa động thủ một cái, lại cũng không lo thân phận gì không thân phận, Diệp Thần trên mình lá bài tẩy thật sự là quá nhiều, bọn họ phải toàn lực ứng phó, trực tiếp đem hắn vẫn giết lại này. Diệp Thần cả thân hơi thở vậy bạo phát ra, huyết mạch lực ở bành trướng, đối mặt như vậy ba vị cường địch, hắn lần này phải liều mạng, hơn nữa còn là hoàn toàn liều mạng. Huyền tiên tử, ta nếu như đem hết toàn lực, vận dụng hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông, lục đạo luân hồi pháp, tám bộ phù đồ khí, bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, hoàng tuyền thánh thủy, tam nguyên thái nhất công vân. Vân tất cả thủ đoạn, lại cháy máu tươi của mình, không tiếc giá phải trả, có khả năng hay không chém chết Đạo Vô Cương. Tuyệt đối không thể, Huyền Hàn Ngọc nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là trực tiếp phản đối. Bọn họ ba người căn nguyên lực hoàn toàn nhất trí, ba người liên hiệp kỹ năng xa xa vượt qua lúc đầu trình độ, người cưỡng ép dây dưa hết mình toàn bộ năng lực, chỉ cho bọn họ vẫn diệt ngươi cơ hội. Diệp Thần trong lòng thầm than thở, chẳng lẽ đây là hắn kiếp số? Tạm lánh mũi nhọn, Huyền Hàn Ngọc lại nói tiếp, thần ấn tộc hình dạng bề mặt trái đất rộng lớn, ngươi lại ẩn núp một hai, chỉ hoãn một tí, có lẽ huyết thần có thể trở về. Diệp Thần chỉ có thể gật đầu. Vô số tuất đất nguyên khí ngay tức thì ẩn núp hắn toàn bộ thân hình. Người đâu? Thấp lùn người đàn ông trong tay sấm sét quang cầu đang phải toàn lực ném về phía Diệp Thần, lại đột nhiên phát hiện ở đó cuộn sạch dưới đất cát, lại không Diệp Thần bóng người. Diệp Thần một lần nữa biến mất ở bọn họ ba người đáy mắt dưới. Toàn bộ thần ấn tộc địa thế biết bao mênh mông, cho dù là ba người có sấm sét căn nguyên lực, cũng không thể đem toàn bộ thần ấn tộc toàn bộ lật một lần. Lúc này Diệp Thần một dấu, để cho bọn họ giận dữ không thôi. Diệp Thần, có bản lãnh đi ra đánh một trận, người đàn ông giấu đầu lòi đuôi, nói ra làm cho cả thiên nhân vực người chê cười. Diệp Thần cho tới bây giờ không phải một cái lâm trận chạy trốn người, lúc này hắn cả người bị yên tĩnh giọt nước bọc lại, đang ở cách Đạo Vô Cương cách đó không xa địa phương. Hắn không muốn trốn, cũng sẽ không trốn. Nếu như chỉ có máu tươi và chiến tranh mới có thể lễ truy điệu những cái kia mất mạng thần ấn tộc người, hắn nguyện ý nghiêng hắn tất cả, chỉ là say sưa đánh một trận. Hắn ở nơi đó. Không ngờ tới, thấp lùn nam tử hai tròng mắt thay đổi, vậy vô tận cuồng bạo lôi đình lực, càn quét hướng hắn thân thể bốn phương tám hướng. Một đạo vô hình đợt khí chỉ như vậy ở Diệp Thần trước người nổ tung, chỉ có hắn sở tại phương, có một chút vết rách. Đạo Vô Cương mắt lộ ra lãnh sắc, Diệp Thần, người không chạy thoát. Cùng lúc đó, Diệp Thần tay trái dâng lên hắc ám nguyên phù, vĩnh hằng nửa đêm, ngay tức thì bao phủ toàn bộ thần ấn tộc. Hư không nứt ra, vô số sấm sét hạ xuống, thành đây tuyệt đối trong bóng tối, duy nhất quang minh. Chỉ có kích hoạt huyết mạch hạ, vận dụng vạn sát che trời kiếm. Có thể như một kiếm này không cách nào chu diệt bọn họ, vậy ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Không có lựa chọn. Diệp Thần vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, trong tay hiện ra một cán hắc phụ lượn quanh, đằng đằng sát khí kiếm. Lúc này sát kiếm, đã đem năng lượng tích góp bàng bạc tới cực điểm, một nổi lên, nhất thời sắc bén nổ tung, xuyên qua trăm ngàn nặng vô căn cứ, sát khí vô cùng hung dữ. Đạo Vô Cương ánh mắt lạnh lùng, ba người đồng thời cầm trong tay vô tận diệt phách sấm sét, toàn bộ ném ở trên hư không, nguyên bản Đạo Vô Cương sấm sét thiên thần. Lúc này lại cùng hai người khác hòa làm một thể. Hóa là một đạo cao chừng ngàn trượng to lớn sấm sét giống như. Vậy sấm sét giống như mặc dù vẫn là hư ảnh, nhưng là quanh thân khác vô số đạo pháp minh văn, hơi thở ấp úng giống như thiên thần vậy, nguy nga vô cùng to lớn. Nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt, ở đó diệt phách sấm sét hội tụ trong nháy mắt, đôi mắt đồng thời mở ra. Một đạo màu bạc ánh sáng lóng lánh, mang vô thượng nhìn bằng nửa con mắt thần sắc. Quấn vòng quanh vô số lôi đỉnh pháp tác lực chỉ như vậy nhìn chăm chú về phía Diệp Thần. Ở nơi này to lớn hư ảnh đưa mắt nhìn dưới,
Diệp Thần chỉ cảm thấy được quanh thân nhúc nhích không được. Trong cơ thể luân hồi huyết mạch, trong một cái chớp mắt này, kịch liệt bốc cháy, để cho Diệp Thần cả người giống như nghẹt thở như nhau, sắc mặt đỏ lên, trên mặt tĩnh mạch bạo khởi. Diệp Thần, làm sao ta tạm thời không có ở đây, ngươi liền đem mình làm được như vậy chật vật. Huyết Thần tùy ý tiếng cười, từ đàng xa bồng bềnh tới. Diệp Thần lúc này cơ hồ phải bị Thiên Thần kia con mắt trực tiếp đánh chết, ngón tay đều bị toản hiện lên trắng. Huyết Thần khóe miệng hơi vểnh lên, theo hắn ý niệm hơi động, nguyên bản đỉnh thiên lập địa lôi đình hư ảnh, ở đó vô tận lôi đình pháp tắc bọc dưới, xuất hiện mịn đường vân. Vo ve, một cổ mông lung màu vàng sậm máu tanh ánh sáng từ Huyết Thần trên mình tung tóe ra, chớp mắt liền đem chung quanh toàn bộ thiên địa bao trùm ở trong đó. Đây là, Đạo Vô Cương sắc mặt biến đổi. Hắn trước liền nhìn ra cái này nam tử có cổ quái, thực lực bất phàm. Không nghĩ tới một chiêu này lại liền đem bọn họ ba người hợp lực sấm sét thiên thần hư tượng nơi đánh tan. Ngoài ra hai vị nho tổ đệ tử lúc này trong tay lôi đình lực cũng không ngừng nghỉ, nhưng cũng không có nóng nảy tại hướng Huyết Thần công kích, mà là yên tĩnh cảm thụ huyết tinh này tia sáng uy năng. Tới một người giúp, vậy cũng được chết, Đạo Vô Cương vẻ mặt đổi được ngưng trọng, ngày hôm nay vô luận như thế nào, Phật ngăn cản giết Phật. Một cổ kinh khủng lực áp bách tính từ vậy màu vàng sậm máu tanh ánh sáng trong đó bỗng nhiên bộc phát, hơn nữa thời gian đầu tiên liền đem vậy chèn ép ở Diệp Thần trên mình uy áp, toàn bộ văng ra. Rồi sau đó hóa là một đạo lưu thủy ánh sáng, lấy dễ như bỡn uy năng, hướng thấp lùn người đàn ông đi. Thấp lùn người đàn ông nguyên bản cũng không quá mức để ý, nhưng mà làm vậy màu vàng sậm máu tanh ánh sáng hướng hắn tới đây lúc đó, vậy vô cùng điên cuồng máu tanh khí tức bạo ngược. Để cho hắn thần thức cũng có chút run rẩy. Cái gì con chó con mèo cũng tới nơi này ngang ngược, thật là cái lồng quá nhỏ, quan không ở cầm thú à. Huyết Thần ôm trước cánh tay, nhìn về phía vậy ba người ánh mắt tựa như cùng nhìn về phía ba cổ thi thể. Diệp Thần ho kịch liệt trước, hóa giải mới vừa to lớn kia sấm sét thiên thần hư ảnh chèn ép. Người có tốt không? Huyết Thần quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần, mi sắc bên trong có chút lo âu. Không có sao, tiền bối tới kịp thời, lại chậm một giây, chỉ sợ tại hạ liền tạm biệt. Huyết Thần nhưng lộ ra sang sảng mỉm cười, ta trước giải quyết cái này hai cái không còn dùng được. Hắn nhìn về phía vậy hai người nho tổ đệ tử, trong tay một chuôi màu máu trường kích đã hoành ở trong tay. To lớn trường kích, dài chuôi bên trên lưu chuyển lạnh lẽo mùi máu tanh, vô số máu tanh lực, xuyên qua ở nơi này trường kích bên trên, tạo thành từng đạo máu tanh quy luật. Muốn giết ta? Thấp lùn người đàn ông cúi đầu cười một tiếng, hắn là đường đường nho tổ đệ tử, dù là đánh một trận bên trong bị thương, không có ở đây đỉnh cấp, nhưng muốn xóa bỏ hắn, ý nghĩ hảo huyền. Vậy lạnh lẽo trường kích, ánh sáng bên trên là vô cùng ngang ngược huyết mạch thần uy, nhất thời ngút trời mùi máu tanh, bỗng nhiên bùng nổ. Vậy thấp lùn người đàn ông trong tay sấm chớp mưa bão lực, tựa như bị cái này vô tận máu tanh bạo khí cắn nuốt, chôn vùi. Sư huynh. Ngoài ra một tên nho tổ đệ tử bóng người di động, dưới chân hoạt động, đã sôi trào đến Huyết Thần sau lưng. Trong tay hắn nắm một đạo sấm sét mang, ngay tức thì hóa là một chuôi tản ra lôi đình pháp tắc dao găm, thoáng qua tới giữa liền bị hắn hung hăng cắm ở Huyết Thần sau lưng. Tiền bối. Diệp Thần thấy vậy, trong bụng động một cái hô lớn, chư thiên sáu nói, luân hồi thiên uy, hạ xuống. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, lục đạo luân hồi pháp hiện lên. Chư thiên sáu đạo hơi thở, hung hăng quấn quanh ở sát kiếm bên trên. Đạo Vô Cương hiển nhiên cũng không có quan tâm hai người họ vị tiện nghi sư đệ sống chết, lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, giết ngươi. Ta thế ở tất được. Diệp Thần rất rõ ràng, dựa hết vào cái này sát kiếm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ Đạo Vô Cương phòng ngự, nhưng là Đạo Vô Cương hiện tại trạng thái vậy cực kỳ gay gâu, như cộng thêm lục đạo luân hồi pháp, vậy là đủ rồi. Luân hồi quy luật. Đại biểu chư thiên chí cao, tiêu diệt hết thảy, xuyên qua hết thảy. Phịch. Diệp Thần hung hăng một kiếm, thật giống như thọt mặc một cái đại thế giới, ở luân hồi thiên uy bơm vào hạ, rốt cuộc thọt phá ngăn cản ở Đạo Vô Cương lôi đình lực. Đạo Vô Cương ánh mắt sắc bén, cũng không để ý luân hồi uy áp đánh vào, đem tự thân rất nhiều thể chất toàn bộ mở đến trình độ cao nhất. Vù vù. Nhất thời, từng luồng lôi quang, từ Đạo Vô Cương trong cơ thể bạo dũng ra. Ùn ùn kéo đến bao trùm ở đúng phiến trên hư không. Diệp Thần luân hồi thiên đường, phơi bày một loại đường đường chánh chánh, sức sống bừng bừng, mênh mông đại khí cảnh tượng.
Diệp Thần trong cơ thể, bộc phát ra núi lửa vậy nổ ầm, cả người gân cốt núc lại, niết bàn sống lại, Diệp Thần cả người kim quang bung ra, giống như thái thượng thiên thần. Vô số tầng hư không, ở Diệp Thần quanh thân chôn vùi. Từng cái thế giới, không ngừng sụp đổ hủy diệt. Đạo Vô Cương ngưng mi nhìn chăm chú Diệp Thần biến hóa, giỏi một cái luân hồi huyết mạch, cái này nguy nga luân hồi thiên uy, lại loáng thoáng có đem sấm sét che đậy tư thế. Đạo Vô Cương áo lần nữa bể tan tành, nửa người trên bóng loáng ra thịt bên trên, vô số kinh mạch giờ phút này đột ngột ra, hình dạng như vết máu nổ lên vậy, lộ vẻ được cổ quái dị thường. Diệp Thần nhớ lần trước ở Đông Cương vực Đạo Vô Cương cùng Cửu Điên đối kháng lúc đó, tựa hồ cũng có gặp qua chiêu này thức. Nhưng là lúc đó hắn quanh thân kinh mạch cũng không phải là màu đỏ, mà là giống như sấm sét như nhau, là màu bạc trắng. Là tiến hóa vẫn là tăng lên. Vô luận là vậy một loại, đối với tu vi xa xa thấp hơn hắn Diệp Thần mà nói, đều là cực lớn áp lực. Cuộc nháo kịch này, là thời điểm nên chung kết. Đạo Vô Cương hai tay tới giữa, một tòa màu máu sấm sét thiên thần nhỏ xem, chậm rãi phơi bày. Vậy vô tận huyết quang giống như một tầng mong mỏng áo lụa, xuyên qua ở đó tôn sấm sét tượng Phật bên trên. Là sư phó thần thông, sấm sét điểm thần tôn. Thấp lùn người đàn ông kinh ngạc nói, bọn họ nhập môn so với Đạo Vô Cương, sắp tối trên rất nhiều, lôi đình này điểm thần tôn uy năng, trước kia cũng chỉ ở hồ sơ bên trong thấy qua, chưa từng may mắn đạt được nho tổ dạy bảo. Không nghĩ tới sư phụ lại như vậy có khuynh hướng thích hắn, khác một nam tử, trong lòng có chút hơi ghen tị, lời nói có chút âm lãnh hâm mộ. Nếu không sư phụ sẽ không trực tiếp phái ta ngươi hai người tới. Thấp lùn người đàn ông nhưng giống như là trong lòng hiểu rõ như nhau, có chút tự giễu cười nói, nhưng ở một giây kế tiếp kinh hô, chú ý. Huyết Thần sắc mặt không tốt, xem ra ta đối với các ngươi hai người vẫn là có chút mềm lòng, lại cùng ta đang giằng co, còn có cơ hội xì xào bàn tán. Hai người đàn ông tránh một chút lập lòe vừa nói chuyện, giống như là cũng không đem Huyết Thần làm một người vô cùng là đối thủ cường đại. Huyết Thần cầm trong tay trường kích, giống như là ném cây lao vậy, hướng vậy thấp lùn người đàn ông đi. Một cái trong đó nam người thần sắc nghiêm túc, lòng bàn tay vậy lộ ra một nâng sấm sét nguyên nhận. Một đao một trường kích, màu đỏ cùng màu bạc lẫn nhau hòa vào nhau va chạm, tạo thành từng đạo mây hình nấm, phát ra ầm thanh âm tan vỡ. Huyết Thần mặt mũi dữ tợn, nguyên bản hắn lấy là hắn đối thủ bất quá là giống như cấp thấp nhất võ tu sau này, không nghĩ tới lại có mấy phần thực lực. Hắn thực lực tựa hồ là được hạn chế, huyết tinh này trường kích làm ra vẻ. Thấp lùn người đàn ông lộ ra cùng nhau mừng rỡ, nguyên bản hắn còn lấy làm cho này Huyết Thần nên là như thế nào dũng mãnh thiện chiến, hôm nay từng chiêu chống đỡ, nếu như không phải là hắn đích thân cảm thụ, chỉ sợ vậy không tin. Huyết Thần trí nhớ hỗn loạn, tu vi vậy bởi vì nhiều lần hao tổn từ đầu đến cuối không cách nào trở về đỉnh cấp, chợt có một hai chiêu kinh hồng liếc một cái, nhưng thời gian một dài. Sẽ bị bại lộ tự thân khuyết điểm. Nhưng là lúc này, Diệp Thần một người đối lập Đạo Vô Cương đã là vô cùng là khó khăn, thật sự là không rảnh phân thân trợ giúp Huyết Thần một hai. Huyết Thần nhưng không chút nào hốt hoảng, hắn vốn là bất tử bất diệt, vô tận huyết mạch lực, cho dù là đi theo hai người không chết không thôi, hắn vậy tuyệt đối có nắm chắc đem hai người vẫn giết. Ngay tại Diệp Thần là Huyết Thần nặn cầm mồ hôi thời điểm, sâu trong lòng đất văng tung tóe ra một đạo vô cùng là rộng lớn kẽ nứt, một đạo vô cùng là đỏ đậm xanh thần quang, bung ra, một đạo bóng thú từ trong lao nhanh ra. Tiểu Hoàng! Diệp Thần kinh ngạc vui mừng hô, không nghĩ tới, trước đột nhiên biến mất ở luân hồi mộ địa Tiểu Hoàng, lúc này lại từ nơi này sâu trong lòng đất dâng trào mà hiện. Đi giúp Huyết Thần tiền bối. Diệp Thần không chút do dự nào, sẽ để cho Tiểu Hoàng đi giúp Huyết Thần chiến vậy hai vị nho tổ đệ tử. Tiểu Hoàng lông sáng bóng dày đặc, toàn thể khí thế lao nhanh, hiển nhiên khí huyết lực đã đạt tới đỉnh cấp, vượt quá khôi phục trước đầy uy năng, thậm chí còn có mơ hồ leo lên tướng. Hai con người ác mộng cuồng bạo khí, đỏ xanh đôi mang, ngay tức thì bao phủ ở nho tổ hai tên đệ tử kia. Huyết mạch lực kinh người, lúc này vậy vô tận quy luật uy áp, trừ đi vốn là đỏ xanh đôi mang, còn có oánh oánh lục mang thấm vào trong đó. Nó cắn nuốt sâu trong lòng đất vậy linh khí sóng lớn. Thần ấn linh uy đã bị nó cắn nuốt hơn nửa. Máu ngưng thiên thần bảo. Huyết Thần mắt xem Tiểu Hoàng đem vậy hai người vây quanh vây khốn, không chút do dự thi triển thần thông. Đỏ thấm trường kích trên bảo châu tản mát ra vô tận uy áp,
đỏ bừng xích nóng ánh sáng chính diện chống lại trước vậy ngập trời sấm sét thái độ, tựa như cùng là một nâng to lớn máu tanh biển, từ hạ hướng lên, hướng đầy trời sấm sét đi. Vô số màu máu chớp sáng, ở đó sâu thẳm hồng mang bên trong thoáng hiện. Sấm sét cuồng thiên trảm. Hai người kia ăn ý dị thường, lúc này trong tay đã đồng thời nắm một chuôi trường đao. Vậy trường đao không phải sấm sét biến thành, hơn nữa một chuôi phẩm chất 10 phần bền bỉ, phía trên chạm trổ vô số hoa văn quy luật thần khí, ở lưỡi đao bên trên, tản ra yếu ớt sắc bén. Che khuất bầu trời sấm sét bạo kích chỉ như vậy ở đó hai chuôi trường đao dưới sự chỉ dẫn, oanh oanh liệt liệt hướng huyết thần và tiểu hoàng tới. Bọc lại hắn hai người đỏ xanh ánh sáng, bị cái này dễ như bỡn sấm chớp mưa bão lực, ánh sáng không ngừng nổ tung, lại không ngừng tụ lại. Tiểu hoàng quanh thân sáng rỡ lông, lúc này đang triển hiện hai con ngươi ác mộng hình thức ban đầu, mặc dù thể hình không có 10 phần to lớn. Nhưng là vậy hai tròng mắt bên trong không giận tự uy dáng điệu, đã đầy đủ cho thấy hai con ngươi ác mộng cái này thái cổ hung thú uy lực. Trước đem người nọ giết chết, thấp lùn người đàn ông lúc này cũng không đoái hoài được cái khác, so với tiểu hoàng cái này cùng đỉnh cao khí huyết lực, huyết thần vậy rối loạn thần lực, để cho bọn họ đem hắn định là mục tiêu. Huyết thần khóe miệng lộ ra cùng nhau cười nhạt, ta bất tử bất diệt, muốn giết ta. Nằm mơ. Cuồng phách trường kích, võ hám thương khung. Huyết thần bàn tay toàn quyền, vô tận máu tươi từ hắn lòng bàn tay nhỏ xuống tới trong tay trường kích bên trong. Rào 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 rào. Vậy nguyên bổn đã lưu chuyển màu đỏ sáng bóng trường kích, ở máu tươi dưới sự chỉ dẫn, thể hình bỗng nhiên tăng lớn, giống như một chuôi rìu lớn vậy, phía trên khảm nạm bảo châu. Giờ phút này vậy giống như là nhuốm máu vậy, tản mát ra ánh sáng, đem đúng phiến hư không nhuộm thành màu đỏ như máu. Giống như địa ngục giống vậy thần ấn tộc đột nhiên biến hóa, giờ phút này nguyên bổn đã biến thành thi thể những cái kia mất mạng thần ấn tộc người, ở huyết sắc này bên trong, lại từng bước cứng còng đứng lên. Từng cái mở mắt, không có mắt trắng, có chính là phổ thông vực sâu vậy màu đen. Tất cả tử linh lúc này đang dọc theo huyết thần trường kích chỉ hướng phương hướng. Người trước gục ngã người sau tiến lên sông về thấp lùn người đàn ông. Nguyên bản thần ấn tộc xương mù dày đặc thiên địa linh khí, ở Diệp Thần và Tiểu Hoàng hút dưới đã toàn bộ biến mất. Hôm nay những thứ này tộc nhân mặc dù ở huyết thần trường kích sáng bóng bao trùm hạ, lấy một loại vô cùng quỷ dị thần thái ngắn ngủi sống lại, nhưng là trong tay xuất hiện trường đao bên trên, lại không có ngưng tụ bất kỳ màu xanh lá cây huỳnh mang. Thấp lùn người đàn ông bị những người này vây quanh vây khốn. Những tộc nhân kia đã không thể bị hai lần giết chết, hôm nay vô luận bị thương như thế nào nặng nề, cũng ngang nhiên không sợ xông lên tuyến đầu. Sấm sét phá sập. Trong tay hai người sấm sét hóa là từng viên một sấm sét chân nguyên, chút nào không keo kiệt hướng bốn phía ném đi. Bình bịch bịch. Vậy một cái cổ thi thể, ở tiếp xúc tới sấm sét chân nguyên trong nháy mắt, thấp lùn người đàn ông đã thúc giục phá sập. Bọn họ thân thể, ở trong hư không hóa là một đạo xương máu. Tản ra biến mất. Diệp Thần có chút bi thương nhìn những thứ này thần ấn tộc người, hy vọng Long Diệp Thiên có thể mang những tộc nhân khác yên ổn rời đi. Hai người đệ tử thật vất vả mới quét sạch mở nguyên bản che đỡ bọn họ tầm mắt thi thể. Lúc này nhìn về phía huyết thần và tiểu hoàng, trong tay sấm sét chân nguyên lần nữa hiện lên, bọn họ đã muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trường tranh đấu này. Nhưng mà một màn trước mắt, lại để cho hắn hai người hóa đá. Huyết thần và tiểu hoàng bên người, giống như một tôn tôn màu máu nhật nguyệt như nhau, đếm lấy tính chục nghìn quang cầu, đang phơi bày vô cùng sáng chói thần quang. Vậy giống như ánh sáng của mặt trời cầu, lúc này tràn đầy hồng mang, sâu thẳm màu máu ở trong đó dạo rực, giống như là rắn nước như nhau. Mà vậy giống như mặt trăng quang cầu, toàn bộ quanh thân đều là màu đỏ, nhưng là ở đó mặt trăng móc câu chỗ, nhưng là vô cùng là chiếu sáng màu xanh ra trời thần mang. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn mặt, bọn họ hai người lại cầm thần thông dung hợp vào nhau. Hai người đệ tử nhìn cái này vừa nhìn vô tận quang bạo hình cầu, ra đầu tê dại. Các ngươi không nên đối với ta chủ nhân ra tay. Không nên. Hống. Tiểu hoàng phát ra một tiếng to lớn tiếng gào thét, vô số quang cầu ở nơi này dưới sự hướng dẫn, rối rít nổ tung, vô số đợt khí buôn bán, đem vậy hai người từng tầng che đậy. À. Hai người nho tổ đệ tử, lúc này lại vậy không cách nào nhịn được chết sợ hãi, điên cuồng ngao kêu. Ở đó đầy trời máu tanh bạo lực dưới, cuồng bạo khí tức tử vong, để cho bọn họ sắc mặt tụ đổi.
Đạo Vô Cương giờ phút này thấy một màn này, sắc mặt vậy cương cứng, hắn không nghĩ tới, hắn cái này hai cái sư đệ lại là như vậy không còn dùng được. Chết! Huyết Thần sắc mặt lạnh lùng, trên tay trường kích lộn một cái, trực tiếp đâm thủng hai người ngực. Bọn họ giống như băng kẹo hồ lô vậy, toàn bộ bị Huyết Thần đóng vào trường kích bên trên. Đồ vô dụng! Đạo Vô Cương nổi giận mắng, sư phụ còn nói cái này hai cái phế vật đủ để giúp mình, lúc này vừa thấy, trên căn bản gối thêu hoa. Hừ, giết! Không có vậy hai người trì hoãn, Tiểu Hoàng và Huyết Thần vậy lập tức gia nhập cùng Đạo Vô Cương chiến đấu. Đạo Vô Cương mặt lộ ra lãnh sắc, ba cái cùng tiến lên, một khối chịu chết. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù hắn biết, Huyết Thần vì cái này một kích giết chết, trên thực tế đã ném mình vô tận khí huyết, mà Tiểu Hoàng cũng bất quá là mới vừa khôi phục không lâu, cho dù cùng Huyết Thần cùng nhau đánh chết vậy hai người, đã là hết sức lợi hại. Hiện tại hắn hai người chúng ta, coi như là gia nhập chiến cuộc, cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Đạo Vô Cương tâm tư kín đáo, nhưng lại giỏi về hoài nghi, lúc này nhìn về phía Diệp Thần hắn cái này bức không lo ngại gì dáng vẻ, còn có Huyết Thần và Tiểu Hoàng trên mình tản ra nồng nặc sát ý. Sấm sét hộ thân vòng. Hắn là cái vô cùng là người cẩn thận, lúc này gặp cái này ba người bộ dáng này, chỉ có thể ưu tiên bảo vệ tánh mạng. Nhìn về phía vậy ba người trong mắt, lóe lên giống như rắn độc vậy âm lãnh ánh mắt. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Một đạo vô cùng là sáng chói hộ thân vòng sáng xuất hiện ở Đạo Vô Cương trước người. Trên người hắn vây quanh vô số sấm chớp mưa bão lực, hai tay bên trong, quấn vòng quanh vô hạn quy luật lực, xuất xứ từ tại Thái Thượng Thần Ma hơi thở, lúc này lại tương kính như tân ở Đạo Vô Cương thân thể bên trong dòng nước chảy. Cho ta trấn áp, một khối mang sấm sét nguyên lực to lớn kiếm ảnh, chỉ như vậy từ trên bầu trời lộ ra dấu vết. Nguyệt Hồn Trảm, Diệp Thần hô. Sát kiếm uy có thể mang sáu đạo nguyên phù còn có hủy diệt đạo ấn thần uy, hạ xuống ở đó kiếm ảnh dưới. Ác mộng hai con ngươi ý, khống chế. Hai con ngươi ác mộng lúc này nhìn một cái vậy Đạo Vô Cương, con mắt bên trong hai đạo đỏ xanh ánh sáng, giống như cũi vậy, hoàn toàn đem hắn vây quanh vòng tròn. Đạo Vô Cương chỉ cảm giác được mình thần thức thật giống như ở trong nháy mắt bị rơi vào một người vô cùng nhỏ xó xỉnh. Huyết Thần khám trời, máu tươi truyền bá. Huyết Thần một bên gào thét, một bên một cổ đậm đà mùi máu tanh, đang kịch liệt thiêu đốt. Ba lực đồng thời bao trùm ở Đạo Vô Cương trên thân hình. Đạo Vô Cương liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng toát ra một đạo máu tươi. Hắn đã cùng đồ mạt lộ. Đáng chết! Chẳng lẽ ta thật muốn ở chỗ này chết? Lời còn chưa dứt hạ, một đạo cổ xưa lại âm thanh trầm mạnh đột nhiên vang lên. Âm thanh trầm mạnh giống như sấm sét vậy, vang vọng ở hư không. Thật lâu quanh quẩn. Một đạo tóc bạc mặt hồng hào ông cụ to lớn hư ảnh hạ xuống cái này thần ấn tộc trong bầu trời. Vậy trên người lão giả ăn mặc màu bạc trắng đạo bào, mặt mũi hồng hào, tinh thần phấn chấn, một đôi mắt hổ giống như bó đuốc vậy lấp lánh có thần, cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, vậy đầy mặt vẻ tức giận, cũng cho Diệp Thần ba người vô cùng là cường đại cảm giác bị áp bách. Ngươi chờ, lại dám tổn thương đệ tử ta. Huyết Thần và Tiểu Hoàng sắc mặt cũng cứng lên. Cái này mênh mông uy thế, để cho hắn hai người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Sư phụ, cứu ta! Đạo Vô Cương đã bị dồn đến cùng đồ mặt lộ, lúc này thấy Nho Tổ hư ảnh thoáng hiện, mặt lộ mừng rỡ, vội vàng hét lớn. Oanh! Màn sáng mãnh liệt hỗn loạn, vô tận sấm sét hơi thở hóa là một đạo to lớn sấm sét chiến phủ, muốn chặt đứt vậy vây khốn Đạo Vô Cương lực lượng kinh khủng. Muốn cứu hắn, nằm mơ! Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Một đạo đỏ thấm xiềng xích, từ trong cơ thể bắn ra, ổ khóa này màu sắc, hôm nay đã thâm trầm như máu, hơn nữa, xiềng xích bên trên xuất hiện rất nhiều màu đen phù văn. Thiên yêu thần tác, tác bằng thừng. Vậy thiên yêu thần tác ngay tức thì quấn quanh ở Đạo Vô Cương trên thân hình, vô số màu đen phù văn, ngay tức thì tràn vào cái này Đạo Vô Cương ấn đường bên trong, Đạo Vô Cương thậm chí không có một chút lực phản kháng, thức hải chỗ liền bị màu đen phù văn bao phủ. Không. Đạo Vô Cương như vậy tới gần tử vong trước khi sợ hãi, xít sao quanh quẩn ở hắn trong lòng, lúc này lớn tiếng gầm thét, hướng vậy mới vừa phủ xuống Nho Tổ hình bóng chạy trốn ra. Nguyên bản đang điên cuồng bay vút đi Đạo Vô Cương, liều mạng muốn chạy trốn vậy màu đỏ thấm khóa, trong tay hắn sấm sét điên cuồng đập trước bên hông một cái màu đỏ thấm xiềng xích, gió lớn loạn nổ dưới, nhưng không có chút nào tránh thoát.
hắn sau lưng bỗng nhiên cảm thấy một hồi lông tơ đảo thụ, một loại hơi thở tử vong, ở hắn quanh thân điên cuồng phun trào ra. Hắn chợt xoay người, hướng Diệp Thần nhìn. Vào mắt chỗ, là một cái làm hắn cả đời khó quên cực kỳ nụ cười lạnh như băng. Lần này, Diệp Thần không có lựa chọn thi triển hồng mông cổ pháp và hồn võ kỹ, mà là đem toàn bức tâm thần đều tập trung ở thức hải bên trong. Hắn khẽ quát một tiếng nói, phệ hồn thông thiên. Một khắc sau, một đạo do thần hồn lực hóa thành hắc động, bỗng nhiên xuất hiện ở đạo vô cương đỉnh đầu chỗ. Đạo vô cương sắc mặt biến đổi, nhìn hắc động kia, kinh hô, không tốt. Không chỉ là vậy hồn võ kỹ, thằng nhóc này lại vẫn nắm giữ lớn mạnh như vậy hồn kỹ. Phải biết mới vừa rồi vậy hồn võ kỹ bên trong hồn lực đánh vào, đều đã mơ hồ dung chuyển mình thần hồn phòng ngự à. Sắc sắc tiếng, ở đạo vô cương thức hải bên trong vang lên. Hắn điên cuồng vận chuyển thân thể bên trong linh lực, bơm vào đến trong tay hộ thể lôi đỉnh pháp tắc bên trong, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét nói, ta là nho tổ đệ tử, ta tuyệt sẽ không chết ở chỗ này, tuyệt sẽ không à. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt hàn mang chớp mắt nói, hồn lực phun trào tới giữa, một đạo cự nhân hư ảnh, xuất hiện ở hắc khí kia trước, trường kiếm trong tay điệu múa, liền đem vậy hồn phách, hoàn toàn chiếm đoạt. Hắn Diệp Thần muốn giết người, ai cũng không che chở được. Cho dù là nho tổ. Nho tổ hư ảnh lúc này giận dữ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã hiện thân, thằng nhóc này lại vẫn dám trước mặt vẫn diệt mình đệ tử. Thật sự là quá mức đáng hận. Giết đệ tử ta. Giận dữ thanh âm vang khắp toàn bộ chân trời. Xóa bỏ đạo vô cương đã là mộc đã thành suy, lúc này nghênh đón nho tổ giận dữ, ba người vậy không sợ hãi chút nào. Huyết thần đứng ở đó vô tận lôi quang dưới, ngẩng mặt trước trong hư không nho tổ hư ảnh, đôi mắt lóe lên nghiêm túc mang, giết. Thanh âm quanh quẩn vô tận giết hại ý, để cho tất cả người tinh thần làm rung lên. Nho tổ hư ảnh quay đầu, nhìn cái đó mang lạnh như băng nụ cười Diệp Thần. Hai tròng mắt bên trong lộ ra kinh khủng sấm sét ánh sáng. Tia sáng kia, phảng phất như là thế giới tan biến sau hư không. Vậy trình độ cao nhất hủy diệt lôi đình lực, hàm chứa vô hạn năng lượng. Cái nhìn này nhìn về phía Diệp Thần, cơ hồ đều phải đem hắn cả người hung hăng đè dẹp, hoàn toàn chôn vùi hắn hết thảy. Huyết Thần và Tiểu Hoàng chỉ là cảm nhận được cái nhìn này dư âm, trong lòng đều là rét một cái, nghẹt thở cảm giác bị áp bách đem bọn họ hung hãn đè hướng mặt đất. Như vậy đưa mắt nhìn, xa không phải bọn họ ba người có thể cùng chống lại. Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong hoang lão thanh âm truyền tới, khó khăn được hết sức nghiêm túc. Không còn kịp rồi, đem thân thể nắm quyền trong tay cho ta. Hoang lão vội vàng nói, nếu không, chúng ta cùng chết. Diệp Thần trong lòng biết lúc này không phải cùng hoang lão trả giá thời điểm, cái này nho tổ vô thượng uy áp, trừ phi là hoang lão như vậy tồn tại. Nếu không thì muốn mời tới nhâm phi phàm tiền bối nhảy không cứu hắn. Hắn mặc dù không nguyện để cho hoang lão nắm trong tay mình thân thể. Nhưng không có lựa chọn. Chính là một đạo nho tổ hư ảnh, đủ để đem hắn, huyết thần thậm chí còn tiểu hoàng toàn bộ chu diệt. Hơn nữa hoang lão không riêng gì cứu mình, lại là cứu hắn. Nếu như mình chết, vậy hoang lão đem vĩnh viễn phong ấn ở luân hồi mộ địa bên trong. Ngay lập tức tới giữa. Thiên địa biến sắc, Diệp Thần hơi thở đột nhiên biến đổi, linh khí trong trời đất ngay tức thì hóa thành từng đạo ánh sáng màu đen, vậy hắc mang, ngăm đen mà cuồng bạo. Mang vô cùng mạnh mẽ cùng ngang ngược huyết bạo lệ khí, hội tụ ở Diệp Thần trên thân hình. Giống như một đạo thiên thần xích quang, hướng nho tổ hai tròng mắt bắn tới. Lại là ngươi, nho tổ hư ảnh cả kinh thất sắc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nhưng xem là xuyên thấu qua hư không nhìn về phía một người khác. Ngươi lại vẫn còn sống. Hoang lão không có bất kỳ trả lời, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía nho tổ hư ảnh. Nho tổ hư ảnh hiển nhiên cũng biết mình phản ứng tựa hồ là hơi quá khẩn trương, chỉ có thể hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần, bỏ mặc ngươi đứng ở bên nào, nói cho thằng nhóc kia, dám giết đệ tử ta, nhất định để cho hắn trả giá thật lớn. Dứt lời, toàn bộ hư ảnh đã tiêu tán trên không trung. Huyết Thần và Tiểu Hoàng nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra một chút cảm giác xa lạ, bây giờ người này cũng không phải là bọn họ quen thuộc Diệp Thần. Người nọ không có xem bọn họ, thân hình khẽ run lên, Diệp Thần thần thức đã lần nữa tiếp quản thân thể. Thời khắc này Diệp Thần toàn thân đều là mồ hôi. Nếu không phải hoang lão,
hắn có thể đã chết. Mặc dù không biết Hoàng lão và Nho tổ có cái gì ân oán, nhưng như vậy có thể gặp, Hoàng lão được gọi là thế gian cấm kỵ, có tuyệt đối tư cách. Như vậy tồn tại rốt cuộc là vì sao sẽ bị phong ấn ở luân hồi mộ địa? Diệp Thần thần thức nhìn về Hoàng lão tòa kia xiềng xích mộ bia, vô cùng yên lặng. Hiển nhiên một kích này, hao hết Hoàng lão tích lũy năng lượng. Hoàng lão lần này không có cái gọi là trả giá, mà là ở tự cứu. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Hoàng lão mặc dù không có thể tin, nhưng là và hắn đứng ở cùng trên một cái thuyền. Không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía vậy hư không, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Nho tổ, ngươi và ta Diệp Thần cừu hận, vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, một nơi đất thần bí, to lớn lôi mạn liên hoa tọa bên trên, một bóng người ngồi xếp bằng ngồi, thân hình lại đột nhiên kịch liệt run lên. Sư phụ, ngài thế nào rồi? Một đạo mảnh khảnh cô gái bóng người mở miệng nói. Cô gái mái tóc dài chấm đất, mặc một bộ thuần màu sắc trường bào, lộ ra da thịt vô cùng là trắng như tuyết, cả khuôn mặt chỉ có răng môi lên vậy một chút màu đỏ thắm, cả người lộ vẻ được tiều tụy mà trắng bệch. Hụ hụ! Nho tổ nhỏ nhẹ ho khan hai tiếng, đã nhiều năm như vậy, hắn lại mới gặp lại vậy không có thể nói thế gian cấm kỵ, vẫn là như vậy ngập trời tiêu diệt thế, để cho hắn tâm thần còn có chút run rẩy. May mà cũng không phải là hắn bản thể à. Người này vì sao đột nhiên biến mất, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn không cần thiết mất, có thể đã trở thành vạn khư thần điện kiêng kỵ nhất tồn tại đi. Nho tổ lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói, nhìn về phía cô gái kia ánh mắt nhưng chợt băng lạnh xuống, người khí huyết lại thiếu hụt liền như vậy hơn. Cô gái ngượng ngùng gật đầu, mấy ngày gần đây học trò mặc dù đã cường hóa luyện tập công pháp, nhưng là huyết mạch khí giải tán càng nhanh chóng. Gần đây một tháng từ nàng như một trong điện mang đi ra võ tu, đã xa xa vượt ra khỏi trước một năm tổng số, đơn thuần thông qua là máu để duy trì tự thân căn nguyên, cuối cùng không phải một cái lâu dài phương pháp. Nho tổ khe khẽ thở dài, đưa tay sờ một cái nàng mái tóc dài, người yên tâm, như một, sư phụ nhất định sẽ thay ngươi tìm được cuồn cuộn không tiêu tan huyết mạch nguyên. Như gật gật đầu, thanh tú mặt mũi tới giữa, thoáng qua một chút thê lương. Cái này thế gian tại sao có thể có cuồn cuộn không kiệt huyết mạch nguyên đâu? Nho tổ nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì vậy, ngón tay tụ lại trở thành một cái hoa sen trạng, lau một cái màn sáng to lớn xuất hiện ở đây trên đại điện. Chính là mới vừa rồi hắn hư ảnh hạ xuống thần ấn tộc hình ảnh. Sư phụ, đây chính là vạn năm trước ngài bày nhân quả thần ấn tộc. Ừ, bất quá cái này tự ăn cây táo, rào cây sung, lại đem thần ấn cho người ngoài. Nói tới này, Nho tổ sắc giận mặt đầy, Long Diệp Thiên không có bất kỳ chữ tín, mà đây sau xuất hiện cái đó gọi Diệp Thần hậu bối, lại ba lần không coi mình ra gì. Này tư thái qua ngông cuồng, lại đem ta tỏa hạ ba tên đệ tử toàn bộ vẫn giết. Cái gì, vậy như một mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngài là nói, Phô Cương sư huynh đã bị đánh chết. Nho tổ hận hận gật đầu một cái, ừ, vẫn là chậm một bước, hơn nữa thằng nhóc kia có người nọ che chở. Lần này lại cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Như một lần lúc mới vừa rõ ràng, vì sao sư phụ sau khi trở về, tâm thần vô cùng là nóng nảy, lửa giận ngút trời. Bất quá người yên tâm, Phô Cương thù ta cái này người làm sư phó, nhất định sẽ đích thân là hắn báo. Mặc dù có ba tên đệ tử bỏ mạng ở thần ấn tộc, nhưng là Nho tổ chân chính để ý cũng chỉ có đạo Phô Cương một cái. Sư phụ, như một nếu là có năng lực, cũng muốn thế sư huynh trả thù. Như một trên mặt lộ ra lau một cái tàn nhẫn quyết sát phạt vẻ, nàng cùng đạo Vô Cương cơ hồ là cùng bái nhập Nho tổ tọa hạ, giữa hai người sư huynh muội tình cảm, so với những đệ tử khác tự nhiên là có thân sơ phân biệt. Bất quá, chuyến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nho tổ trong tay bắn ra một chút sấm sét oai, đem màn sáng kia ở giữa một đạo thân ảnh vòng ở. Đây là, như một nhíu mày một cái, nam tử này tuổi tác tựa hồ chừng mực, tản ra bướng bỉnh bất tuần thần thái, cho dù là thấy sư phụ như vậy tồn tại, thật giống như cũng không có khẩn trương thái quá, đem coi ra gì. Hắn chính là huyết thần. Nho tổ lộ ra lau một cái không dễ phát giác cười nhạt, không nghĩ tới hắn lại thật thức tỉnh. Như một nghe được cái tên này, hai tay không tự chủ nắm chặt chung một chỗ, đầu ngón tay đều có chút hiện lên liếc, giọng nói có chút run rẩy nói, trong truyền thuyết. Huyết thần không phải ở chúng thần trong cuộc chiến đã vẫn diệt sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Hừ, chúng thần cuộc chiến,
tay hắn cầm vậy kiện thần vật, làm sao có thể sẽ vẫn diệt. Nho tổ hừ lạnh một tiếng, thần thức đã tỉ mỉ dò xét vậy đạo hư ảnh mang về ý thức hình ảnh, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hắn hẳn đã bất tử bất diệt. À, vậy ngài nói là, như một đôi tay không nhịn được đụng một cái lỗ tai, cơ hồ không dám tin tưởng sư phó nói, ngài là nói, mạng ta được cứu rồi sao? Nho tổ bàn tay khổng lồ vuốt ve như một mái tóc dài, ừ, hắn nếu đã hiện thân, vậy ta nhất định sẽ có được vậy kiện thần vật, người bệnh, rất nhanh liền sẽ khỏi rồi. Đa tạ sư phụ, như một mắt sừng rưng rưng, những năm này, nàng đã cắn nuốt quá nhiều võ tu huyết mạch lực, thậm chí cơ hồ đều muốn liền mình căn nguyên huyết khí đã sắp mất hết. Tốt lắm, người đi xuống trước tu dưỡng đi, cầm cuồng sinh và thánh niệm kêu đến. Nho tổ nhìn như một vậy trắng bệch vô lực sắc mặt, trong tay cái hiện ra một viên thất khiếu linh lùng ánh sáng châu, đưa cho như một. Như một liền vội vàng khom người nhận lấy, một hơi nuốt vào, đa tạ sư phụ. Có cái này quang châu thấm nhuần và tẩy rửa, như một trên trán mơ hồ xuất hiện một cái hình dạng như hoa sen đóng dấu, lúc này huỳnh quang lấp lánh. Cả người khí sắc ở nơi này đột nhiên tới giữa đổi được thông suốt trong sáng, có huyết mạch lực chống đỡ, như một trên mặt vậy lộ ra vẻ mỉm cười, khom người lui ra. Hoa sen cung điện bên trong, hai đạo sấm sét ở trong đại điện chớp mắt rồi biến mất, lại là trực tiếp vận dụng quy luật lực, trực tiếp xuất hiện ở nho tổ trước mặt. Sư phụ, hai người sắc mặt lạnh lùng, là cả nho tổ thần điện yêu nghiệt cấp cường giả khác. Nho tổ trong tay niệm châu thấy hắn hai người lúc đó, bỗng nhiên đình trệ. Ngàn vạn năm ván cờ, hiện tại xuất hiện biến số. Nho tổ thanh âm trầm thấp, rũ xuống con mắt, không đếm xỉa tới đánh giá mình cái này hai vị ái đồ. Các ngươi có thể biết, có nhiều vị sư huynh đệ đã bỏ mạng ở một ít người trong tay. Vậy lãnh đạm lại cổ xưa thanh âm từ nho tổ trong miệng vang lên. Người nào gan lớn như vậy, cuồng sinh trên đầu hệ một cái trắng như tuyết thụ mang, phiêu giật xuất trần khí chất, cùng sau lưng hắn chuôi này phủ đầy lôi đình lực đại đao vô cùng là không tương xứng. Muốn chúng ta đi giết hắn. Thánh niệm mặc màu máu đỏ áo quần, trang điểm 10 phần giàu kinh nghiệm, cả người yên lặng khoanh tay, mặc dù là đứng ở thần điện bên trong, nhưng là quanh thân nhưng lén lút vô cùng cuồng bạo giết hại ý. Nho tổ ngón tay lần nữa vê động, Diệp thần dung mạo lúc này bị 10 lần phóng đại ở màn sáng bên trên. Đây chính là ngài nói biến số. Cuồng sinh nhíu mày một cái, hắn ở trên người người này không nhìn ra bất kỳ đầu mối, nếu như cứng rắn muốn nói gì, đại khái là tuổi tác quá nhỏ, cùng với cái này nhìn bằng nửa con mắt vạn vật lãnh đạm ánh mắt, không có đem bất kỳ đồ coi ra gì. Hắn sẽ là các người mục tiêu một trong. Một cái khác là ai? Thánh niệm một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, tựa hồ giết người là hắn duy nhất vui thú. Là hắn, huyết thần tướng mạo xuất hiện ở màn sáng bên trên. Đây là, cuồng sinh cơ hồ muốn thán phục nhảy cỡn lên, cả người khí huyết đã sôi trào đi lên. Thánh niệm nhìn cuồng sinh như vậy hình dáng, có chút kỳ quái nhìn màn sáng, người này mặc dù hơi thở mênh mông bất phàm, nhưng là có thể để cho cuồng sinh mất lý trí, như vậy cuồng bạo người, nhất định phải cùng tầm thường. Là hắn. Cuồng sinh sau lưng đại đao xôn xao ra, lôi đình lực tràn ngập ở toàn bộ nho tổ thần điện bên trong. Nho tổ nguyên bản đặt ở đôi trên đầu gối cánh tay, lúc này đã chậm rãi nâng lên, một đạo cánh tay hư ảnh, đè hướng cuồng sinh, đem hắn khí tức cả người toàn bộ đè trầm xuống. Gào thét sấm sét ý đem cuồng sinh trong cơ thể bạo trào huyết mạch khí, hết thảy áp chế xuống. Sư phụ, là ta thất thố. Cuồng sinh hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt lộ sầu khổ, đã vạn năm quang cảnh đi qua, huyết mạch hắn bên trong lại vẫn nhớ huyết thần. Không sao, nho tổ yếu ớt thở dài, huyết thần lúc này tựa hồ quên trước trần trí nhớ, võ cảnh tu vi vậy đã có vô cùng tổn thất lớn, lần này, người hai người nhất định có thể đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Sư phụ, hắn kết quả là người nào? Thánh niệm cũng không biết cuồng sinh cùng huyết thần trước trần thù cũ, lúc này hơi có vẻ mê mang nhìn về phía sư phụ. Hắn từng tham dự chúng thần cuộc chiến, cũng cùng cuồng sinh có một chút huyết mạch liên lạc. Huyết mạch liên lạc. Thánh niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía cuồng sinh, quen biết nhiều năm qua như vậy, hắn chưa bao giờ biết cuồng sinh huyết mạch lại như vậy hiển hách. Nho tổ nhìn cuồng sinh một mắt, cũng không có trả lời nữa thánh niệm vấn đề, này hai người thực lực không phải chuyện đùa, đạo vô cương đã hao tổn ở bọn họ trong tay. Đạo vô cương chết. Thánh niệm sắc mặt đổi được 10 phần âm trầm cổ quái. Ở nơi này thiên nhân vực bên trong,
có thể bằng chừng ấy tuổi đem đạo vô cương vẫn giết người, thật sự là lông phượng và sừng lân. Bất quá như vậy đối thủ, mới càng làm cho người sinh ra hưng phấn. Thánh niệm lộ ra thị huyết ánh sáng, trên mặt lại là đối với huyết thần và diệp thần nồng đậm hứng thú. Sư phụ, huyết thần giao cho ta, ta lần này nhất định giết hắn. Cuồng sinh điều chỉnh xong mình tâm tính, ngẩng đầu lên ngay tức thì, đã đổi được vô cùng là kiên nghị, vậy phiêu giật xuất trần khí chất, lúc này đã không còn gì vô tồn. Cuồng sinh, Nho Tổ sắc mặt trầm xuống, hắn vốn là đè nén lửa giận, lúc này gặp cuồng sinh như vậy hành động theo cảm tình, có chút nổi nóng. Sư phụ, ta cũng không phải là hành động theo cảm tình, năm đó chúng thần cuộc chiến đều không có thể để cho hắn vẫn diệt, hôm nay chỉ bằng vào ta hai người lực, có nguy hiểm cực lớn. Chỉ cần ngài nguyện ý đem huyết thần giao cho ta xử lý, ta nguyện ý liên lạc cốt ma, mượn tay hắn, hoàn toàn vẫn giết huyết thần. Nho Tổ con mắt dính vào một chút kiểu khác con mắt, à. Cuồng sinh từ trước đến giờ tự xưng là thanh cao, cho tới bây giờ sẽ không mượn tay người khác, nhưng là, một khi dính dấp đến huyết thần, hắn thì sẽ hoàn toàn mất lý trí, mất đi ranh giới cuối cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cốt ma. Thánh niệm khóe miệng lộ ra hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười, nếu như có vị này tham dự chuyện này, sự việc sẽ thành rất xuất sắc. Được, liền chiếu ngươi mà nói, huyết thần giao cho ngươi, ngươi tự đi bố trí để cho cốt ma ra tay. Còn như diệp thần, thánh niệm, liền giao cho ngươi. Hắn có một tấm cực lớn lá bài tẩy, ngươi vạn không thể nhỏ xem hắn. Sư phụ. Hai người sắc mặt đồng thời ngưng trọng, lần này sư phụ hạ đạt nhiệm vụ. Cũng không có ngoài mặt thấy đơn giản như vậy, hắn hai người phải toàn lực ứng phó. Bỏ mặc trả bất kỳ giá nào, nhớ, nhất định phải hoàn toàn đem cái này hai người vẫn diệt. Nho Tổ đè nén lửa giận trong lòng, trong con mắt lộ ra phải giết cuồng bạo ý, nhìn về phía cuồng sinh và thánh niệm ánh mắt, trước đó chưa từng có trịnh trọng mà lạnh như băng. Hai người gật đầu liên tục, quỳ tới bái sau đó, hóa là một đạo sấm sét, biến mất ở Nho Tổ phòng khách bên trong. Huyết thần kết quả là lai lịch gì? Thánh niệm một đạo lưu quang, treo ở cuồng sinh đỉnh đầu, trong giọng nói tràn đầy phóng đãng không kềm chế được. Người tốt nhất không phải biết, cuồng sinh sắc mặt lạnh như băng, từ nghe được huyết thần danh tự này sau đó, hắn cả người liền biến thành một tòa băng sơn, lại cũng không có nhiệt độ, không có nụ cười. Có thể làm cho ngươi như vậy thất thố người, ta đây 10 phần muốn kiến thức một tí, thánh niệm vẫn là tràn đầy nụ cười. Không chút nào cầm cuồng sinh ẩn núp lửa giận để ở trong lòng. Hừ, nếu như 10.000 năm trước hắn, chỉ sợ sẽ là người đời này ác mộng. Có phải là của ta hay không ác mộng ta không biết, nhưng nhất định là người ác mộng, thánh niệm lộ ra vẻ khinh bỉ, sư phụ đã nói hắn thực lực hao tổn, người vẫn còn không có đánh một trận dũng khí, cốt ma như vậy tích chữ tại có thể để cho người tùy tiện xui khiến. Cốt ma cùng hắn, coi như không có ta. Cốt ma vậy nhất định hận không được đem huyết thần lột ra rút gân. Hơn nữa, coi như là không có cốt ma, thiên nhân vực ẩn núp trong thế lực kiếm các liễu sa sút, còn có tinh thần giới bay minh tôn, bọn họ vậy nhất định sẽ muốn biết huyết thần rơi xuống. Thánh niệm lông mày nhướn lên, hắn bây giờ đối với huyết thần càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, có thể bát phương thụ địch. Sư phụ đã đem huyết thần giao cho ta, người có những thứ này công phu, đi ngay suy nghĩ cái thằng nhóc đó. Có thể bị sư phụ để ở trong mắt, người lấy là hắn sẽ là người bình thường sao? Ha ha ha, ta bất quá là có chút hiếu kỳ, thánh niệm lộ ra lau một cái rửng rưng thần thái, giết hại đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều là lại đơn giản bất quá sự việc. Cuồng sinh cũng rốt cuộc bỏ mặc hắn, thẳng hướng vạn cổ ma quật đi. Chỉ cần có huyết thần rơi xuống, hắn sẽ không sợ cốt ma sẽ không ra tay, đến lúc đó đến khi cái này hai người ngao cỏ tranh nhau lúc đó. Hắn liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Vô số cuồng ma sát khí, ở trong khu vực này lưu chuyển quanh quẩn, dày đặc xương trắng vô tình tán lạc ở mỗi cái xó xỉnh. Cuồng sinh màu trắng thụ mang, tơ lụa phiêu mang bị vậy vô cùng cát vàng cuộn sạch ở hắn đạo bào bên trên, giống như bọc lên một tầng màu vàng áo lụa. Người nào, tự tiện xông vào vạn cổ ma quật. Một đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đỏ thắm, đáy mắt dâng lên tầng tầng lạnh như băng ma sát khí. Mở miệng nói, người xâm nhập, chết. Cái này thân ảnh quỷ mị, cơ hồ giống như bơi long nhất vậy, xuất hiện ở cuồng sinh trước người. Ta là Nho Tổ đệ tử, đặc biệt tới gặp cốt ma quật chủ. Cuồng sinh rừng rưng một tiếng,
trong tay trường đao hoành ngăn cản ở đối phương thế công bên trên. Vậy cốt ma quật đệ tử, đối với lời này bịt tai không nghe, trong tay một đoàn lục sâu kín ma quang, đã trừ hướng cuồng sinh mặt. Ta chẳng muốn hạ sát thủ. Cuồng sinh trường đao trên sấm sét gào thét xuống, vô số sấm sét giống như là dây leo vậy, đem vậy cốt ma quật đệ tử vây quanh vòng tròn. Vô tận sấm sét oai, thao thao bất tuyệt đập vào mặt xuống, cốt ma quật đệ tử kinh hãi muốn chết, lúc này muốn thối lui ra vậy sấm sét phạm vi bao trùm, đã muộn. Cậy mạnh cường đại sấm sét trường đao, ngay tức thì đem trong tay hắn vây quanh ma quang đánh tan, sau đó lấy một cổ to lớn uy năng, mang gào thét hơi thở, dừng ở hắn mặt trước cửa. Truyền lời cho cốt ma quật chủ, ta lần này tới là cho hắn đưa đại cơ duyên. Giờ phút này, cuồng sinh ánh mắt hướng vậy càng xâm nhập cốt ma quật đi, tựa hồ đang cùng người nào đối mặt như nhau. Mang hắn tới gặp ta. Một đạo vô cùng âm lãnh run rẩy thanh âm, từ cốt ma quật chỗ sâu truyền tới. Cốt ma quật đệ tử mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tuân theo gật đầu một cái. Cuồng sinh đem trường đao thu hồi sau lưng, trong hư không đầy trời lôi đình lực, lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Mấy tức sau đó, người muốn gặp ta, một tòa bạch cốt tích lũy chung một chỗ trên ngai vàng, một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên đó. Ta trong tay có huyết thần tin tức. Cuồng sinh thậm chí không có vòng vo, liền trực tiếp lời ít ý nhiều nói. Tiếng nói rơi xuống, cốt ma quật chủ đặt ở màu máu trường bào bên trong hai tay, đã thật chặt nắm thành quả đấm, ngoài mặt nhưng là một bộ mây thưa gió nhẹ diễn cảm. À, đã mấy chục ngàn năm không có được qua hắn tin tức, ngươi lại có. Cuồng sinh gật đầu một cái, tiếp tục nói cái này vạn năm tới, hắn một mực ở Vẫn Thần Đảo, hiện tại hắn đã hoàn toàn sống lại. Cuối cùng ba chữ, cuồng sinh cắn cực kỳ trầm trọng. Nói cho ta tung tích của hắn, cốt ma quật chủ cũng không khống chế mình được nữa tràn đầy tức giận, giọng lạnh lẽo như hàn băng, nếu không, ngươi chết. Ta lần này tới, chính là muốn đem tung tích của hắn nói cho ngươi. Cuồng sinh lộ ra một người vô cùng là cùng kẻ thù nụ cười, vung tay lên, một bức bóng sáng hình ảnh dược nhiên lên, nói, hắn ở thiên nhân vực nơi đây, cùng một cái diệp thần tiểu tử chung một chỗ, cốt ma quật chủ, muốn người giết hắn, thật sự là quá nhiều, đi trễ. Mạng hắn có thể thì không phải là tài sản của ngươi. Còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta làm chuyện, cốt ma quật chủ tức giận mọc tùm. Hy vọng ngươi không nên để cho ta hối hận cầm huyết thần rơi xuống nói cho ngươi, cuồng sinh dứt lời, thân hình thay đổi, hóa là sấm sét biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, Đông Cương vực thần điện bên trong, Cửu Điên có chút tịch mịch ngồi ở ngưỡng cửa bên trên mặt có không dễ phát giác bi thương. Cửu Điên tiền bối. Diệp thần thanh âm từ lòng đất truyền tới, xoay người tới giữa, hắn, huyết thần còn có tiểu hoàng, ba đạo thân ảnh, đã xuất hiện ở Cửu Điên trước mặt. Các ngươi còn sống. Cửu Điên giọng bên trong để lộ ra vô tận ngạc nhiên mừng rỡ, đối mặt lần nữa trở nên mạnh mẽ đạo vô cương, Diệp thần lại vẫn là còn sống, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ha ha ha, chúng ta không có sao, Diệp thần xoa xoa mình thần giác máu tươi, mặc dù quanh thân áo khoác hơi lộ vẻ được có chút chật vật. Nhưng Diệp thần và huyết thần cũng không có 10 phần nghiêm trọng ngoại thương. Đạo vô cương chết, Cửu Điên hướng vậy lòng đất nhìn một cái, hắn không có cảm giác được đạo vô cương bất kỳ khí tức gì. Chết, Diệp thần gật đầu một cái. Được được được, Cửu Điên cuồng vọng cười lớn, người đâu, toàn bộ Đông Cương vực, lớn 7-3 ngày tiệc rượu. Diệp thần đỡ huyết thần ngồi xếp bằng ở thần điện bên trong, từ từ khôi phục khí huyết. Tiểu hoàng lúc này đã khôi phục lại bình thường hình dáng, đi theo Diệp thần sau lưng. Xem ra cái này lòng đất linh dịch đối với ngươi khôi phục bản thân khí huyết có cực lớn giúp ích à, Diệp thần thở dài nói, không nghĩ tới thần ấn tộc không chỉ là hắn lấy được thần ấn phúc địa, vẫn là tiểu hoàng phúc địa. Tiểu hoàng run lên quanh thân da lông, tựa hồ là muốn biểu diễn lúc này biến hóa. Diệp thần quả nhiên ở nơi này đỏ xanh lưu chuyển da lông bên trên, thấy lộ ra oánh oánh lục mang. Vô số quy luật lực, gia trì ở tiểu hoàng trên thân hình. Ngươi hấp thu thần ấn năng lượng nơi tiến hóa ra quy luật lực. Diệp thần trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần thái. Tiểu hoàng có chút kiêu căng gật đầu một cái, hơi có chút tự hào lực. Đã như vậy, ngươi tạm thời trở lại luân hồi mộ địa bên trong, hoàng lão bên kia, cần ngươi đi nhìn chằm chằm. Hoàng lão vậy chống đỡ nho tổ nhìn bằng nửa con mắt thần quang, không chỉ là để cho nho tổ khiếp sợ. Cho dù là Diệp thần,
trong lòng vậy lần nữa gõ chuông báo động, như vậy tồn tại, ở lại hắn luân hồi mộ địa bên trong, thủy chung là một cái mìn định giờ. Tiểu hoàng gật đầu một cái, hóa là một đạo ánh sáng, trực tiếp tại chỗ biến mất. Hụ hụ, Diệp thần. Huyết thần thanh âm ở một bên vang lên, mấy phen bí thuật xuống, huyết thần cho dù là vô tận huyết mạch lực, lúc này cũng là toát ra khí huyết đôi tan dã tướng. Huyết thần tiền bối, người khá hơn chút nào không? Diệp thần ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu, trước nếu như không phải là huyết thần kịp thời ra tay, hắn là tuyệt đối không thể trì hoãn như vậy dáng dấp thời gian. Ừ, tốt hơn nhiều. Huyết thần gật đầu một cái, hắn khí huyết khôi phục vượt qua xa người thường, lúc này vốn là mệt mỏi đã đổi được không còn gì vô tồn. Tiền bối, trước chưa kịp hỏi ngươi, vậy thần ấn tộc là có vật gì hấp dẫn ngươi? Huyết thần nghe đến chỗ này, lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, nói, không sai. Lúc ấy, huyết thần một đường hướng hấp dẫn hắn địa phương đi, cơ hồ đi tới thần ấn tộc biên giới. Nơi đó tràn đầy vô tận tiêu điều thê lương, không có thực vật, không có sinh cơ, có chỉ là vậy vô cùng vô tận gió cát cùng bình phong che chở. Ở đó vô tận tiêu điều bên trong, có nửa khối huyết ngọc chôn ở dưới gió cát. Huyết thần ngón tay chạm được huyết ngọc trong nháy mắt, một bức họa mặt xuất hiện ở huyết thần thức hải bên trong. Ngài là nói, ngài thấy được một bức họa mặt. Diệp thần có chút nóng nảy hỏi. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được chỗ đó, cùng ta trí nhớ có liên quan, nếu như có thể đi nơi nào, ta cũng rất nhiều có thể khôi phục trí nhớ. Tiền bối, ngài có thể đem hình ảnh cùng chung cho ta sao? Dĩ nhiên có thể, huyết thần gật đầu một cái, bàn tay tới giữa hiện ra nửa khối huyết ngọc, tản mát ra vô tận huyết mạch hơi thở, một cái màn sáng to lớn, xuất hiện ở thần điện bầu trời. Diệp thần thần sắc ngưng trọng nhìn màn sáng kia. Đó là một cái hư vô không gian, bằng gỗ cấu tạo cung điện, ở một phiến cát vàng ăn mòn dưới, hiển lộ ra biên biên rác rác bằng gỗ cặn bã. Vậy cụm cung điện 10 phần thật lớn, vô số cung điện hài cốt. Đang lẳng lặng nằm ở đó hình ảnh bên trong, giống như là chờ mọi người tiến vào. Đó là cái gì? Diệp thần chỉ hình ảnh kia bên trong một cái góc bên, nơi đó tựa hồ có vật gì? Tản ra một hồi lại một trận ánh sáng. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, có chút bất ngờ, lại có chút không xác thực định. Không thấy rõ, huyết thần lắc đầu một cái. Tiền bối, có thể hay không thúc giục huyết ngọc, đem hình ảnh kia phóng đại. Huyết thần gật đầu một cái, trong tay huyết mạch lực, lần nữa ngưng tụ ở huyết ngọc bên trên, định ngưng tụ càng rõ ràng hình ảnh. Không được, đây chỉ có nửa khối huyết ngọc, huyết thần thở dài, có chút tiếc nuối nói. Diệp thần gật đầu một cái, mới vừa màn sáng kia bên trong, có trong nháy mắt phóng đại, Diệp thần mơ hồ cảm thấy đó là một kiện hắn tựa như thấy qua đồ. Món đồ này, ta thật giống như thấy qua. Diệp thần than nhẹ nói, thức hải bên trong liên tục suy nghĩ rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua vật này. Nếu như ta không có nhìn lầm, đó là một chuôi châu sai, Trương Nhược Linh thanh âm từ bên ngoài thần điện vang lên. Nàng từ Cửu Điên nơi đó lấy được tin tức. Lần này là không kịp đợi tới xem Diệp thần. Châu sai. Diệp thần sửng sốt một chút, tất cả hắn quen thuộc người phụ nữ phát đồ trang sức, lúc này cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Huyết thần có chút bất ngờ, ở hắn có thể tìm hồi trí nhớ trong hình, để cho hắn có phân biệt chỗ, lại là một chuôi châu sai. Chẳng lẽ nơi này là nhà ta? Cái này châu sai chủ nhân, là thê tử ta? Huyết thần to gan suy đoán nói. Mặc dù hắn không chút nào vợ trí nhớ. Có lẽ đi, Diệp thần gật đầu một cái, nếu là có thể trợ giúp huyết thần cầm trí nhớ tìm trở về, đó đúng là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cái này châu sai phong cách giản lược, nhưng là trong này, tựa hồ dựng dục vô tận uy năng. Cùng là phái nữ, Trương Nhược Linh đối với cái này châu sai biết rõ, vượt qua xa cái này hai người người đàn ông. Ta biết, Diệp thần trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đã từng ở trên người một người, gặp qua một cái tương tự, vậy lưu chuyển sáng bóng, cùng hình ảnh bên trong vô cùng làm tướng tựa như. Là ai? Kỷ Tư Thanh. Huyết thần nhíu mày một cái, hắn đối với danh tự này, nhưng mà một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ ta nói nàng kiếp trước tên chữ, ngài có thể biết. Là ai? Huyết thần lộ ra vẻ hồ nghi. Khúc Trầm Yên. Thượng cổ nữ võ thần. Huyết thần mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên nghe được cái tên này, để cho hắn vô cùng là kinh ngạc. Đó là thời kỳ thượng cổ, dung chuyển trời đất tồn tại,
người phụ nữ kia, tượng trưng cho một cái thời đại đến. Không sai, là nàng, ta đã từng gặp qua nàng đeo qua một cái tương tự, bất quá hình ảnh quá mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra đại khái giống nhau. Ừ, người có biện pháp tìm được nàng. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu một cái, ta có biện pháp tìm được nàng. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không muốn trì hoãn nữa, lập tức lên đường. Huyết Thần tâm tình có chút gấp gáp, hắn một lần lấy vì mình là người cô đơn, lúc này cảm thấy có lẽ mình còn có người thân sống sót, không khỏi có chút hấp tấp vẻ. Nhược Linh, vậy ta liền rời đi trước Đông Cương vực. Làm phiền ngươi cùng Cửu Điên tiền bối nói một tiếng. Diệp Thần dứt lời, không nói gì nữa, thân thể đã bị Huyết Thần kéo, một cước bước vào hư không. Giờ phút này, một cái da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt diễm cô gái, đang bế quan tiềm tu. Nàng trên mình, vô số linh khí quanh quẩn, lâng lâng như trời nước thần nữ, ấn đường lóe lên vô cùng ánh sáng sáng chói. Chính là Kỷ Tư Thanh. Oanh! Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh mở mắt ra, trên mình linh khí sôi trào, lại là diễn hóa thành từng đạo quy luật phù văn, như bay bướm hoa, quanh quẩn nàng thân thể mềm mại, không ngừng xoay tròn bay lượn. Vô cùng vô tận quy luật phù văn, không ngừng lật bay, đạo đạo thần lực như phi kiếm xích thần, gào thét sông lên lên trời, lại là xé nát trên trời lưu vân, tựa hồ muốn dung chuyển hư không nhật nguyệt. Lúc này Kỷ Tư Thanh, hơi thở vô cùng mạnh mẽ, so với cùng cấp cường giả, không biết cường đại nhiều ít lần. Đột nhiên nàng tú mục mở ra, nhìn về phía bắc phương hư không. Diệp Thần. Dành riêng cho Diệp Thần hơi thở lúc này đang từ xa đến gần tới, hắn bên người. Tựa hồ còn có một đạo vô cùng là cường đại huyết mạch khí, vô tận khí huyết lực, giống như mênh mông đại dương. Tư Thanh, hư không bị biến dạng, Diệp Thần và Huyết Thần bóng người xuất hiện ở trong đó. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Kỷ Tư Thanh có chút bất ngờ nhìn về phía Diệp Thần, ngày đó biệt ly, lúc này mới bất quá mấy tháng. Vô sự không lên điện tam bảo, Diệp Thần lộ ra một nụ cười, ngoài miệng nhưng vô cùng là khách khí, có Huyết Thần tại chỗ. Hắn tự nhiên sẽ không vượt qua quy củ. Phải không? Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần hình dáng, lộ ra một nụ cười, mặc dù từ nàng khôi phục trí nhớ tới nay, đối mặt Diệp Thần tình cảm hết sức phức tạp. Vừa có khúc trầm yên đối với luân hồi chi chủ sùng bái cùng ái mộ, lại có mình đối với Diệp Thần tín nhiệm cùng quyến niệm. Vị này là Huyết Thần tiền bối, ở chục nghìn năm trước trong chinh chiến, trí nhớ có chút mất, đưa đến hắn không cách nào khôi phục đỉnh cấp thực lực. Huyết Thần tiền bối, Kỷ Tư Thanh lộ ra lau một cái giống như ánh mặt trời nụ cười. Ta tình cờ được một cái vật kiện, có thể thấy một cái hình ảnh, khả năng này cùng ta khôi phục trí nhớ có liên quan, Diệp Thần nói, hắn ở chỗ của ngươi thấy qua trong hình một chi châu sai. Huyết Thần lần đầu tiên vội vàng như vậy nói xong đúng câu, có chút mong đợi nhìn Kỷ Tư Thanh. Ý của tiền bối là cần ta đem châu sai đưa cho các ngươi. Không không không. Ta chính là muốn tìm hình ảnh bên trong địa phương. Huyết Thần thở dài, có chút khao khát nhìn về phía Diệp Thần, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần cùng cô gái này võ thần chuyển thế tư giao lại tốt như vậy. Tư Thanh, ngươi lại trước xem, vậy châu sai với ngươi phải chăng như nhau? Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, tiền bối, làm phiền ngài cầm hình ảnh cho ta xem. Nếu là Diệp Thần yêu cầu, nàng tuyệt đối không có ý cự tuyệt. Huyết Thần trong tay Huyết Ngọc xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn, một đạo màn sáng to lớn lần nữa ngưng tụ ra. Kỷ Tư Thanh thần thái nhưng khi nhìn đến vậy tản ra huỳnh mang vật kiện lúc đó, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Thế nào, Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh diễn cảm, có chút nghi ngờ hỏi nói. Không có sao, cái này châu sai cũng không phải là ta, Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một chuôi châu sai. Huyết Thần vội vàng lấy tới. Đặt ở trước mắt cẩn thận liếc nhìn. Hoa văn hình như là không quá giống nhau. Huyết Thần tiếc nuối nói, nếu như cái này châu sai không phải cái này thượng cổ nữ võ thần, vậy bọn họ lại phải đi nơi nào tìm hình ảnh này bên trong vị trí. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Thần và Huyết Thần tiếc nuối, Kỷ Tư Thanh tiếp tục nói, bất quá, ta nhưng là biết hình ảnh này bên trong châu sai, là ai. Ừ, Diệp Thần nhìn về phía Kỷ Tư Thanh ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nếu như có thể tìm được chỗ này, Huyết Thần khôi phục trong tầm tay. Vật này, hẳn là ta kiếp trước khúc trầm yên tỷ tỷ khúc trầm vân đồ. Kỷ Tư Thanh yếu ớt nói, hình ảnh kia bên trong cung nhóm để cho nàng liếc mắt, cái này thuộc về khúc trầm vân đồ, để cho nàng cả người đều có chút kinh hoàng rung động,
ở Khúc Trầm Yên trong trí nhớ, nàng cùng tỷ tỷ của nàng đã sớm xích mích thành thù. Ta hai người truyền thừa nhất trí, công pháp nhất trí, trong năm xưa sư phụ ở lúc đó, ta hai người ăn mặc chi phí trên căn bản vô cùng làm tướng tựa như, Kỷ Tư Thanh vừa nói, cho nên, ta dám nói, cái này chính là nàng đồ. Diệp Thần gật đầu một cái, mi mắt lộ ra vẻ vui mừng, được, vậy ngươi biết, nàng ở nơi nào không? Kỷ Tư Thanh trên mặt lộ ra quấn quýt thần thái, tựa hồ là gặp việc khó. Thế nào, Diệp Thần nhìn thấu Kỷ Tư Thanh làm khó, vội vàng đi tới nàng bên người, ân cần hỏi nói. Ta, Kỷ Tư Thanh có chút do dự nhìn Diệp Thần, nàng cũng không muốn cự tuyệt Diệp Thần yêu cầu. Nhưng là, ở nàng trong trí nhớ, Khúc Trầm Yên cùng Khúc Trầm Vân đã sớm thế như nước lửa, nếu như do nàng mang Diệp Thần Khúc tìm Khúc Trầm Vân, có lẽ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Là Khúc Trầm Yên cùng Khúc Trầm Vân tới giữa có hiềm khích. Diệp Thần suy đoán nói, tựa hồ tìm được Kỷ Tư Thanh vậy lưỡng nan vẻ nguyên do. Thực không dám giấu giếm, Kỷ Tư Thanh nhìn một cái huyết thần, tiền bối, đời trước, ta cùng tỷ tỷ bởi vì luân hồi chi chủ, lựa chọn bất đồng trận doanh, cho nên có chút hiềm khích, nếu như ta phụng bồi các ngươi đi, có lẽ nàng ngược lại sẽ bởi vì ta, không muốn giúp các ngươi. Huyết thần quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Hy vọng Diệp Thần có thể khuyên giải an ủi một hai. Tư Thanh, không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tìm được nàng, còn dư lại sự việc giao cho ta. Diệp Thần trấn an nói, nếu Kỷ Tư Thanh không muốn gặp lại chị mình, vậy thì không để cho nàng gặp, tránh cho ảnh hưởng các nàng với nhau tâm tình. Kỷ Tư Thanh có chút tiếc nuối thở dài, Diệp Thần, tỷ tỷ tu hành địa phương 10 phần bí mật, nếu như không có ta dẫn đường, các ngươi không cách nào tiến vào. Huyết thần biết nữ võ thần lúc này 10 phần lưỡng nan, cái này dẫu sao chuyện liên quan đến mình, tổng không thể uy hiếp dụ dỗ nàng. Diệp Thần biết huyết thần trong lòng quấn quýt, cũng biết đây đối với huyết thần ý vị như thế nào. Tư Thanh, ta biết đây đối với ngươi mà nói, có chút bất cận nhân tình, chỉ là, đây đối với huyết thần tiền bối vô cùng trọng yếu. Kỷ Tư Thanh thở dài, Diệp Thần như vậy tốn nhiều khổ tâm trước đi tìm một chút nàng, nàng tất nhiên là không nói ra cự tuyệt. Thôi, ta mang các ngươi đi. Huyết thần trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, nhưng là cũng không tốt cùng Kỷ Tư Thanh nói gì, chỉ có thể lén lút hướng Diệp Thần nháy mắt mấy cái, tỏ ý để cho hắn thay mình cảm ơn một tí nữ võ thần. Tư Thanh, huyết thần tiền bối để cho ta cùng ngươi nói cảm ơn, hắn nói thượng cổ nữ võ thần, quả nhiên bỏ mấy làm người, lần này để cho hắn vô cùng là kính trọng. Kỷ Tư Thanh nghe được Diệp Thần mà nói, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng. Nàng làm người nội liễm mà ôn nhu, tánh tình cùng trước nhất thế có vô cùng biến hóa lớn. Huyết thần tiền bối quá khen rồi, ta cũng chỉ là hết sức mấy có thể. Chỉ bất quá, Khúc Trầm Vân tánh tình lãnh khốc, hành vi cử chỉ vô chương pháp có thể tìm ra, chỉ sợ các ngươi chuyến này thu hoạch sẽ không quá lớn. Không có sao, nàng bây giờ là chúng ta hy vọng duy nhất, ngươi liền giải sầu dẫn chúng ta đi tốt. Diệp Thần nói, tìm được trong hình vùng, mới là việc cần kíp. Nếu Khúc Trầm Vân là mấu chốt, vậy bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải tìm được Khúc Trầm Vân. Nữ võ thần không cần treo trong lòng, người có thể trợ giúp chúng ta tìm được Khúc Trầm Vân rơi xuống, ta đã vô cùng cảm kích. Huyết thần một mặt trịnh trọng kỳ sự, trong ánh mắt đã không kiềm chế được. Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh mặt đầy thấy chết không sờn thần sắc, lo lắng hỏi thế nào. Không có sao, chính là cái này nhất thế, ta còn không có gặp qua nàng. Trải qua bể dâu sinh ly sau này, ta cùng nàng lần nữa gặp mặt, mình bên trong lòng ít nhiều có chút chập chờn. Đời trước nữ võ thần, bằng vào vô thượng trí cao võ đạo, ở đó một nhóm thần sáng chói thời đại, bị vạn thế truyền tụng, bởi vì là tự chọn nói, duy chỉ có ở thân tình khối này lạnh lùng chút, cùng nàng duy nhất tỷ tỷ Khúc Trầm Vân thế như nước với lửa, không có tỉ muội tình cảm. Đời này Kỷ Tư Thanh tâm trí ôn hòa nhu hòa, cùng nữ võ thần thiết huyết tác phong có khá lớn khác biệt. Hai người dung hợp vào một chỗ, không để cho nàng biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt nàng. Ngươi không cần cân nhắc quá nhiều, Diệp Thần trấn an nói, ngươi chính là giúp chúng ta dẫn đường, thực làm khó, ngươi liền đem phương vị chỉ cho ta, tự chúng ta đi. Không phải, ta cũng không phải là làm khó, chỉ là không biết lấy vì sao loại tâm tình đối mặt nàng, Kỷ Tư Thanh nói, bất quá nàng cuối cùng là tỷ tỷ ta cũng không có thể một mực tránh không gặp. Hơn nữa, hình ảnh này bên trong địa phương tựa hồ cùng nàng đã từng địa phương lịch luyện vô cùng tương tự, thế gian trừ ta, có thể lại cũng không người nào biết chỗ này ở nơi nào.
Diệp Thần nhíu mày một cái, như vậy một mảng lớn bằng gỗ cung điện, quả thật chưa bao giờ nghe thấy, từ chưa từng nghe tới có tìm người thấy qua. Huyết Thần gật đầu một cái, đã như vậy, liền phiền toái nữ võ thần dẫn đường. Tiền bối không nên khách khí. Kỷ Tư Thanh vừa nói, mặc dù nàng khôi phục trí nhớ, nhưng Thủy Chung đem mình đặt ở cùng Diệp Thần đồng bối. Trong này tình cảm, Huyết Thần một mắt liền xem thấu, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút chế nhạo, tiểu tử này nợ phong lưu nhưng mà không thiếu à. Không chỉ có thái thượng thế giới cường giả xem trọng cùng hắn, vậy Đông Cương vực Trương Nhược Linh, còn có cái này kiếp trước thượng cổ nữ võ thần, đối với hắn đều là vô cùng ân cần. Diệp Thần nhìn thấu Huyết Thần trong con mắt nhạo báng, một mặt lúng túng quay đầu, ánh mắt né tránh nhìn sang một bên. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Hai tiếng sau đó, một tòa vô cùng là sáng lạng chói mắt cung điện bên trong, một người phụ nữ đang đứng ở một mặt to lớn gương đồng trước, mặt mũi sau đó không chút nào năm tháng dấu vết, cả người màu bạc sức lực trang, lộ vẻ được tư thế oai hùng bộc phát, cũng không có nhỏ con gái người ta kiều mị thái độ. Là nàng. Phụ nữ kia chính là nữ võ thần tỷ tỷ, Khúc Trầm Vân. Nàng đưa mắt từ trên gương đồng thu hồi, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nhìn một cái bên người những cái kia phất khúc thị nữ, hơi có chút không nhịn được phất phất tay. Cùng lúc đó, ngoại giới. Nơi này chính là Khúc Trầm Vân địa phương. Diệp Thần nhìn vậy bốn phía không có chút nào chỗ độc đáo cây rừng. Ừ, đây là lối vào, Khúc Trầm Vân hoan hỉ nhất hưởng thụ, đem mình vậy một khối thế giới an trí ở nơi này cụm núi tú nước bên trong, vừa miễn người ngoài quấy rầy, cũng có thể bị núi này thủy linh khí ân cần săn sóc. Diệp Thần gật đầu một cái, như thế nào đi vào đâu? Kỷ Tư Thanh lại vậy không có chút nào do dự, nàng cùng Khúc Trầm Vân sư xuất đồng môn, huyết mạch giống nhau, đối với người ngoài thật khó đánh vỡ kết giới thành lũy, đối với nàng mà nói, giống như là tiến vào nhà mình hậu hoa viên. Tay nàng mới vừa chạm vào đến kết giới thành lũy, vậy kết giới tựa như cùng nhận chủ vậy, trực tiếp hóa là hai đạo ánh sáng thúc, lộ ra một cái đủ một người tiến vào trống rỗng. Ba người nối đuôi tiến vào, cũng không có bị bất kỳ công kích. Mà nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc tư thế oai hùng bộc phát bóng người, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người tới chính là Khúc Trầm Vân. Không nghĩ tới cái này mấy chục ngàn năm trôi qua, người vẫn còn có tìm tới xem ta người chị này. Khúc Trầm Vân trong miệng vừa nói tỉ tỉ, trên mặt nhưng không nhìn ra bất kỳ mừng rỡ, ngược lại là tràn đầy khinh bỉ. Hôm nay tới, là có chuyện muốn nhờ. Kỷ Tư Thanh kiềm chế tức giận trong lòng, ôn nhu nói. Ta Khúc Trầm Vân có tài đức gì, lại có thể để cho đường đường thượng cổ nữ võ thần hưu tôn hàng quý, thật là làm cho ta xấu hổ à. Khúc tiền bối, là chúng ta có chuyện muốn nhờ. Diệp Thần tiếp lời tới, hắn cũng không muốn Kỷ Tư Thanh vì mình gặp làm nhục. À, Khúc Trầm Vân tựa hồ vào lúc này, mới có dỗi dãnh nhìn hắn vào Huyết Thần một mắt. Ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét qua Diệp Thần. Thấy Huyết Thần thời điểm, nhưng dừng một chút, trong con mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Ngươi lại vẫn còn sống. Ngươi biết ta, Huyết Thần nhìn về phía Khúc Trầm Vân ánh mắt mang theo vài tia tìm tòi nghiên cứu, người phụ nữ này, ở hắn lộn xộn bừa bãi trong trí nhớ, không chút nào chiếm cứ bất kỳ ấn tượng. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại mất trí nhớ, Khúc Trầm Vân phát ra một tiếng vô cùng là sang sảng tiếng cười, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Mất trí nhớ sau Huyết Thần, trong tay siết như vậy dụ cho người mơ ước đồ. Nghĩ đến đây, nàng liền vô hình hưng phấn. Ta lần này tới đây, là ta tình cờ thấy được một bức họa mặt, có thể trợ giúp ta tìm về trí nhớ. Mà màn này ở giữa địa phương, có lẽ chỉ có ngươi có thể nói cho ta. Thông qua mới vừa Khúc Trầm Vân biểu hiện, Huyết Thần dĩ nhiên biết, mình cùng nàng trước kia đại khái là quen biết, nhưng khẳng định không là bạn. Dựa vào cái gì? Khúc Trầm Vân lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười. Huyết Thần chuyện, dính dấp thật sự là vô cùng là sâu xa, nếu để cho vậy lòng đất cốt ma biết, đại khái sẽ mang hắn khô lâu binh giết đến đây đi. Cái loại này đối với mình chỉ có trăm hại mà không một chuyện lợi tình, nàng là tuyệt đối không biết làm. Người vẫn là như vậy vì tư lợi, Khúc Trầm Yên thật sự là không nhịn được châm chọc nói. À, ta vì tư lợi, vẫn tốt hơn có chút cầm mệnh đi bù vào người khác. Trơ mắt nhìn người khác thành song thành đôi tốt. Khúc Trầm Vân nói, đời này nàng hận nhất người chính là Luân Hồi Chi Chủ. Nếu như chỉ là trận doanh không cùng, nàng cùng Khúc Trầm Yên không đến được như vậy lưới rách cá chết cục diện.
tạo thành nàng hai người cuối cùng mỗi người một ngã, chính là luân hồi chi chủ. Ở Khúc Trầm Vân xem ra, Khúc Trầm Yên yêu hèn mọn như ở trước mắt ai, trọng yếu nhất chính là nơi nhờ không thuộc mình, thậm chí không có một cái danh chánh ngôn thuận thân phận. Đường đường thượng cổ nữ võ thần, nhưng hết lần này tới lần khác muốn hô tôn hàng quý, hết lần này tới lần khác muốn bắt mệnh đi lấy lại cái đó đáng chết luân hồi chi chủ. Người vẫn là như vậy, xem sự việc như vậy thiên lệch, cố chấp. Hừ, ở khăng khăng trên con đường này một đi không trở lại đầu cũng không phải là ta Khúc Trầm Vân, mà là ngươi Khúc Trầm Yên. Tùy ngươi nói thế nào, ngươi như thế nào mới có thể giúp chúng ta tìm được trong hình địa phương. Kỷ Tư Thanh biết, nói như vậy đi xuống, không những sẽ không có bất kỳ tác dụng, chỉ sẽ trầm trọng hơn Khúc Trầm Vân lửa giận, nàng chính là một cái không nói phải trái bà điên. Không thể nào. Khúc Trầm Vân quả quyết cự tuyệt, hôm nay nàng thấy huyết thần, đã dính vào nhân quả dấu vết, nếu như nàng còn ra tay giúp ích, chỉ sợ huyết thần vô số thế lực đối nghịch vậy sẽ không bỏ qua nàng. Dù là nàng cũng không thèm để ý giống như cốt ma như vậy thế gian ác ma, nhưng là cũng không muốn bởi vì những thứ này cùng nàng không liên quan sự việc, rước họa vào thân. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kỷ Tư Thanh ánh mắt đổi được lạnh như băng, xấu nhất dự định, bất quá chỉ là binh nhung gặp nhau. Ngươi muốn cùng ta động thủ, chỉ bằng ngươi mới vừa khôi phục trí nhớ kiếp trước, điểm này không đáng kể thực lực. Kỷ Tư Thanh không có chút nào vẻ sợ hãi, người ta tới giữa, nếu không có cách nào nói thân tình, vậy thì nói thực lực đi. Tư Thanh, Diệp Thần thấp giọng trấn lại Kỷ Tư Thanh xung động, thấy Khúc Trầm Vân sau đó, nàng giống như là biến thành một người khác như nhau, thành một chút liền thùng thuốc súng. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần một mắt, chỉ có thể rên lên một tiếng, không nói gì nữa, lui sang một bên. Khúc Trầm Vân trong ánh mắt có chút kinh ngạc, chỉ là liếc mắt nhẹ nhàng quét Diệp Thần, cái thằng nhóc này trên người có cái gì quỷ dị chỗ, có thể làm cho nữ võ thần đều như vậy nghe hắn nói. Tiền bối, chúng ta lần này tới, liền là muốn tìm được trong hình địa phương, xin ngài cho biết. Ta thế hệ nhất định sẽ có hậu báo, Diệp Thần nhảy tới trước một bước, giọng ôn hòa. Nói sau bao nhiêu lần, ta đều sẽ không mang các người đi, cút đi. Khúc Trầm Vân lạnh giọng nói, ta Khúc Trầm Vân, không chiêu đãi người ngoài, cút nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần không nghĩ tới Khúc Trầm Vân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc này ánh mắt lộ ra một chút lạnh như băng. Ta nói dùng thực lực nói chuyện, nàng căn bản cũng không phải là nói phải trái người. Kỷ Tư Thanh giọng phẫn uất đối với Diệp Thần nói, nàng người chị này, căn bản giống như ngoan thạch, hồ đồ ngu xuẩn. Khúc Trầm Vân ngón tay vê làm bùa chú hình dáng, trong con mắt thoáng qua một món tàn khốc, một tôn bàn tay lớn nhỏ chuông đồng đã xuất hiện ở trong tay của nàng. Đinh! Tay nàng chỉ thay đổi, một món hào hùng linh khí xuyên người ra, thẳng ụp lên vậy chuông đồng bên trên, phát ra một tiếng giòn giã. Vù vù! Ở nơi này chuông đồng phát ra thanh âm trong nháy mắt, Diệp Thần ba người chỉ cảm giác được mình huyết mạch trong cơ thể sôi trào lợi hại, huyết mạch có chút không bị khống chế giống vậy nhảy động lực. Khúc Trầm Vân tay trắng nâng lên, liên tiếp giòn vang từ vậy chuông đồng bên trên vang lên. Vô tận huyết mạch lực sôi trào cuồn cuộn, vô cùng mùi máu tanh xuyên người ra, đem nguyên bản sơn minh thủy tú thế giới dính vào một tầng huyết khí. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thân thể bên trong luân hồi huyết mạch lăn lộn, một chút luân hồi khí phá vỡ máu kia khí huy đè. Liền liền huyết thần và Kỷ Tư Thanh huyết mạch, ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch dưới áp chế, lại bị áp chế bình phục lại. Luân hồi huyết mạch, chấn áp hết thảy. Khúc Trầm Vân có chút kinh ngạc thấy tràng cảnh này, nghiêm nghị hô, đây là luân hồi huyết mạch, ngươi là luân hồi chi chủ. Khúc Trầm Vân ánh mắt lộ ra một chút âm ngoan thần sắc lạnh như băng, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt hận không được đem hắn lột ra rút xương. Kỷ Tư Thanh trong bụng trầm xuống, Khúc Trầm Vân đối với luân hồi chi chủ hận, vượt qua xa thế gian bất kỳ một người nào. Không liên quan Diệp Thần sự việc, ngươi có oán hận gì hướng ta? Ta còn lấy số lượng vạn năm trôi qua, người đã nhớ lâu. Không nghĩ tới còn cùng đời trước như nhau, không danh không phận đi theo luân hồi chi chủ sau lưng. Tang đức bại được. Khúc Trầm Vân trong tay chuông đồng ngay tức thì đổi được vô cùng là to lớn, màu đồng xanh phẩm chất tản ra sâu kín thượng cổ hơi thở, đây là một tôn không có gì sánh kịp quy luật thần khí. Trở nên lớn sau chuông đồng trên thân hình, tràn đầy huyền diệu kinh văn, mang cao nhất khí tức huyền ảo. Cứ như vậy lấp lánh rực rỡ trôi lơ lửng ở trên hư không. Tư Thanh,
Diệp Thần hời hợt nói một câu, thân hình đã đứng ở Kỳ Tư Thanh trước người, tiền bối nếu cùng ta có cửu oán, vậy nên liền chuyện bàn về chuyện, ta Diệp Thần liền đứng ở chỗ này, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Được. Khúc Trầm Vân lạnh nhạt nói, hai tròng mắt bên trong giống như là có thể phun ra lửa vậy, nếu ngươi muốn một mình gánh chịu, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần không sợ gật đầu một cái, quanh thân hào hùng pháp thì đã phân bố toàn thân. Khúc Trầm Vân, chúng ta lần này tới bất quá là muốn cho ngươi tìm giúp một nơi cấm địa. Kỷ Tư Thanh trường kiếm trong tay đã hiện lên, giọng căm hận nói. Ngươi cùng trước kia vẫn giống vậy, vĩnh viễn cũng sẽ đối với ta rút kiếm. Khúc Trầm Vân vừa nói, nhìn về phía Kỷ Tư Thanh ánh mắt chỗ sâu, trừ lửa giận ra, tựa hồ còn có vẻ khổ sở cùng không biết làm sao. Kỷ Tư Thanh nghe nàng nói như vậy, trường kiếm trong tay trong chốc lát cũng không biết là nên buông xuống, hay là nên giơ lên. Hừ, tốt, nếu các ngươi muốn mời ta hỗ trợ, luân hồi chi chủ, ngươi nếu như quỳ cầu ta, ta đáp ứng ngươi. Khúc Trầm Vân nhưng tâm niệm đưa ngang một cái, lộ ra một cái châm chọc mỉm cười. Khúc Trầm Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Kỷ Tư Thanh Nguyên vốn còn có chút quấn quýt vẻ mặt, ngay tức thì đổi được vô cùng là lạnh lùng, nàng sớm phải biết không nên đối với nàng còn ôm có từng tia hy vọng. Lời này đối với Diệp Thần tựa hồ không có gì kích động, đã từng những cái kia ngăn trở hắn đi tới người thật sự là quá nhiều. Chỉ là cuối cùng, những người đó không một ngoại lệ chết ở dưới chân của hắn. Ta không muốn. Mặc dù Diệp Thần rất hy vọng có thể mau sớm giúp huyết thần trả lời trí nhớ, nhưng là cái này không có thể trà đạp ở hắn tôn nghiêm bên trên. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía huyết thần, tiền bối, ta nhất định vì ngươi tìm được vậy cấm địa. Một mực đứng ở bên cạnh huyết thần đã sớm không kềm chế được lửa giận trong lòng. Huyết thần hai con mắt chừng được giống như chuông đồng vậy, như vậy rất không nói lý người phụ nữ, hắn bình xanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Người cái này mụ la sát, huyết thần mắng to một tiếng, trong tay trường kích hiện lên, thân thể đã lên tới giữa không trung bên trong. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Khúc Trầm Vân mặt mũi toát ra vẻ chế giễu mỉm cười. Huyết thần trong tay trường kích, phía trên vậy màu đỏ thắm bảo châu tản ra vô cùng ánh sáng. Vô cùng là nồng đậm máu tanh lực, ở thế giới này bên trong, tạo thành một đoàn tinh máu màu đỏ sương mù. Bá! Trường kích bị bọc ở đó đoàn đoàn huyết quang bên trong, lấy dễ như bỡn tư thế, hướng Khúc Trầm Vân đi. Khúc Trầm Vân hai tròng mắt dính vào cùng nhau thanh bích vẻ, trong tay một chuôi trường đao, vắt ngang ở trước ngực. Vậy mờ mịt lưu chuyển đi ra ngoài màu xanh lá cây mỏng quang, mang long lanh trong suốt binh khí sắc bén. Không có như vậy sặc sỡ chiêu thức, càng không có vậy sóng quyệt vân quỷ ánh sáng, lúc này ở Khúc Trầm Vân thao túng dưới, chỉ là hơi nhấc lên một chút. Liền đỡ huyết thần trường kích. Khó trách vội vã tìm về trí nhớ, bây giờ ngươi, thật sự là quá nhỏ bé. Khúc Trầm Vân hừ lạnh một tiếng, liễu nhiên nhìn về phía huyết thần, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể tha ngươi một mạng. Huyết thần trong mắt dâng lên vẻ dữ tợn, trong tay trường kích ngay tức thì hóa là hai đoạn, một chuôi ngắn kích, một chuôi đoạn kiếm. Huyết thần bảo. Huyết thần vô tận huyết mạch lực, hóa là một cái huyết mạch quang cầu. Quấn quanh ở nơi này hai chuôi thần binh bên trên. Khúc Trầm Vân bóng người điểm ở trong hư không, coi mà không gặp vậy hai chuôi thần binh huyết bạo khí, sách trường đao trực tiếp xông tới đây. Oanh oanh oanh, từng viên huyết mạch châu, ở tiếp xúc tới Khúc Trầm Vân trong nháy mắt, bắt đầu điên cuồng nổ tung. Cả thế giới bên trong, tụ lại ra vô tận ánh sáng màu xanh biếc, tia sáng kia vây quanh vây ở Khúc Trầm Vân trên thân hình. Tựa hồ là ở bảo vệ nàng vậy. Cuồng bạo giọt máu phá sập sinh ra đợt khí, để cho Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đều có chút kinh ngạc. Khúc Trầm Vân trong tay đao mang, ở nơi này vô số giọt máu bên trong qua lại mà qua. Ở màu bạc áo khoác bảo vệ dưới, nhanh nhẹn xuất trần, một chuôi trường đao phá vỡ hư không, đã phá vỡ huyết thần vậy hai chuôi thần binh bảo vệ. Lúc này, tay nàng ở giữa trường đao lại dĩ nhiên biến mất, một đôi tay trắng, lập tức phải bóp lại huyết thần cổ họng. Khúc Trầm Vân. Mắt xem Khúc Trầm Vân tay trắng lập tức phải bóp lại huyết thần cổ, Kỷ Tư Thanh từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc bội, thật cao ném hướng không trung. Khúc Trầm Vân nghe vậy xoay đầu lại, thấy ngọc bội ngay tức thì, lập tức ngưng đuổi giết huyết thần thế công, mà là chiết thân đem ngọc bội kia cầm nhập trong lòng bàn tay. Diệp Thần thân hình thay đổi, vội vàng tiếp ứng hạ huyết thần,
nhìn về phía Khúc Trầm Vân ánh mắt, tràn đầy vô biên tức giận. Kỷ Tư Thanh gặp Khúc Trầm Vân thu tay lại, vội vàng tiếp tục nói, đây là sư phó Ngọc Bội. Khúc Trầm Vân nguyên bản hơi thở cuồng bạo, khi nhìn đến Ngọc Bội này trong nháy mắt, lại đổi được ôn nhu vô cùng. Nàng ngày hôm nay vẫn có thể tùy ý sống trên cõi đời này, may mà nàng sư phụ. Có lẽ Kỷ Tư Thanh nói nàng lạnh lùng vô tình, nói nàng vì tư lợi, nhưng một khi dính dấp đến sư phụ, nàng cho tới bây giờ đều là ôn thuận nhất nghe lời đệ tử. Ngươi còn giữ khối ngọc bội này. Khúc Trầm Vân thanh âm tràn đầy nồng nặc nhớ nhung, sư phó vẻ mặt vui cười, nàng còn rành rành trong mắt. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, sư phụ vẫn là ta tôn kính nhất người, nếu như sư phụ lão nhân gia hắn còn sống, muốn đến cũng không nguyện ý thấy ta ngươi hai người như vậy đối chọi tương đối gay gắt. Khúc Trầm Vân nhìn về phía Kỷ Tư Thanh ánh mắt, nhiều ít lưu chuyển ra vẻ bất nhẫn, ngươi nếu là muốn cầm sư phụ đè ta, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Không phải, ta bất quá là muốn ngươi nể tình chúng ta huyết mạch tương liên, bạn cùng trường tu hành phân thượng, cố kỵ tình xưa, có thể đem chúng ta mang tới vậy cấm địa. Kỷ Tư Thanh sắc mặt nổi lên một chút ai oán, các nàng là tỉ muội à, cuối cùng lại đi tới tình cảnh này, trong con mắt chợt lóe lên lệ quang, tựa hồ ở hiện lên nàng đối với Khúc Trầm Vân sau cùng quyến luyến. Khúc Trầm Vân nhìn về phía nàng ánh mắt đổi được phức tạp, nàng đã từng là nàng nhất bảo vệ tiểu muội. Đã từng là nàng muốn nhất vượt qua sư muội, đã từng là nàng thống hận nhất muốn trừ đi đối nghịch, cũng đã từng là nàng nhất hâm mộ nữ võ thần, quá nhiều thân phận. Mỗi lần đối mặt Khúc Trầm Yên thời điểm, Khúc Trầm Vân thậm chí cũng không nhịn được muốn, nếu như không có nàng vậy thì tốt biết bao. Tại sao nàng luôn là muốn cho mình ngẩng mặt nàng? Tại sao mình quang vòng luôn là phải bị nàng che đậy? Tại sao nàng đã cường hãn như vậy vẫn còn muốn tự cam đọa lạc đi bảo vệ luân hồi chi chủ? Từ căn nguyên trên, các nàng hai người tín ngưỡng đổi không giống nhau. Tỷ, Kỷ Tư Thanh gặp nàng do dự, hai đời sau tâm tình, để cho nàng tựa hồ có thể hiểu Khúc Trầm Vân một ít ý tưởng và nàng con tim kết đế. Được, một tiếng này sâu sắc kêu gọi, để cho Khúc Trầm Vân cả người thân thể khẽ run lên, tựa hồ trong đó bao gồm rất nhiều lời nói như nhau. Ta có thể đáp ứng các ngươi, giúp các ngươi tìm được cấm địa, nhưng là ta có một cái điều kiện. Diệp Thần nhíu mày một cái, nếu như vẫn là trước cái đó, không bàn nữa. Khúc Trầm Vân lần này nhưng không chút nào phản ứng Diệp Thần, mà là nhìn về phía Kỷ Tư Thanh. Người ta tới giữa dựa theo năm đó ước định, chung có đánh một trận, ta điều kiện chính là, chỉ cần ngươi chiến thắng ta, ta thì sẽ đáp ứng các ngươi mang các ngươi suy nghĩ đi địa phương. Ngươi lấn hiếp người quá đáng, uy năng như vậy, nữ võ thần mới vừa khôi phục không bao lâu, không thể nào chiến thắng ngươi. Huyết Thần hùng hùng hổ hổ lắc lắc thân thể đứng lên, huyết mạch hắn lực đậm đà, khôi phục dĩ nhiên là so người bình thường nhanh hơn hơn. Được, ta đáp ứng ngươi. Kỷ Tư Thanh nhưng không có chút nào do dự, đối với các nàng mà nói, trận chiến này, là chuyện sớm hay muộn. Không được. Diệp Thần quả quyết cự tuyệt, hắn tình nguyện là mình cùng Khúc Trầm Vân đánh một trận, cũng không muốn để cho Kỷ Tư Thanh bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Diệp Thần, đây là ta tự nguyện. Cũng là ta năm đó nhân quả. Coi như các ngươi không tìm được ta, có một ngày, ta cũng sẽ làm như vậy. Kỷ Tư Thanh sắc mặt như thường, không chút nào bất kỳ sợ hãi. Khúc Trầm Vân, người biết rõ Tư Thanh lúc này thực lực cảnh giới xa không bằng ngươi, coi như ngươi cùng nàng một chiến thắng, cũng là thắng không anh hùng. Buồn cười, ta Khúc Trầm Vân sẽ là loại người này, ta nhất định sẽ áp chế đến cùng nàng giống nhau cảnh giới. Sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Sau đó, Khúc Trầm Vân lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất không nên nói nữa nói nhảm, nếu không ta tùy thời sẽ thu hồi cái này điều kiện. Huyết Thần thấy vậy, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Thanh, khuyên lơn. Nữ võ thần, ta mới vừa cùng nàng đấu qua, nàng thực lực sâu không lường được, thủ đoạn lại là nhiều vô số kể, cho dù nàng cưỡng ép đè thấp cảnh giới, ngươi cũng sẽ không là nàng đối thủ à. Đúng, Tư Thanh, nàng cùng ngươi sư xuất đồng môn. Nhưng là ở ngươi luân hồi chuyển thế đoạn thời gian này, nàng nhưng vẫn không có dừng lại tu luyện, lúc này thực lực lại là đạt tới đỉnh cao, ngươi hôm nay cùng nàng chống cự, không khác nào lấy trứng chọi đá. Đúng vậy, nữ võ thần, ngươi như vậy giúp ta đã 10 phần cảm kích, lại để cho ngươi dâng mạng, ta Huyết Thần trí nhớ không muốn cũng được. Huyết Thần lớn tiếng nói, các nàng chuyến đi này nguyên bổn chính là vì mình. Mình cùng vậy Khúc Trầm Vân đánh một trận cũng được đi.
nhưng là che giấu ở sau lưng đàn bà, để cho nữ võ thần thay mình ra mặt, hắn thật không làm được như vậy sự việc. Nói cho cùng bất quá chỉ là tìm về trí nhớ, chân thực không được, chẳng qua không tìm, hắn bây giờ cùng Diệp Thần, vậy rất tốt. Tư Thanh, ngươi không cần lo lắng huyết thần tiền bối, ta còn có biện pháp khác giúp hắn tìm được vậy cấm địa, ngươi không cần thiệp hiểm giúp chúng ta, Diệp Thần cũng nói. Thời khắc này Khúc Trầm Vân sắc mặt lương bạc, nghe huyết thần và Diệp Thần mà nói, trong lòng rất không thích. Ngươi vẫn luôn là như vậy, luôn có những cái kia không biết trời cao đất rộng người đối với ngươi hư tình giả ý, nếu như bọn họ thật không muốn để cho ngươi thiệp hiểm, làm sao sẽ để cho ngươi dẫn đường. Ngươi không cần gây xích mích ly gián, là ta tự nguyện tới, cho dù ta đã sớm biết, ta tới có thể sẽ để cho ngươi tức giận hơn, không muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là, ta cho tới bây giờ không phải một cái trốn tránh người. Kỳ Tư Thanh cũng không để ý gì tới sẽ Khúc Trầm Vân gây xích mích, mười phần bình tĩnh nói. Diệp Thần phiết liễu phiết, mắt lộ ra lãnh đạm nhìn một cái Khúc Trầm Vân, Tư Thanh, không muốn thiệp hiểm, ta mang ngươi rời đi. Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp Thần và huyết thần vậy lo lắng hình dáng, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, các ngươi không cần lo lắng ta, cũng không phải là ta tự do phóng khoáng ngông là, ta cùng tỷ tỷ, qua nhiều năm như vậy tư tưởng, cũng không chỉ là bởi vì lúc ấy lựa chọn trận doanh không cùng. Kỳ Tư Thanh ánh mắt xu dài, giống như năm đó tình cảnh còn rành rành trong mắt. Chúng ta mặc dù sư thừa thống nhất môn hạ, nhưng cuối cùng lựa chọn đạo nguyên nhưng một trời một vực, thậm chí có thể nói. Hai người chúng ta tín ngưỡng hoàn toàn trái ngược, lúc này mới bộc phát phía sau rất nhiều vấn đề sinh ra. Diệp Thần không nói gì, chỉ là yên lặng nghe Kỳ Tư Thanh nói chuyện. Tín ngưỡng mặc dù mỗi cái người đều không cùng, nhưng là chúng ta nhưng vẫn muốn cho lẫn nhau đồng ý đạo của mình tín ngưỡng, cho nên một mực sống ở đau khổ bên trong, lần này, sẽ để cho ta và tỷ tỷ đánh một trận, ta nhất định phải dùng mình hành động, nói cho nàng, ta không có sai. Kỳ Tư Thanh dứt lời. Khí tức cả người lẫm liệt uy nghiêm, thượng cổ nữ phong thái của chiến thần đã hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hô! Từng tiếng cuồn cuộn ngâm sướng, từ Kỳ Tư Thanh trong miệng phát ra, từng luồng kim quang, ở nàng sau lưng diễn hóa thành một đôi thần minh dực. Nàng cả người giống như trong thần thoại tiên nữ, uy lâm phàm trần. Đây là năm đó, nàng chưa từng thử nghiệm chuyện. Cái này nhất thế, nhất định phải trực diện. Năm đó Khúc Trầm Yên sẽ không trốn tránh. Đời này Kỳ Tư Thanh cũng sẽ không trốn tránh. Đây là nàng tín ngưỡng cuộc chiến. Kỳ Tư Thanh thúc giục Thái Thượng Thiên Dực cháy nói, hóa thân trong truyền thuyết thần nữ, thân thể động một cái, thân pháp tốc độ vượt qua đến trình độ cao nhất, ngay tức thì từ trên 9 tầng trời bạo cướp xuống, nóng rực chói lọi chiếu sáng vực sâu, như mãi mãi vĩnh tồn chư thần. Kỳ Tư Thanh ánh mắt sắc bén, nàng hóa thân như vậy, lại có nữ võ thần sức mạnh to lớn thêm thân, cửa này tại tín ngưỡng đánh một trận. Nàng nhất định phải thắng. Trong tay, vậy sử dụng Chu Tước Phi Kiếm, Thái Thượng Thiên Dực cháy đạo bùng nổ đến mức tận cùng, ánh sáng vô cùng hừng hực, vô cùng sáng chói, như có từng cái chu tước, đang không ngừng bay xoáy múa, tốt vô cùng xem. Khúc Trầm Vân giờ phút này thần sắc hơi ngưng tụ, cả người bóng người đã nội liễm mà lao nhanh. Một tôn vô cùng là to lớn thanh loan đồ sộ ảnh đang hiện lên ở Khúc Trầm Vân sau lưng, vậy thần quang lấp lánh thần mao sáng bóng. Đang cho thấy vô cùng thái thượng uy áp. Năm phượng một trong thanh loan, Diệp Thần nhíu mày một cái, Kỳ Tư Thanh tu hành quá mức nông cạn, Chu Tước đối mặt cái này thanh loan, thật sự là có chút mất sức. Ngươi cũng không cần lo lắng, huyết thần khuyên lơn, nàng tóm lại là thượng cổ nữ võ thần, huống chi Khúc Trầm Vân áp chế thực lực, thế cục chắc đúng nữ võ thần có lợi. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt vẫn là đầy áp lo lắng nhìn về phía hai nữ cuộc chiến. Hống. Một thanh âm vang lên triệt hư không thanh loan minh tiếng, ở nơi này cả thế giới bên trong lộ vẻ được vô cùng là trống trải to lớn. Chu Tước Phi Kiếm nhóm mang tới tầng thứ nhất kiếm mang, lúc này ở cái này thanh loan tiếng gào thét bên trong, đưa tới đợt khí, đem từng cái một đánh nát. Kỳ Tư Thanh sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới có Thái Thượng Thiên Dực cháy đạo nơi ra chỉ hồng mông cổ pháp, lúc này đối mặt Khúc Trầm Vân lại cũng không có sức đánh một trận. Thanh loan cuồng đao. Khúc Trầm Vân dứt lời, một chuôi vô cùng là vừa dày vừa nặng trường đao đã ngang qua hư không, từ đàng xa chạy tới. Ngay tức thì, vô số thanh loan chim khổng lồ từ ở giữa thiên địa mãnh liệt tới. Chúng mỗi một mình trên cũng tản ra vô tận xanh biếc sáng bóng, ở Khúc Trầm Vân một khối bên trong thế giới, bất kỳ đồ, nàng đều có thể làm chủ kéo vào mình thế giới.
Cái này đếm lấy tính chục nghìn thanh loan, cũng là nàng những năm gần đây, một điểm một giọt thu thập được trong đó. Đao mang cùng chu tước kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ. Vô số thanh loan chim khổng lồ bay lượn ở kỳ tư thanh thân thể chung quanh, nguyên bản nàng cái hiện ra chu tước hai cánh có thể rất tăng lên nàng tốc độ di động. Lúc này lại đều bị thanh loan chim khổng lồ hạn chế ở, vậy cơ hồ bị vây quanh kín kẽ bên dọc theo, không tìm được bất kỳ có thể đột phá địa phương. Thượng cổ thanh loan chém. Khúc Trầm Vân hét lớn một tiếng, chém một cái, chém thần hồn. Cường đại kia đao mang, xuyên qua toàn bộ hư không, trực tiếp bổ về phía kỳ tư thanh. Kỳ tư thanh quanh thân tản ra ánh sáng màu vàng, môi đỏ răng trắng, nữ thần hạ xuống vậy, lấy vô cùng là cường hãn thân thể chỉ như vậy chờ ở liền tại chỗ. Đây là Khúc Trầm Vân cơ hội, đồng dạng là kỳ tư thanh cơ hội. Kỳ tư thanh trong miệng cao nhất huyền diệu chú pháp đang từ từ đọc lên, cả người thần sắc đổi được dị thường quỷ dị. Từ dưới chân dâng lên một khối tiên sương mù, thì phải đem nàng bóng người toàn bộ đắp lại. Hai chém, chém thân xác. Khúc Trầm Vân tự nhiên sẽ không đến khi nàng hoàn toàn chuẩn bị xong, buông tha cái này hiếm có ưu thế, lúc này đã lần nữa xúc lực, thanh loan chém chém nhát thứ hai, đã lần nữa sử dụng. Kỳ tư thanh trận pháp còn không có hoàn toàn bố trí xong đúng, lúc này cảm nhận được cái này vô cùng ngang ngược lực lượng, ngực tê dại, mơ hồ có nghẹt thở cảm giác giác. Ba chém, chém nhân quả. Cái này một đao còn không có rơi xuống tới, ngay sau đó thứ ba đao cũng đã bị Khúc Trầm Vân đồng loạt thanh toán đi ra ngoài. Vô tận nhân quả dấu vết, vô tận sự thật luân hồi, một cọc cọc, một kiện kiện, đi đôi với thanh bích sắc ánh đao. Chỉ như vậy chưa từng có từ trước đến nay chém vào kỳ tư thanh trong lòng bên trên. Phốc, một ngụm máu tươi từ kỳ tư thanh trong miệng phún ra ngoài. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đây chính là ngươi kiên trì đạo nguyên, kiên trì tín ngưỡng. Khúc Trầm Vân vạn phần khinh thường nói, ta thật là vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Kỳ tư thanh cũng không có dự định buông tha, gần từng chữ ta còn không có bại. Tay nàng bên trong cường hãn thái thượng thiên dực cháy đạo lưu chuyển, sau lưng chu tước huyền dực, lúc này lại cưỡng ép đem vậy vùng lân cận thanh loan chim khổng lồ đánh bay, kéo theo nàng cả người bay về phía cao hơn hư không. Chạy! Khúc Trầm Vân sắc mặt lạnh lẽo, không đánh lại chỉ muốn chạy. Mình đao còn không đồng ý đâu. Phân bố cái này thái thượng dực cháy minh đạo thế giới bên trong, Khúc Trầm Vân chính là nắm giữ. Không có ai, có thể ở mắt ta ra phía dưới chạy trốn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Kỳ tư thanh trong tay một chuôi chu tước phi kiếm của mùa bí mật không ra gió, vậy vô thượng thái thượng thiên dực cháy nói, lúc này giống như là nàng sanh ra đã có hy vọng, chút nào không sẽ để ý người khác hành vi. Khúc Trầm Vân thấy vậy, không có hai lời, đi lên đã đem trường đao để liền đi lên. Hai nữ người tới ta đi, toàn bộ trong hư không tràn đầy kiếm ý, đao ý, thậm chí còn bể thanh âm. Kỳ tư thanh nguyên bản trắng như tuyết áo choàng trên, đã là tràn đầy máu tanh. Ngươi nghe ta một câu, nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngươi còn sống mới trọng yếu nhất. Huyết thần lộ ra thần sắc bất nhẫn, như vậy như hoa vậy cô nương, không nên chỉ như vậy chết. Diệp thần trong lòng biết kỳ tư thanh là cái vô cùng là người cố chấp, lúc này nguy cục bên trên, hắn nên như thế nào trợ giúp kỳ tư thanh thoát khốn đâu. Không đánh lại sao? Kỳ tư thanh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng thần thái, nàng không nghĩ tới, mình và Khúc Trầm Vân tới giữa lại có lớn như vậy chênh lệch. Nếu như Khúc Trầm Vân không áp chế thực lực, mình có phải hay không liền một hơi thở cũng không chống nổi. Tu võ cần thời gian. Nàng cái này nhất thế tu võ thời gian cuối cùng là quá ngắn. Không, ta không tin. Kỳ tư thanh có chút thương hại nhìn mình lòng bàn tay, trong lòng đại động, nếu như nàng đạo nguyên hám không nhúc nhích được Khúc Trầm Vân. Vậy thì sử dụng tôn chủ công pháp. Lúc này kỳ tư thanh, thật ra thì càng giống như là 10.000 năm trước Khúc Trầm Yên, gọi luân hồi chi chủ vi tôn chủ, thượng cổ nữ võ thần thần minh lực biểu dương ra, lộ ra nữ hoàng vậy uy nghiêm. Luân hồi tinh hồn diệt. Đây là năm đó luân hồi chi chủ giao cho nàng duy nhất thần thông. Lau một cái luân hồi nguyên khí từ kỳ tư thanh trên thân hình quanh quẩn ra, lũ lũ huyết mạch hơi thở, áp chế hết thảy huyết mạch lực. Vô số tinh thần bay lên ở thế giới này bên trong, ở nơi này vô tận hắc ám bên trong, tựa như cùng tinh thần như nhau, phù không ở giữa không trung bên trong. Đến như vậy bước, ngươi lại vẫn suy nghĩ hắn. Khúc Trầm Vân sắc mặt lạnh lẽo, mắt thấy kỳ tư thanh đã thua,
thậm chí chủ động buông tha Thái Thượng Thiên Dực Trái nói. Kỷ Tư Thanh chưa từng có hơn giải thích, chỉ là trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ cho ta trong nháy mắt, ta liền nhất định có thể thắng được nàng. Vô số tinh thần cùng trong chốc lát, toàn bộ bao trùm ở Khúc Trầm Vân trên thân hình. Bảo, một viên tiếp theo một viên tinh thần đang trong hư không nổ tung, nhưng là cùng trước kia huyết thần bạo hoàn toàn không cùng. Lớn mạnh như vậy ánh sáng, chỉ bằng vào vậy sâu kín lục mang, hiển nhiên không cách nào ngăn cản. Đây là... Giờ khắc này, Khúc Trầm Vân trên mặt viết đầy nặng nề và bất ngờ. Đáng chết! Không do dự nữa, Khúc Trầm Vân sau lưng Thanh Loan hư ảnh, cố gắng phiến động, muốn rời khỏi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng là chậm. Kỷ Tư Thanh một kích này, lại trực tiếp đem Khúc Trầm Vân từ giữa không trung bên trong, đánh rơi xuống. Thắng! Kỷ Tư Thanh thậm chí không dám tin tưởng trước mắt mình một màn, nàng làm được. Diệp thần và huyết thần tâm tình lúc này một hồi vui mừng, thượng cổ nữ võ thần, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Khúc Trầm Vân sắc mặt đổi được âm trầm khủng bố, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn mình lòng bàn tay. Ở nơi này phân ra thắng bại trong nháy mắt. Huyết thần trường kích quanh thân đã lần nữa dây dưa tới màu máu ánh sáng, Diệp thần trong tay sát kiếm vậy tản ra yếu ớt hắc mang. Kỷ Tư Thanh nhưng chỉ là hướng Diệp thần và huyết thần khẽ lắc đầu một cái. Mặc dù Khúc Trầm Vân vẫn luôn là lãnh khốc vô tình, nhưng là nàng là cái vô cùng là thủ tín người. Một khi đáp ứng sự việc, là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hôm nay Khúc Trầm Vân thua, có lẽ nàng hội ý bên ngoài, sẽ kinh ngạc, sẽ không cam lòng, nhưng là nàng nhất định sẽ không đổi ý, bởi vì nàng là Khúc Trầm Vân. Không nghĩ tới ngươi lại thắng. Khúc Trầm Vân trong thanh âm ít nhiều có vẻ cô đơn. Người ta tới giữa. Thật ra thì cũng không có công pháp thục cao thục thấp, chẳng qua là tìm đắc đạo không cùng. Ta cùng luân hồi chi chủ kiếp trước, từng bởi vì vạn vật mà thương hại, đây là tín ngưỡng của ngươi bên trong không có. Lần này, ta lấy luân hồi chi chủ thần thông đánh bại ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể mở mắt ra, nhìn ta một chút tín ngưỡng. Kỷ Tư Thanh từng chữ từng câu nói, thiên địa lập tim, không thoải mái một người, vạn thế thái bình, cần cường đạo xả thân. Khúc Trầm Vân trầm mặc. Tạm thời tới giữa cả thế giới bên trong, một phiến yên lặng. Huyết thần nghe được mấy câu nói kia, vậy rất được kích động, nhìn về Kỷ Tư Thanh ánh mắt tràn đầy khen ngợi, không hổ là thượng cổ nữ võ thần, không chỉ là thực lực cường hãn, nói chuyện đều là lời vàng ngọc, phát người sâu tình. Diệp thần gật đầu một cái, đây là chúng ta cuộc đời này kiên định tín ngưỡng, có lẽ rất khó, nhưng ta chờ tuyệt không buông tha. Thân là người trong cuộc. Không có ai so Diệp thần càng rõ ràng những lời này hàm nghĩa. Có lẽ hôm nay còn hèn mọn như cỏ rác, thực lực không thể sánh vai những siêu cấp cường giả kia, nhưng chung có một ngày, hắn đem đạp phá vân tiêu, trực đảo thái thượng, nhìn bằng nửa con mắt vạn thế. Cầm hình ảnh cho ta xem một tí. Khúc Trầm Vân lạnh nhạt nói, không nói thêm về tín ngưỡng chỉ nói ngắn gọn, có lẽ Kỷ Tư Thanh nói xúc động nàng, nhưng lúc này nàng cũng không có quyền ước định nội dung. Huyết thần trong tay huyết ngọc xuất hiện lần nữa, vậy to lớn màn sáng xuất hiện lần nữa. Là chuôi này châu sai. Khúc Trầm Vân tựa hồ chính là lơ đãng liếc một cái, trong bàn tay liền cái phát hiện một vật, cùng trước kia Kỷ Tư Thanh bái phục mang qua vô cùng làm tướng tựa như. Huyết thần ánh mắt sáng quắc nhìn vậy châu sai, liền vội vàng gật đầu. Mặc dù hình ảnh bên trong không rõ lắm rõ ràng, nhưng lúc này vật thật đang ở trước mắt, giống vậy điểm sáng lóe lên. Cùng tông trùng điệp khí vật, bất ngờ chính là cùng vật kiện. Ta biết ở nơi nào, Khúc Trầm Vân nói, vậy 10 phần quỷ dị, các ngươi nhất định phải đi không? Ừ, Kỷ Tư Thanh cướp trả lời trước, rất sợ trả lời chậm, Diệp thần cũng không để cho nàng tham dự như nhau. Là địa phương nào? Diệp thần thật sự là quá mức rõ ràng Kỷ Tư Thanh, lúc này coi như là Diệp thần không để cho nàng thiệp hiểm, chỉ sợ nàng vậy sẽ len lén đuổi theo. Còn không bằng sẽ để cho nàng một mực đồng hành, dầu gì vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nơi này là thần võ cấm địa, Khúc Trầm Vân lạnh nhạt nói. Thần võ cấm địa, huyết thần tiền bối, ngài có ấn tượng sao? Huyết thần lắc đầu, hắn đối với mảnh đất này phương mạch xanh rất, thật sự là không nghĩ ra được. Nếu nơi đó quỷ dị như vậy, người vì sao như vậy quen thuộc? Kỷ Tư Thanh trong lời nói, toát ra một chút ân cần, như thế địa phương quỷ dị. Vì sao Khúc Trầm Vân nhưng thật giống như là hết sức quen thuộc. Ta từng đi qua hai lần, lần đầu tiên đi lúc đó, thực lực trên cạn, không rõ lắm thất lạc châu sai,
nhưng cái này là sư phụ đưa cho ta, cho nên ta lại đi lần thứ hai, mới đưa nó lấy lại. Khúc Trầm Vân đơn giản giải thích, cho dù là vắng ngắt một câu nói, lại để cho Kỳ Tư Thanh biết, lần đầu tiên nên là như thế nào nguy cơ tình huống, mới để cho Khúc Trầm Vân buông tha sư phụ tặng lễ vật cưỡng ép rời đi. Bất quá nơi này, ta cũng có số vạn năm không có đặt chân qua, lần này mang các ngươi đi, sẽ gặp nguy hiểm gì, ta cũng không biết. Khúc Trầm Vân lạnh giọng nói, trong lời nói mang cảnh tình. Hơn nữa, nơi đây là cấm địa, ta mang các ngươi đi đã là vi phạm lệnh cấm, quyết không thể để cho những người khác biết được. Diệp Thần ba người gật đầu, cái này vốn là vì huyết thần, như vậy nguy hiểm cấm địa, bọn họ cũng không nguyện ý để cho nhiều người hơn làm mạo hiểm. Khúc Trầm Vân nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, vẫn là không mang theo bất kỳ nhiệt độ, người nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, sau một nén nhang, chúng ta lên đường. Nói xong, Khúc Trầm Vân chính là xoay người. Cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Kỳ Tư Thanh nhìn Khúc Trầm Vân xoay người rời đi hình bóng. Nàng có thể cảm giác đến, thái độ của tỷ tỷ đã thay đổi, có lẽ hiện tại nàng chưa chắc đồng ý mình tín ngưỡng, chống đỡ mình quyết định. Nhưng là nàng có thể cảm giác được hai người các nàng quan hệ đang không ngừng hòa hoãn. Nàng đây là đang quan tâm ngươi. Huyết thần ngây ngẩn hỏi, cái này mấy vạn năm thời gian đi qua, hiện tại thiên nhân vực người phụ nữ làm sao mỗi một người đều là miệng không đúng tim. Kỳ Tư Thanh khóe miệng nhếch một cái mỉm cười rực rỡ, ừ, có lẽ đi. Diệp Thần nhìn Kỳ Tư Thanh lúc này diễn cảm, hai người tư tưởng, tựa hồ ở sau trận chiến này, thật bắt đầu hòa tan. Sau một nén nhang, Khúc Trầm Vân tựa hồ là lơ đãng nhìn một cái Kỳ Tư Thanh, mới chậm rãi nói, nếu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ba người đứng dậy, chuẩn bị rời đi Khúc Trầm Vân phương thế giới này. Khúc Trầm Vân dẫn đầu đi ra thế giới, bên ngoài cây rừng như cũ như lúc tới như nhau, thanh tú đẹp lệ. Đột nhiên, đi tuốt ở đằng trước Khúc Trầm Vân sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Thần ba người ánh mắt đổi được vô cùng là âm lạnh. Các ngươi mang theo những người khác tới đây. Kỳ Tư Thanh lắc đầu một cái, chúng ta chuyến này chỉ có ba người. Chúng ta quả thật chỉ có ba người. Diệp Thần cũng nói, hắn cũng không biết Khúc Trầm Vân tại sao vừa hỏi như thế. Khúc Trầm Vân hoài nghi nhìn về phía Diệp Thần, nhiều năm như vậy thâm căn cố đế thành kiến để cho nàng chân thực không muốn tin tưởng luân hồi chi chủ. Ngươi sợ là lo lắng không địch lại ta, cho nên còn kêu liền cái khác người giúp, giấu đầu lòi đuôi hành vi. Thật là kêu người khinh thường. Ngươi làm sao nghe không hiểu nói à, chúng ta tổng cộng liền ba người, lúc nào kêu trợ thủ. Huyết thần bất đắc dĩ nói. Khúc Trầm Vân sắc mặt tức giận, nàng bình xanh ghét nhất chính là cái này cùng dám làm không dám nhận người. Xác thực như vậy không phải bọn ta người giúp, Diệp Thần chỉ có thể lần nữa giải thích, nhìn về phía hư không ánh mắt tràn đầy lo âu. Trên bầu trời, một cái to lớn xương trắng tòa cung điện xuất hiện. Cái này tòa cung điện thông trời, có từng cây một xương trắng chế, mênh mông vô biên, trực tiếp phong tỏa cái này một phương thiên địa. Xương trắng tòa cung điện 10 phần to lớn, mỗi một cây xương trắng bên trên cũng quấn vòng quanh từng cái đại lộ pháp nguyên, đủ các loại thần thông quy luật lực tách thả ra, 10 phần linh khí nồng nặc lưu chuyển, mỗi một cây xương trắng thật giống như cũng có thể chống lên một mảnh trời như nhau, giơ lên trời vô địch. Cốt ma quật. Khúc Trầm Vân ánh mắt đổi được lạnh như băng. Quay đầu nhìn về phía huyết thần, người bạn cũ, còn nhớ không? Huyết thần sửng sốt một chút, cảm tình đây cũng là một cái là mình tới kẻ địch à. Diệp Thần lúc này vậy có chút thấp thỏm, cái này huyết thần đời trước tạo nghiệt gì, muốn người giết hắn, từng đợt không có dừng lại à. Huyết thần bất đắc dĩ, tiến lên một bước, trong tay trường kích lần nữa hiện lên. Đây là hắn gây ra phiền toái, hắn tự nhiên phải giải quyết. Diệp Thần trong tay sát kiếm bên trên, đã hiện lên hủy diệt đạo ấn, vậy ti ti lũ lũ sát khí, đang yếu ớt tản ra. Ha ha ha, không nghĩ tới đây lại là ngươi chỗ ở. Một đạo thanh âm vang dội ở trên ngai vàng vang lên. Hừ, cốt ma quật chủ lại bỏ được đem ngươi thả ra. Khúc Trầm Vân lạnh lùng nhìn vậy tòa cung điện trên người, ánh mắt xâm lạnh. Đây là ta cốt ma quật cùng huyết thần rác rưởi sự việc, ngươi nếu không phải nhúng tay. Ta tất sẽ không hướng quật chủ lời nói. Khúc Trầm Vân lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía vậy cốt ma quật đệ tử sắc mặt đổi được 10 phần lạnh như băng, thế gian có thể uy hiếp ta, không có mấy cái. Hắn là ai? Diệp Thần hỏi hướng Kỳ Tư Thanh, cái này xương trắng trên ngai vàng người,
như vậy dữ tợn đáng sợ. Hắn là cốt ma quật chủ tọa hạ nhị tôn giả một trong, huyết cốt ma tôn. Kỷ Tư Thanh nhíu mày một cái, không nghĩ tới ở thiên nhân vực người người được mà giết thế lực, lại cũng là huyết thần kẻ địch. Nghe nói, cốt ma quật chủ đã hơn 10.000 năm không để ý tới quật chuyện bên trong vật, đều là vậy hai vị tôn giả thay thế xử lý, nhất là máu này cốt ma tôn, trong này danh tiếng của hắn cơ hồ đã vượt qua xa hắn sư phụ, bất quá cái này cũng chỉ là khác biệt ở làm ác bên trên. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, người tới không tốt, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Trong truyền thuyết, cốt ma quật chủ thực lực đạt tới đỉnh cao, có thể cùng thái cổ chiến thần sánh vai. Bất quá đệ tử của hắn nhưng hơn làm việc quỷ dị tàn bạo, thực lực cảnh giới cũng không có như này cường hãn. Quản hắn máu gì ma cốt ma, ta đây muốn xem, muốn đến lấy ta huyết thần đầu người thực lực có mạnh mẽ dường nào. Khúc Trầm Vân lúc này lại hơi mang một tí tay, nguyên bản nàng không hề dự định tham dự huyết thần cùng cốt ma quật chuyện. Cái loại này phí sức chuyện không được cảm ơn, nàng tới là rất không thích. Chỉ bất quá. Cái này huyết ma tôn giả lại cầm cốt ma quật chủ cái đó lão bất tử tới đè nàng, liền không nên trách nàng không khách khí. Cái này được rác rưởi, giao cho ta. Khúc Trầm Vân lạnh lùng nói, huyết ma tôn giả thân phận gì, liền dám ở nàng cửa uy hiếp nàng. Coi là thật không muốn sống nữa. Khúc Trầm Vân quanh thân lượn lờ dậy một tầng tiên sương mù, cả người giống như là thấm nhuần ở một phiến cực quang dưới. Vô số ánh sáng màu xanh lá cây hội tụ ở Khúc Trầm Vân trên lưng. Tạo thành một bó vô cùng là hoa mỹ hư ảnh. Nàng ấn đường tạo thành một cái vòng tròn vòng xanh vết, giống như là một tôn tú quan, chậm rãi nổi lên, rơi vào mái tóc của nàng bên trên. Thượng cổ thanh loan chém. Khúc Trầm Vân trong tay xuất hiện một chuôi vô cùng là ác liệt trường đao. Trường đao bên trên là vô tận thái thượng rực cháy minh đạo đạo diễn phương pháp cùng với quy luật, vô số lục quang đao mang tản ra vô thượng thần uy. Vậy từng đạo vô thượng ánh đao. Trong nháy mắt, liền hết sức chém hướng vậy hư không xương trắng tỏa cung điện. Huyết ma tôn giả lúc này ánh mắt đổi được hàn lạnh, hắn không nghĩ tới Khúc Trầm Vân lại một chút mặt mũi cũng không cho, đi lên trực tiếp động thủ. Lúc này coi như là vì cốt ma quật mặt mũi, hắn vậy tuyệt đối không thể lùi bước. Huyết cốt chiến thương, màu máu ánh sáng, lượn lờ ở đó trên mũi thương, tựa như cùng mảnh thiên địa này, hợp làm một thể, vô số quy luật, ở nơi này một thương bên trong. Điên cuồng bể tan tành. Đao thương hòa vào nhau. Sát sau đó, vậy thương mang ở ánh đao đánh vào dưới, lại là điên cuồng run rẩy, ầm một tiếng, toàn bộ hư không, tựa hồ chấn động một tí, rồi sau đó, huyết ma tôn giả hai tròng mắt, chợt một tấm, cánh tay cầm súng, cũng là kịch liệt rung động, một khắc sau, thương mang, bể. Không chỉ là cái này thương mang vỡ vụn, liền huyết ma tôn giả trong tay súng trường cũng là rời tay bay ra. Nặng nề đâm vào xa xa một nơi đỉnh núi, một hồi nổ vang, ngọn núi kia ngay tức thì nghiền. Huyết ma tôn giả trong lòng giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Khúc Trầm Vân, cái này có thể so với sư phó đại năng đao mang, để cho hắn tâm loạn như ma, thậm chí có trong nháy mắt, hắn cảm thấy sống chết uy hiếp. Huyết cốt nuốt trời đoàn. Huyết ma tôn giả hai tay tới giữa vô số huyết cốt xuất hiện, một khối lại một khối dày đặc huyết cốt, lưu chuyển vô thượng uy áp. Vậy vô cùng cậy mạnh thêm vô cùng là máu tanh huyết cốt tạo thành một cái to lớn chớp sáng. Bên trong vô tận ngăm đen máu tanh mùi vị, sâu không thấy đáy chớp sáng bên trong, tựa hồ là câu liền liền một khối vô cùng là rộng lớn nghĩa địa, có vô số huyết cốt liên tục không ngừng xuất hiện. Khúc Trầm Vân không chút nào đem máu kia cốt quang đoàn coi ra gì, sau lưng thanh loan hư ảnh, lóe lên vô cùng là mênh mông sáng bóng. Nàng vỗ cánh một cái động. Bóng người giống như ngàn gấp vạn lần tốc nhảy một cái động ra. Trong tay màu thanh lục trường đao, vô số thái thượng rực cháy minh đạo quy luật lực, bao phủ trong đó. Màu bạc trường bào, cho thấy vô cùng tư thế oai hùng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một đao đao lưu chuyển mà điên cuồng thế công, không có chút nào kẽ hở, càng không có lưu tình chút nào. Huyết cốt ở nơi này cuồng đao công kích dưới, rối rít hóa là phấn vụn. Ngay tức thì tiêu tán ở cái này cái ở giữa thiên địa. Đao mang kia, thoáng qua chém vào huyết ma tôn giả trên thân hình. Làm sao có thể? Huyết ma tôn giả phun ra một ngụm máu tươi, cả người, đổ bay ra, hung hăng nện xuống đất. Trong sân, một hồi tĩnh mịch. Đây mới là nàng chân chính thực lực. Kỷ Tư Thanh nhìn đứng ở trong hư không, vậy tư thế oai hùng hiên ngang Khúc Trầm Vân.
vậy vô cùng ngang ngược hơi thở, như vậy rõ nét mà ánh sáng sáng chói, thái thượng dược cháy minh đạo pháp đang lưu chuyển ở nàng quanh thân. Huyết ma tôn giả thần sắc lạnh như băng, nhìn về phía Khúc Trầm Vân ánh mắt tràn đầy oán hận, hai tay hung hăng chụp vào hư không. Lại là lựa chọn chạy. Huyết thần nhìn huyết cốt ma tôn chạy thục mạng hình bóng, người này thật sự là một chút cốt khí cũng không có. Mới vừa ngươi và nàng đánh một trận, nàng quả thật hạ thủ lưu tình. Diệp thần ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Kỳ Thư Thanh, tiếp tục nói, nàng thực lực, rất cường hãn, nhưng là vô luận đối với ngươi, hay là đối với huyết ma, thật ra thì cũng nương tay. Ta thật ra thì vẫn luôn biết, nàng không phải một cái giết hại người, Kỳ Thư Thanh mặt lộ một chút ôn hòa mỉm cười. Cùng lúc đó, ẩn núp ở trong bóng tối nho tổ đệ tử Cuồng Sinh hơi biến sắc mặt, huyết cốt ma tôn là cốt ma quật chủ đệ tử đắc ý, lớn mạnh như vậy uy năng, ở Khúc Trầm Vân dưới quyền, lại như vậy chật vật. Khúc Trầm Vân nếu không phải xem ở cốt ma quật chủ phân thượng, muốn đến căn bản không sẽ hạ thủ lưu tình, để cho máu kia cốt ma tôn có chạy trốn cơ hội. Hắn vốn là muốn một hòn đá hạ hai con chim, đem huyết thần hoàn toàn vẫn diệt. Đồng thời nếu là có thể để cho vậy cốt ma quật hao binh tổn tướng, cũng là một kiện cực tốt sự việc. Nhưng là bây giờ nhìn lại, có Khúc Trầm Vân ở đây, bọn họ rất khó chiếm được tiện nghi, ngược lại không như tương kế tự kế. Lần này huyết cốt ma tôn bị thương trở về, nhất định sẽ hướng cốt ma quật chủ cầu cứu, đến lúc đó, nếu như cốt ma quật chủ hạ xuống, lưỡng bại câu thương để gặp, hắn liền có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Không do dự nữa. Cuồng Sinh bóng người cũng đã biến mất. Sau một nén nhang, hư không lối đi bên trong, bốn người ngồi xếp bằng ở Khúc Trầm Vân to lớn chuông đồng bên trong, cảm thụ bên tai vô tận lao nhanh hơi thở. Bá! To lớn chuông đồng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, cho dù là thân ở trong đó, bị hắn bảo vệ bốn người, lúc này màng nhĩ tất cả đều là hô hô vang dội. Không biết hạ xuống mấy chục ngàn gạo, vậy chuông đồng tốc độ mới chậm rãi hạ thấp xuống. Cho đến cuối cùng dừng thân hình. Khúc Trầm Vân dẫn đầu đứng lên, đi ra vậy chuông đồng bảo vệ bình phong che chở. Tiêu điều, Hoang Diệt thanh âm bồng bềnh ở nơi này phiến cấm địa bên trong, vô số gió cắt che giấu vô số đổ nát thê lương. Thỉnh thoảng triển lộ ra bằng gỗ cung điện kết cấu, biểu dương đã từng là rộng lớn tráng lệ. Đám người rối rít đi ở cái này hoang vu cắt trên gò đất, sóng mắt nhưng cũng không hẹn mà cùng bị một chỗ hấp dẫn. Đó là một miếng phong cách cổ xưa cửa bằng gỗ, lại một phiến tiêu trừ trong hoàn cảnh, lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Đó là địa phương nào? Diệp thần có chút nghi hoặc nhìn cái này chỗ không giống bình thường. Nghe nói, nơi đó mới thật sự là thần võ cấm địa, Khúc Trầm Vân nói, truyền thuyết năm đó đến qua người ở bên trong, đều chết hết, cho nên tới trước hai lần ta cũng không đặt chân trong đó. Đều chết hết. Kỳ Tư Thanh chỉ cảm thấy được sau lưng một hồi xâm lạnh. Quả nhiên giống như vậy cấm địa, không có một nơi không dính nhiễm máu tanh. Huyết thần nhưng xoa xoa đầu, có chút khó chịu nói, từ bước vào cái này cấm địa sau đó, đầu ta liền đau dữ dội. Vậy thuyết minh, chúng ta hẳn là tìm đúng chỗ, Diệp thần gật đầu, tiền bối, ngài đối với nơi này mặt có thể có vật gì có cảm ứng. Ừ, ta có thể cảm giác được có vật gì tốt thuộc về ta, nhưng là, hung hiểm vô cùng, giống như là ở một đoàn hừng hực lửa cháy bừng bừng bên trong như nhau. Đã như vậy, xem ra chúng ta vẫn là phải đi vào tìm tòi kết quả. Diệp thần nói tới chỗ này, nhìn về phía cửa này ánh mắt, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đẩy không ra. Kỳ Tư Thanh dẫn đầu đi ở phía trước, đưa tay ra dùng sức đè ở vậy cửa gỗ bên trên, hai tay bên trong quấn vòng quanh tràn đầy linh khí. Cửa gỗ ở như vậy khí tức cường đại dưới, lại không biến hóa chút nào, vừa không có tan vỡ cũng không có đẩy ra. Có thể ở trong hoàn cảnh như vậy sừng sững ngàn vạn năm, ngươi cho là ngươi tiện tay liền có thể mở sao? Khúc Trầm Vân lạnh lùng nói, trong mắt khá là khinh thường. Ta đi thử một chút, Diệp thần tiến lên một bước, trong tay lục đạo luân hồi khí lực bọc lại hai quả đấm, trực tiếp đánh vào vậy cửa gỗ bên trên. Vậy vô tận ánh sáng đánh vào cửa gỗ bên trên, giống như là đá rơi vào nước hồ bên trong, liền liền rung động cũng không có hiện lên. Hừ! Khúc Trầm Vân hừ lạnh một tiếng, từ trong tay cầm ra chuôi này từng thất lạc ở chỗ này châu sai. Cái này châu sai có thể mở ra cánh cửa này. Kỳ Tư Thanh có chút kỳ quái nói xong, vội vàng từ mình trên thế giới, lấy ra khác một cây vô cùng là tương tự châu sai, đem nó đưa cho Khúc Trầm Vân. Khúc Trầm Vân hơi ngẩn ra,
tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh có này một lần hành động, cũng không có nhận qua, mà chỉ nói, đây là sư phụ để lại cho ngươi, ngươi giữ đi. Kỳ Tư Thanh lắc đầu, nếu như mở cấm địa cửa cần dùng cái này, sẽ dùng ta đi, ngươi giữ ở bên người. Khúc Trầm Vân ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, nàng biết mình nhất quý trọng chính là sư phụ đưa đồ. Nhất định phải dùng châu sai sao? Còn có biện pháp khác sao? Diệp Thần hỏi, hắn biết, sư phụ không chỉ là đối với Khúc Trầm Vân trọng yếu, đối với Khúc Trầm Yên vậy trọng yếu giống vậy, sau khi khôi phục trí nhớ Kỳ Tư Thanh lại là thừa tái bộ phận này trí nhớ, tự nhiên cũng là 10 phần chân coi ra sư đưa cho các nàng hai người lễ vật. Ta lúc nào nói qua, mở cái cửa này phải dùng châu sai. Hơn nữa, vì bọn họ tống táng sư phụ để lại cho ta châu sai, ngươi làm ta cùng ngươi như nhau ngu sao? Khúc Trầm Vân nhíu mày một cái, ngay sau đó cũng không để ý hai người diễn cảm, đem vậy châu sai đổ cầm trong tay, ở cửa gỗ bên trong, tìm kiếm cái gì? Tìm được, một tiếng vô cùng là đè nén thanh âm, từ Khúc Trầm Vân cuối cùng phát ra, vậy bằng gỗ cửa, ở Khúc Trầm Vân tỉ mỉ tìm dưới, lại xuất hiện 9 cái cực kỳ nhỏ lỗ trạng. Đây là mở cửa mấu chốt, Huyết Thần nghi ngờ nói, hai con mắt chăm chú nhìn Khúc Trầm Vân. Khúc Trầm Vân đem châu sai thu cất, quanh thân thanh loan căn nguyên khí từ ngón tay bên trong tràn ra đi ra. Vô số thanh loan căn nguyên, thậm chí ở đuôi sao còn có thể thấy từng tia hoàn hảo vũ rực ánh sáng, rất nhanh hội tụ thành từng cây một nhỏ như lông châu kim. Mỗi một cây đều mang Khúc Trầm Vân bản nguyên khí tức, đạo này đạo đều là nàng cháy tự thân máu tươi nơi huyễn hóa thành. Đây đối với nàng mà nói, thoáng qua tới giữa, trăm năm gian tu luyện căn nguyên, lúc này cũng coi là một chiêu tẫn tán. Kỳ Tư Thanh trong ánh mắt lộ ra một chút kiểu khác tình cảm, tìm muội tới giữa tình cảm, tựa hồ ở cái này một điểm một giọt bên trong dần dần khôi phục. Vô số ngưng hoa thanh loan bản nguyên khí tức, giống như là một tầng tiên sương mù như nhau, theo vậy nhỏ như lông châu kim ngay tức thì tràn ngập đến toàn bộ cửa gỗ bên trong. Nguyên bản cứng rắn như thiết, không có chút nào rung chuyển cửa gỗ, lúc này lại hơi có chút đung đưa. Khúc Trầm Vân nhưng cũng không có gấp đi đẩy cửa gỗ ra, mà là tiếp tục thúc giục bản nguyên khí tức, rót vào đến cửa kia bên trong, liên tục không ngừng thấm nhuần cái này vạn năm chưa từng mở ra cửa gỗ. Huyết Thần tâm tình lúc này có chút gấp gắt, nếu như không phải là Diệp Thần ở một bên ngăn, hắn đã sớm cất bước tiến lên, định dùng sức mạnh đem vậy cửa gỗ mở ra. Chỉ chốc lát sau, bằng gỗ kết cấu toàn thể giãn ra xuống, Khúc Trầm Vân đưa tay đẩy về phía vậy cửa gỗ. Cảm ơn chị, thấy cửa gỗ mở, Kỳ Tư Thanh liền vội vàng nói. Khúc Trầm Vân nhưng là lắc đầu một cái, ta cũng không phải là giúp ngươi, ta là mình muốn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Rắc rắc, bằng gỗ cửa chậm rãi mở, tại chỗ tất cả người, nhìn về phía trước, sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái, toát ra rung động thần sắc. Vậy cửa bằng gỗ sau đó, lại là khác một phương thiên địa, vô số hư không thấp thoáng bên trong, ở một đạo trên thang trời, có một viên ngôi sao to lớn chìm nổi ở chỗ này, ngôi sao này to lớn khó mà hình dạng, phù tại thang trời chỗ sâu. Ngôi sao này không chỉ to lớn, hơn nữa toàn thể đỏ thẫm, giống như một viên ma tinh như nhau. Nó đáng sợ còn xa không chỉ như vậy, ngôi sao này phun ra trăm triệu vạn trượng hỗn độn ma khí, cuốn sạch toàn bộ không gian. Vô số ma khí từ ngôi sao này bên trên phún ra ngoài, vô số ma khí nhảy trong đó, mùi máu tanh cuốn sạch toàn bộ hư không. Tại chỗ tất cả mọi người đều thử ra, nhìn ngôi sao này, cảm giác vô cùng quỷ dị, nó tựa hồ tràn đầy vô cực huyết bạo ma khí, người bất kỳ một khi bước vào trong đó, cũng sẽ ngay tức thì sa vào. Vậy vô tận thang trời, càng giống như là thông hướng địa ngục vậy. Liền may là Khúc Trầm Vân như vậy tồn tại, cũng không có dự liệu được cái này chân chính thần võ cấm địa lại là dáng vẻ như vậy. Kỳ Tư Thanh có chút do dự quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, tựa hồ đang hỏi hắn nên làm cái gì. Diệp Thần nhìn cái này tràn đầy ma tính hơi thở tinh thần, giống như địa ngục lối vào vậy, mang thượng cổ hồng hoang hơi thở, quả thực để cho người rung động. Huyết Thần là nhóm người này bên trong duy nhất bình tĩnh người, theo cửa gỗ mở, hắn cả người nâng lên bước chân, không chút nghĩ ngợi muốn đi vào. Bởi vì, bên trong thật giống như có cái gì đang chờ hắn. Tiền bối, ngôi sao này quỷ dị khó lường, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Diệp Thần liền vội vàng kéo lại Huyết Thần cánh tay, mặt đầy lo âu. Ta chuyến này chính là vì tìm trí nhớ, lại tìm được chỗ này, liền tuyệt đối không có không vào lý do. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được,
ngôi sao kia bên trong, có vật của ta muốn. Huyết thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp thần ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Diệp thần chỉ có thể buông tay, nghiêm túc nói, vậy ta cùng tiền bối đi vào. Phải đi cùng đi. Kỷ Tư Thanh vậy nhảy tới trước một bước, vô luận phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, nàng đều nguyện ý phụng bồi Diệp thần. Khúc Trầm Vân có chút lãnh đạm bĩu môi sừng, nhưng vậy không nói gì, tựa hồ vậy muốn biết ngôi sao này bên trong là cái gì. Bọn họ đoàn người, đi ở vậy vô tận rộng lớn trên thang trời. Nhưng mà ở nơi này viên màu đỏ thấm tinh thần trước mặt, bọn họ tựa như cùng kiến càng như vậy yếu ớt như con kiến hôi tồn tại, giống như hoang mạc bên trong một hạt cát đất, trên bầu trời một vì sao rơi. Vậy màu đỏ thấm bên ngoài ngôi sao, có vô số xích thần dương nanh múa vuốt xuất hiện, toàn bộ đưa về phía huyết thần. Huyết thần đột nhiên thân thể chấn động một cái, hắn toàn thân huyết quang sáng chói, lại hình thành một cái dị thường chói mắt màn hào quang, vậy xích thần chạm được màn hào quang trong nháy mắt, toàn bộ bị vỡ ra tới. Vậy vỡ vụn thành một tấc tấc xích thần, lúc này giống như giọt máu như nhau, toàn bộ tràn vào đến huyết thần đầu lâu bên trong. À! Trong một cái chớp mắt này, huyết thần chỉ cảm giác được mình đầu đều phải nổ tung, thức hải bên trong vô số hình ảnh đang thay nhau đổi thành. Giống như là ở trong một cái chớp mắt này đi qua cả đời bể dâu như nhau. Huyết thần tiền bối, ngài thế nào? Diệp thần cả kinh thất sắc, nhìn về phía ngôi sao to lớn kia, vậy từng cây một xích thần, phía trên nhất định có vật gì, kích thích huyết thần, mới để cho hắn như vậy thất thố. Huyết thần điên cuồng chùy đấm đầu mình lô, khóe miệng thậm chí cũng rỉ ra một chút máu tươi, như vậy thống khổ dữ tợn hình dáng, để cho Kỷ Tư Thanh cũng không nhẫn tâm hội, muốn đem hắn đánh ngất đi. Chớ tới gần hắn. Khúc Trầm Vân đứng ở một bên lạnh giọng nói, các người xem trong mắt hắn, đã phơi bày đỏ thẫm vẻ, hiển nhiên đã nhập ma, lúc này, tùy tiện tiếp xúc hắn 10 phần nguy hiểm. Kỷ Tư Thanh hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Khúc Trầm Vân trong mắt tăng thêm một chút nhiệt độ, nàng không nghĩ tới, Khúc Trầm Vân lại xảy ra nói nhắc nhở nàng. Khúc Trầm Vân nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ đối với cô em gái này không có chút nào cảm tình vậy, khó khăn lắm thiên chuyển thân thể, lại nữa xem nàng. Huyết thần tiền bối. Diệp thần xuất hiện sau lưng một tôn minh mông bát quái thiên đan lò, vậy vô tận tràn ngập quanh quần thảo dược khí, chỉ như vậy oanh ở huyết thần trên thân hình. Huyết thần thân hình càng rung động, trong óc huyết mạch lăn lộn, không chút nào ở bát quái thiên lò luyện đan thấm nhuần dưới, bình phục lại. À! Một tiếng càng rung động gầm thét tiếng, từ huyết thần miệng kêu lên, bất quá cũng ở đây một tiếng thét dài sau đó, hắn con mắt hoàn toàn đổi được đỏ thẫm, lại không mắt trắng. Ta giết ngươi. Huyết thần ánh mắt khỏa mang vô cùng ngang ngược ý sát phạt, trong tay trường kích hiện lên, hướng cách hắn gần đây Diệp thần lướt đi. Diệp thần trong bụng kinh hãi, không biết huyết thần làm sao đột nhiên có chuyến này là, chỉ có thể nhanh chóng tránh lui. Tiền bối, ta là Diệp thần. Lúc này huyết thần nơi nào nghe được gặp người khác nói, trong mắt trong tay trong lòng cũng chỉ có hai chữ, giết hại. Trường kích trên đá quý thánh quang đại tác, vô số ánh sáng mang huyết mạch lực. Ùn ùn kéo đến đánh vào hướng Diệp thần. Diệp thần trong tay sát kiếm điên cuồng quơ, chống đỡ trước huyết thần vậy trường kích công kích. Lúc này huyết thần vốn là huyết mạch lực, mang ti ti lũ lũ ma khí, ngang qua ở đó trường kích bên trên. Diệp thần lo lắng thương tổn tới huyết thần, vô số thần thông kỹ năng đều không cách nào thi triển, chỉ có liên tục tránh né phần. Hết lần này tới lần khác lúc này huyết thần công tốc cực nhanh, đem trường kích quơ múa giống như quần ma loạn vũ. Không có chương pháp gì, nhưng lại nối tiếp bí mật không ra gió. Giết! Huyết thần trong mắt đỏ thẫm, trên hai cánh tay huyết mạch lăn lộn cực kỳ lợi hại, vậy trường kích mang vô biên uy áp, trực tiếp hướng Diệp thần bụng đâm tới. Diệp thần không thể tránh né dưới, hai tay phụ trên diệt pháp tắc và hủy diệt đạo ấn, lại trực tiếp tay không gác ở vậy trường kích bên trên. Phá cho ta! Huyết thần diễn cảm dữ tợn, trường kích nhanh chóng xoay tròn, Diệp thần hai bàn tay. Ở nơi này trường kích tung bay trong quá trình, đổi được máu thịt mơ hồ. Tiền bối, tỉnh lại đi. Diệp thần tựa hồ không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, chỉ là trên trán mồ hôi lạnh, lộ ra hắn thời khắc này trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là hắn như cũng ngăn ở huyết thần trước người, cố gắng gọi huyết thần thần thức. Mơ hồ nhập ma huyết thần, đối mặt Diệp thần không có bất kỳ cảm tình, có chỉ là lạnh như băng binh khí và lẫm lẫm sát khí. Không. Kỷ Tư Thanh trong mắt rưng rưng,
Nàng nhìn thấu Diệp Thần ẩn nhẫn và không biết làm sao, nhìn thấu hắn nhượng bộ và thỏa hiệp, vậy giống vậy nhìn thấu Huyết Thần vậy trường kích từng chiêu chí mạng thế công. Nếu như Diệp Thần một mặt nhượng bộ, hắn tổng hội ở Huyết Thần liên tục không ngừng huyết mạch lực hạ, quanh thân linh khí khô kiệt, chết ở trường kích dưới, dù là Diệp Thần sinh mệnh lực lại khủng bố. Ngươi vẫn là như cũ. Khúc Trầm Vân ở bên cạnh thờ ơ nói, vô luận quá nhiều thiếu vạn năm, nàng không ưa nhất chính là Khúc Trầm Yên đối với luân hồi chi chủ vậy mãi mãi trường sinh tình nghĩa. Ngươi có biện pháp gì, có thể làm cho Huyết Thần khôi phục lý trí sao? Hừ, Khúc Trầm Vân hừ lạnh một tiếng, đây là hắn tâm ma của mình, chỉ có thể chính hắn khống chế, luân hồi chi chủ mệnh có còn hay không, ngay tại hắn trong nhất niệm. Kỷ Tư Thanh có chút không biết làm sao, cái này nói chẳng khác nào chưa nói, hôm nay như vậy tình huống, nàng đã mất đi xuất thủ cơ hội, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Huyết Thần có thể tìm về mấy phần lý trí. Xích Thần bể tan tành sau đó, hóa là giọt máu rơi vào Huyết Thần thức hải bên trong, tạo thành một đạo quỷ dị lồng giam. Lồng giam kia bên trong, lúc này Huyết Thần thần thức đang bị thật chặt quan ở trong đó. Hắn liều mạng gào thét, định chém nứt lồng giam kia thành lũy, vào tay chỗ nhưng là vô cùng là nóng bỏng phỏng tay, giống như ngăn cản ở trước mặt hắn không phải cái gì cái lồng, mà là một phiến nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Chỉ như vậy bị nhốt ở chỗ này sao? Không, không được. Huyết Thần thần thức một phiến kiên định, hắn lịch kiếp trở về. Không phải là vì ở nơi này thức hải bên trong trở thành một tên tù nhân, hắn đi tới nơi này thần võ cấm địa, chính là vì tìm về trí nhớ, tìm về đã từng là hết thảy. Thần thức bên trong, hội tụ dậy vô số đạo huyết mạch chân nguyên, mỗi một đạo chân nguyên cũng vô cùng là mạnh mẽ, giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén, gai thấu cái này toàn bộ lồng giam. Phá cho ta! Thần thức gào thét, theo vô số huyết mạch chân nguyên nổ tung, toàn bộ lồng giam thành lũy rốt cuộc tan thành mây khói. Huyết Thần trong mắt đỏ thắm đỏ thấm vẻ, chậm rãi thối lui, lần nữa hóa là bình thường hình dáng. Sẽ ở đó trường kích kiếm mang lần nữa thọt hướng Diệp Thần bụng lúc đó, Diệp Thần kinh ngạc vui mừng nhìn Huyết Thần biến hóa, biết hắn lúc này đã dần dần bình ổn lại, trong lòng đại hỉ. Trong tay sát kiếm đem vậy trường kích đánh lệch mấy tấc, cả người đã nương thân tiến lên, đi tới Huyết Thần trước mặt. Tiền bối, ngài thanh tỉnh sao? Huyết Thần lúc này thế công đã dần dần ngừng nghỉ. Nhìn về phía mình nắm trường kích tay, có chút không thể tin, hồi lâu mới rõ ràng mình mới vừa rồi là thế nào. Đối mặt Diệp Thần nghi vấn, Huyết Thần chậm rãi gật đầu, mặt mũi bên trong toát ra một chút quẫn bách, nói, Diệp Thần, là ta không có chế trụ tâm ma, lại hướng ngươi ra tay, thật xin lỗi, là ta sai. Diệp Thần hào phóng phất phất tay, cái này có gì, chỉ cần ngươi không có sao là được. Huyết Thần trong con mắt nhưng là áy náy tràn đầy. Nhìn Diệp Thần vậy có chút máu trong vắt bàn tay, áy náy vô cùng. Nếu hắn đã không sao, vậy cứ tiếp tục đi. Khúc Trầm Vân lạnh lùng nói, hai tay ôm quyền ngăn ở ngực, một thân màu bạc áo khoác lúc này cần phải biến thành cả người vô cùng cho thỏa đáng thiếp màu bạc chiến giáp, trước tiên trước một bước ở đó trên thang trời đi. Nguyên bản Huyết Thần dẫn đầu vị trí, chỉ như vậy biến thành Khúc Trầm Vân. Kỷ Tư Thanh như có điều suy nghĩ nhìn Khúc Trầm Vân hình bóng. Không có nói gì, chỉ là bước nhanh đuổi theo. Diệp Thần và Huyết Thần vậy không có chút nào trì hoãn, gặp Khúc Trầm Vân đã đi xa, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Càng đi vào ngôi sao này, lại càng cảm thấy nơi này hơi thở mười phần cổ quái, cũng không phải là tầm thường ma khí, như vậy bàng bạc rộng lớn tinh thần, lại là như thế nào hạ xuống ở chỗ này. Kỷ Tư Thanh cảm giác cái này càng ngày càng đậm hơn ma sát khí, trong này thậm chí còn có hỗn độn hư không minh mông hơi thở. Nơi này, thang trời cuối là viên kia vô cùng khổng lồ tinh thần, Huyết Thần hơi chấn động một chút, chỉ cảm giác được mình trong đầu có vật gì đang thúc giục mình. Nhìn cái này vô số ngã ba, vội vàng hướng có cảm ứng đường chỉ đi. Khúc Trầm Vân cũng không có chút nào do dự, trực tiếp hướng Huyết Thần chỉ đường đi tới. Tinh thần trên màu máu ma khí giống như là độc chướng vậy, để cho người không thấy rõ đường trước mắt, ở nơi này màu đỏ thẫm trong thế giới. Liền dưới chân đất bùn đều là huyết khí dày đặc. Khúc Trầm Vân không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể để cho Huyết Thần đi tuốt ở đằng trước, bằng vào hắn còn sót lại trí nhớ cùng cảm giác chậm rãi thăm dò. Tiền bối, chú ý. Diệp Thần lo lắng nói, ngôi sao này đối với Huyết Thần có lẽ có đặc biệt hàm nghĩa khác, ẩn dấu có thể kích thích đến hắn đồ, cũng không biết chuyến này đối với Huyết Thần mà nói là phúc hay là họa.
Huyết thần gật đầu một cái, nói, ngươi yên tâm, sẽ không lại bị tâm ma khống chế. Nơi này ma khí tựa hồ nồng nặc hơn. Kỷ Tư Thanh nhẹ nhàng cau mày một cái, nàng mơ hồ cảm giác được một chút không biết nguy hiểm. Đúng cái ngôi sao bên trên, đã tất cả đều là đỏ thẫm một phiến, ma khí độ dày tựa hồ biến thành hột trạng, vô cùng là vừa dày vừa nặng rơi vào trên người mọi người. Đó là cái gì? Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh nhìn phía trước một cái hư hư thật thật bóng người. Khúc Trầm Vân dơ dơ lên khóe miệng, trên mình màu bạc chiến giáp mài ra từng đạo nhỏ nhẹ kim loại tiếng va chạm. Huyết thần dẫn đầu hướng vậy hư hư thật thật bóng người đi tới, bước chân hết sức cẩn thận, hiển nhiên đối với cái này địa phương xa lạ vậy thời khắc duy trì cảnh giác. Diệp thần ngược lại là cái cuối cùng hướng hư ảnh kia đi tới người, hắn thậm chí càng lo lắng, có hay không hướng cốt ma quật như vậy theo đuôi mà đến người, muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Hôm nay không biết huyết thần nhân quả, rất khó suy đoán rốt cuộc có nhiều ít thế lực một mực đang đánh huyết thần chủ ý. Hắn đã chết. Huyết thần lạnh lùng nhìn vậy ở đã chết không biết mấy chục nghìn năm ông già, hôm nay đã chỉ còn lại một bộ hài cốt, duy trì phong hóa trước hình dáng. Có thể là bởi vì ngôi sao này bên trên đặc biệt huyết ma sát khí, vậy hài cốt bên trên tản ra nhiều lần hồng quang, giống như là thần cốt vậy, lấp lánh rực rỡ. Lúc này mới để cho Kỷ Tư Thanh lầm cầm ánh sáng kia coi thành người sống. Chú ý! Huyết thần vuốt tay, tựa hồ có chút tiếc nuối lần này lại không có bất kỳ thu hoạch, liền nghe được Kỷ Tư Thanh la lớn. Hắn dưới chân ngay tức thì dâng lên một cái phù trận, vậy phù trận cũng là hồng mang, ma sát thân, ẩn giấu ở đó sát khí bên trong lại là làm cho không người nào tự phát hiện. Nếu như không phải là trước Kỷ Tư Thanh cảm thấy vẻ nguy hiểm, giờ phút này sẽ không nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Đó là cái gì? Huyết thần trong lòng sửng sốt một chút, trong tay trường kích đã hiện lên, điểm ở đó trên mặt đất, cả người phản chiết đi ra. Bất quá vậy phù trận cũng không phải là vật chết, lúc này cảm giác được trong lòng con mồi lại dự định thoát đi, dĩ nhiên là lấy vô cùng là rộng lớn bố trí, liên động vậy chung quanh trận pháp. Huyết thần chỉ cảm thấy được dưới chân không còn một mống. Nguyên bản đứng đất đai lại bắt đầu nứt nẻ, hình thành một đạo to lớn kẽ nứt. Vô số đỏ thắm xúc tu, từ trận pháp kia tâm trận bên trong, giãn ra ra, hướng huyết thần nơi hạ xuống kẽ nứt đi. Làm thế nào? Kỷ Tư Thanh lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhưng khẽ lắc đầu một cái, hơi thở này cùng mới vừa ngôi sao kia hơi thở không giống nhau, huyết thần tiền bối hẳn có thể tự đi đối phó. Đây là huyết thần xúc tu. Khúc Trầm Vân nhìn chằm chằm vậy xúc tu nói, rồi sau đó lộ ra một đạo mười phần nụ cười quỷ dị, trong nụ cười tựa hồ có cái gì tốt cười sự việc như nhau. Huyết thần xúc tu, Kỷ Tư Thanh chưa từng nghe qua, lúc này chỉ có thể mang nghi vấn nhìn về phía Khúc Trầm Vân. Là trận pháp này tên chữ, bày trận pháp này người, là muốn đoạt xác người khác, hồi phục mình. Diệp thần không biết làm sao trên thế giới này đại năng một cái hai cái đều thích đoạt xác người khác. Mình luân hồi mộ địa bên trong có cái hoang lão cũng được đi, làm sao huyết thần bên này, còn chỉnh suốt cái huyết thần xúc tu. Bất quá, nghe công pháp này tên chữ, làm sao cảm thấy cùng huyết thần có vô hình thích hợp. Sẽ ở đó màu đỏ xúc tu cuốn lấy huyết thần ngay tức thì. Trận pháp bên trên hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh kia ở giữa ông già mi phát đã sớm hư trắng, cả người khéo léo đạo bào, lộ vẻ được tiên phong đạo cốt. Nếu như không phải là lần này hành vi thật sự là quá mức để cho người tức lộn ruột, chỉ xem hắn hành vi giống như là tiên phong đạo cốt thần nhân vậy. Lão kia người cho dù chỉ còn lại lau một cái thần niệm linh hồn, bày ra trận pháp này cũng là vô cùng là kinh người. Lúc này kẽ nứt bên trong truyền tới một đạo kêu rên, vô số màu đỏ vòi toàn bộ bị chém nứt, huyết thần bóng người, vậy từ kẽ nứt bên trong bay ra. Trong hư không thần niệm linh hồn, ánh mắt lộ ra vô cùng tức giận. Bất quá là muốn chiếm thân xác, lại đụng phải cứng rắn đinh, nếu như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hiện đem người nọ giết chết, sau đó sẽ chiếm cứ thân thể. Hắn ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt quan sát đám người, cho đến nhìn về phía huyết thần nháy mắt, ngay tức thì đờ đẫn. Tôn thượng, Khúc Trầm Vân và Diệp Thần đều là sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía huyết thần. Cái này mới vừa muốn chiếm thân xác hắn lão đầu, lại kêu hắn tôn thượng. Khúc Trầm Vân nhưng là một bộ cùng ta không liên quan diễn cảm, yên tĩnh đứng ở một bên, giống như là xem cuộc vui vậy. Tôn thượng, vậy hư không thần niệm linh hồn, mặt mũi bên trong thậm chí hàm chứa lệ nóng,
toàn bộ thân thể dáng vẻ run rẩy quỳ xuống.